Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Chương 1101, trao đổi tình báo 1. Trương Dương hít vào một hơi, nếu thật sự giống với những gì Vinh Bằng Phi nói, thì đây là một vụ án lớn rồi. Vinh Bằng Phi cầm cốc rượu lên rồi cạn một ly với Trương Dương, gã thấp giọng nói, những việc này vốn tôi không muốn nói với cậu, nhưng giờ đây Phi hỉ đã bị quốc an đưa đi rồi, tôi không hề điều tra được chút tình báo nào từ miệng hắn ta, quan hệ của cậu và đồng tú tú có lẽ rất tốt. Trương Dương hiểu rồi, Vinh Bằng Phi muốn lợi dụng hắn để lấy được kết quả thẩm vấn từ phía quốc an. Vinh Bằng Phi nói: "Trương Dương, chúng ta đã quen nhau không phải một hai ngày nữa rồi, cậu là người thế nào, điều này tôi biết rõ. Sự việc tối hôm qua tôi không nói gì ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi không nhìn thấy, nhưng tôi có thể đoán ra, không phải cậu muốn phủ nhận là có thể phủ nhận, Trương Dương cậu đang làm một việc khá nguy hiểm, có thể cậu cảm thấy cậu có đủ khả năng để bảo vệ bản thân mình." nhưng còn người khác thì sao cao liêm minh không có bản lĩnh như vậy nếu như tối hôm qua xảy ra chuyện bất chắc hậu quả của việc này sẽ thế nào trương dương nói tôi thật sự không muốn kéo anh ta vào chuyện này vinh bằng phi nói trương dương giúp tôi điều tra rõ ràng vụ án này việc này đừng để liên hệ đến người nào khác nữa tôi chỉ có một yêu cầu này thôi hơn nữa tôi đảm bảo tôi sẽ nói tất cả mọi điều tôi biết cho cậu đương nhiên trương dương không thể hoàn toàn tin tưởng lời của vinh bằng phi công an cũng có nguyên tắc bảo mật của công an vinh bằng phi nhất định không nói hết tất cả nội tình sự việc cho hắn gã nói như vậy chỉ là để trương dương cảm thấy thoải mái trương dương nói vinh cục tôi hiểu rồi đồng tú tú nếu có phát hiện gì tôi sẽ thông báo với anh ngay vinh bằng phi gật đầu nói còn nữa lần sau trước khi sự việc phát sinh hãy gọi điện cho tôi đừng để sự việc xảy ra rồi mới gọi trương dương cười nói vậy thì anh phải hứa với tôi khi hành động không nên quá thu hút sự chú ý bằng những thứ như còi, đèn." Vinh bằng phi cười gật đầu. Cao Liêm Minh về đến nhà, gã đã chuẩn bị tâm lý bị mắng một trận, nhưng điều làm cho gã bất ngờ là cha gã lại không nói gì, thấy gã bước vào, y chỉ điềm đạm nói, "Đi tắm một cái đi." Khi Cao Liêm Minh chuẩn bị đi, Cao Trọng Hòa lại thấp giọng nói, "Mẹ con không biết chuyện này, bà ấy đi dạo rồi." Cao Liêm Minh đã hiểu, đợi đến khi gã tắm xong, lại ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cha gã đích thân xuống bếp làm món cá sợi mà gã ưa thích cho gã. Cao Liêm Minh đến phòng ăn, Cao Trung Hòa vừa bỏ tạp dề ra vừa nói, "Lâu lắm rồi không nấu cơm, con nếm thử xem thế nào." Cao Liêm Minh yên lặng đơm một bát cơm cho cha, rồi mình cũng tự lấy một bát, cắm đầu vào yên lặng ăn. Gã tưởng rằng cha sẽ hỏi mình, nhưng cha gã luôn giữ yên lặng từ đầu đến cuối. Cao Liêm Minh cuối cùng không chịu nổi nữa liền nói, "Cha, nếu cha muốn mắng con thì nhân cơ hội mẹ con chưa về." cha hãy mắng cho thỏa đi. Cao Trọng Hòa gắp một ít thức ăn vào trong bát của gã, rồi điềm đạm cười nói tại sao cha phải mắng con. Cao Liêm Minh nói, vì chuyện tối qua. Cao Trọng Hòa nói, con đã trở về bình an, thì những điều khác không còn quan trọng nữa. Cao Liêm Minh nói, nhưng con không nghe lời cha. Cao Trọng Hòa nói, con cảm thấy mình đã làm sai rồi sao? Cao Liêm Minh lắc lắc đầu, gã không cho rằng mình đã làm sai. Cao Trọng Hòa nói, con rất quen với đồng tú tú à. Cao Liêm Minh cúi đầu ngượng ngùng, con đã quen cô ấy một thời gian rồi. Bạn gái của con, Cao Liêm Minh vội vàng giải thích, chưa đến mức đấy đâu, chỉ là con rất thích cô ấy. Cao Trọng Hòa ăn xong bát cơ, Cao Liêm Minh vội vàng đơm bát khác cho cha. Cao Trọng Hòa nói, con có biết thân phận thật sự của cô gái ấy không? Cô ấy là đặc công của quốc an. Cao Liêm Minh nói, giờ thì con biết rồi, nhưng con thật sự rất thích cô ấy. Cao Trọng Hòa nói, con trai, con có lẽ không hiểu gì nhiều về chế độ nội bộ của quốc an, họ có những quy định rất nghiêm khắc về chuyện tình cảm, không thể nào yêu đương một cách tùy tiện. Cao Liêm Minh không nói gì nữa. Cao Trọng Hòa nói, các con không có hy vọng, một chút hy vọng cũng không. Cao Liêm Minh nói, trên thế gian không có việc gì tuyệt đối, chỉ cần con nỗ lực, tất cả mọi thứ đều có thể thực hiện được. Cao Trọng Hòa nói, con trai có một việc cha muốn thương lượng với con. Trong ấn tượng của Cao Liêm Minh, cha gã rất ít khi nói chuyện thoải mái với gã như hôm nay, gã bắt đầu ý thức được cha mình nhất định có mục đích gì đó. Cao Trọng Hòa nói, gì của con cần gấp luật sư ở sở luật sư bên Hồng Kông, bà ấy muốn mời con qua đó giúp. Cao Liêm Minh nói, con đang làm việc rất tốt, tại sao phải qua đó chứ? Là để giúp, gì của con thương con như vậy, giờ đây bà ấy không đủ người làm, con qua đó giúp chẳng lẽ là điều không nên sao? Nếu như con không thích, thì con có thể giúp một thời ghen trước, đến khi bà ấy tìm được người thích hợp thì con về. Cao Liêm Minh nói, cha, cha đừng vòng vo với con nữa, cha muốn đẩy con ra khỏi đây đúng không? Con không đi, con cứ ở lại Đông Giang, con cảm thấy ở đây làm việc rất tốt. Cao Trung Hòa rõ ràng đã bị chọc tức, y đập mạnh vào bàn rồi nói, con có tin cha sẽ bảo họ khai trừ con không? Cao Liêm Minh nói, con tin, còn đương nhiên là tin rồi, cha là thường ủy tỉnh ủy, cha là thính trưởng công an, đừng nói đến việc khai trừ. Dù là cha có muốn tống con vào tù, thì một câu cũng là đủ rồi, nhưng, con không đi, dù con có ở lại Đông Giang làm ăn mày, con cũng không đi. Khốn nạn, tao cho mày ăn học bao nhiêu năm như vậy, không ngờ mày là một đứa chẳng có tương lai gì. Cao Trọng Hòa không thể nào nén được hỏa khí nữa. Cao Liêm Minh nói, con cứ vậy đấy, con không đi đâu cả, Trương Dương đã hẹn gặp đồng Tú Tú, cô lần này không đến một mình, mà người đến cùng cô còn có đồng nghiệp của Quốc An, chuyên gia gỡ đạn ngũ đắc trí. Trương Dương gặp được ngũ đắc trí vội đứng dậy ôm thân thiết với gã, nếu như không có sự giúp đỡ của ngũ đắc trí, thì hắn không thể nào tháo được quả bom hẹn giờ đó. Từ một ý nghĩa nào đó, ngũ đắc trí đã cứu tính mạng của Cao Liêm Minh và Niên Vân Phụng. Ngũ đắc trí cười nói, chủ nhiệm Trương, tôi phát hiện ra anh có thiên bẩm tháo bom, hay anh đến quốc an cùng tôi tháo bom cho rồi. Trương Dương lắc đầu nói, tôi không có bản lĩnh đó, hơn 100 cân của tôi không ngăn được đạn. Ngũ Đắc Chí nói, thật ra tháo bom giống như làm trò chơi vậy, chỉ cần mạnh dạn là về cơ bản không vấn đề gì. Đồng Tú Tú nói, anh ấy à, anh không cần sống, mà lại còn kéo cả người khác vào nữa, Trương Dương, anh đừng nghe anh ấy. Ngũ Đắc Chí cười nhìn Đồng Tú Tú, em lúc nào cũng thích chọc phá anh. Trương Đại Quan nhìn thấy một chút ngọt ngào trong ánh mắt của Đồng Tú Tú, hắn chợt ngớ người, ánh mắt của đồng tú tú rõ ràng có chút khác thường, chẳng lẽ giữa cô ấy và ngũ đắc chí có chút, trương đại quan để ý khi hai người nhìn nhau đều tỏ vẻ rất ngọt ngào dịu dàng. Hắn lờ mờ nhận ra rằng phán đoán của mình có lẽ không sai, chỉ có nam nữ đang yêu nhau mới có cảm giác như vậy. Trương Dương chợt nghĩ đến Cao Liêm Minh, tên này chẳng phải thê thảm rồi sao, muốn tấn công đồng tú tú, ngay cả tính mạng cũng dâng cho người đẹp. Nhưng quanh đi quẩn lại, đồng tú tú đã có người thương từ lâu rồi nhưng chuyện tình cảm chẳng ai là người quyết định được. Nếu như nói thật lòng, thì ngũ đắc trí cũng rất được, càng huống hồ gã làm việc cũng một bộ phận với đồng tú tú, nên càng môn đăng hộ đối về nghề nghiệp. Đồng tú tú nói, anh tìm tôi có việc gì? Trương Dương cũng không giấu gì cô ấy, phi hỉ có nói ra manh mối gì không? Về chuyện này, đồng tú tú có nợ Trương Dương một món nợ tình người, cô không hề giấu giếm, phi hỉ đều quen với các tinh hỏa, bang tử, gã không tham dự vào chuyện bán thuốc phiệt, chỉ là phụ trách đánh chém thôi, tổ chức này cực kỳ nghiêm mật, về cơ bản đều là liên lạc mốt phía, các tinh hỏa và bang tử có lẽ là cùng địa vị với nhau, Lý Thành, Hoàng Quân, nhắc đến tên anh trai, đồng tú tú không khỏi xót thương, cô cảm thấy hơi đau buồn, họ lại là cấp dưới, theo những gì Phi hỉ nói, thì các tinh hỏa lợi dụng cửa hàng đồ khô của gã để che giấu. Từ trước đến giờ gã luôn làm việc buôn bán thuốc phiện. Trương Dương nói, đáng tiếc rằng các tinh hỏa đã chạy mất rồi. Đồng tú tú nói, những việc này là việc đã nằm trong dự liệu, từ khi gã phái phì hỉ ra đã làm xong chuẩn bị tháo chạy rồi, cảm giác sự việc không đúng gã liền chạy trốn ngay. Trương Dương nói, phì hỉ chỉ nói những thứ này thôi sao. Đồng tú tú nói, anh ta còn nói một việc, đó là nhất định phải dìm anh vào chỗ chết. Trương Dương trao trao mày, đây chính là điều mà hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao đối phương lại hận hắn đến thấu xương như vậy. Cố ý tiết lộ địa chỉ lò nung cố cho hắn biết mục đích chính là dẫn Trương Dương vào chồng, Cao Liêm Minh và Đồng Tú Tú chỉ là mồi câu của họ mà thôi. Đồng Tú Tú nói, anh quen bọn họ à? Trương Dương lắc lắc đầu, từ trước đến giờ tôi đâu có quen ai tên là Cát Tinh Hỏa, càng không quen cái tên khỉ khô bang tử kia. Ngũ Đắc Chí nói, nhưng từ việc tối hôm qua, người đằng sau nhất định có thủ với anh, nếu không thì cũng chẳng mạo hiểm đi giết anh như vậy chứ. Trương Dương nói, tôi thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là tôi đã đắc tội ai rồi. Đồng Tú Tú nói, việc này tôi nhất định sẽ điều tra ra, tôi không thể để anh họ tôi chết một cách oan uổng được. Trường 1102, trao đổi tình báo 2. Trương Dương liền nói, tôi cảm thấy rằng việc này đã vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát của quốc an các cô rồi. Ngũ Đắc Chí nói, tôi cũng cho rằng như vậy, chuyện này vẫn nên giao cho hệ thống công an xử lý thì thỏa đáng hơn. Đồng Tú Tú kiên quyết nói, không, tôi nhất định phải tự mình điều tra chuyện này mới được ngũ đắc trí thầm thở dài một tiếng trương dương đã có được thứ mình cần khi hắn đang chuẩn bị rời đi thì ngũ đắc trí lại nói trương dương anh có thân thủ tốt như vậy tại sao lại không gia nhập vào quốc an chúng tôi trương dương hỏi lại quốc an rất hay ho sao anh cho rằng một quan chức cấp chính sở thì oách hơn hay là một đặc công quốc an đến thân phận cũng không dám tiết lộ ra oách hơn ngũ đắc trí nói mỗi người không giống nhau thì giá trị quan đương nhiên cũng khác nhau nếu như tôi đổi vị trí cho anh thì tôi nhất định không đồng ý. Trương Dương cười nói, tôi cũng sẽ không đồng ý. Sau khi cuộc điều tra lan đến các tinh hỏa và băng tử, liền không có được chút tiến triển nào nữa. Điều làm cho cả tổ chuyên án rất sốt ruột, còn việc buôn bán ma túy ở Đông Giang càng ngày càng mở rộng và trở nên khó kiểm soát, tỉnh đã coi đây là một vụ án quan trọng, chọn ra một đội quân tinh nhuệ từ các nơi, Vinh Bằng Phi đã đề cử khương lượng của Giang Thành dưới chướng mình để làm tổ trưởng tổ chuyên án. Khương Lượng đến Đông Giang làm còn một nguyên nhân nữa, con trai của gã giờ đây học ở trường cấp 3 trong trường đại học sư phạm Đông Giang, gã đến đó làm cũng là để tiện chăm sóc con trai. Trước khi Khương Lượng đến Đông Giang, gã không hề nói với ai cả, thậm chí gã cũng giữ bí mật với cả bạn tốt của gã là Trương Dương, khi báo cáo với Vinh Bằng Phi, Vinh Bằng Phi đã nói bằng một thái độ rất nghiêm trọng, "Khương Lượng, đây là vụ án khó phá nhất từ khi tôi bắt tay vào làm cảnh sát đến nay, những phần tử bán thuốc phiện cực kỳ xảo quyệt." Tổ chức của chúng nghiêm mật, từ trên xuống dưới đều là liên lạc một phía. Chúng tôi đã hạ được hai ổ trong số đó, nhưng vẫn không thể tìm được nguồn của thuốc viện. Khương Lượng nói: Vinh cục yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc toàn sức toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ lần này, cố gắng phá vụ án này trong thời gian sớm nhất. Vinh Bằng Phi nói: Khương Lượng, tôi biết khả năng làm việc của anh, tôi tin rằng anh có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao phó lần này, nhưng có mấy điểm tôi phải nhắc nhở anh trước. Một là, nhiệm vụ lần này khá khó khăn. Anh là tổ trưởng tổ chuyên án, anh cũng phải chuẩn bị trước về việc có thể sẽ phải đánh nhau với phần tử tội phạm trong quá trình phá án sẽ xuất hiện không ít nguy hiểm. Thứ hai, cần phải giữ bí mật, dù là với bạn của mình cũng không được phép tiết lộ những tình tiết liên quan đến vụ án. Thứ ba, tôi điều anh đến đây là vì tôi nghi ngờ trong tổ chức chúng ta có nội gián, bọn bán thuốc phiện ngung cuồng đến vậy, chúng ta không thể tìm thấy con cá lớn đằng sau tấm màn, có lẽ là vì có người tiết lộ tin tức hành động của chúng ta cho bọn chúng. Khương Lượng gật mạnh đầu. Vinh Bằng Phi nói, anh đã xem qua hồ sơ vụ án rồi, anh có suy nghĩ gì không? Khương Lượng cười. Vinh Bằng Phi khích lệ gã, đừng lo, có gì thì anh cứ nói nấy. Khương Lượng nói, manh mối đã điều tra ra các tinh hỏa và bang tử rồi, trước đó chúng ta luôn hướng suy nghĩ vào việc thuốc phiện này đến từ nước ngoài, nhưng căn cứ vào những thuốc phiện chúng ta giành được hiện nay, những thuốc phiện này không giống với thuốc phiện đến từ Hồng Kông, độ thuần chất cao hơn, hơn nữa, với tình hình hiện tại, Đông Giang có thể là nơi tập trung của việc buôn bán thuốc phiện. Số lượng thuốc phiện lớn như vậy, nếu như đều được buôn lậu từ nước ngoài vào, thì không thể nào tránh nổi con mắt của hải quan. Năm kia tôi đã từng điều tra một vụ án chế tạo thuốc phiện, lợi dụng một căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách là đã có thể sản xuất thuốc phiện rồi, đương nhiên quy mô của nó khá nhỏ. Điều này cũng đã cho chúng ta một con đường mới, số thuốc phiện được phát hiện ở Đông Giang này liệu có phải được sản xuất ở chính bản địa không? Vinh bằng phi gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy, Khương Lượng, anh nói tiếp đi. Khương Lượng nói, chế tạo loại thuốc phiện này cần thành phần chủ yếu là chất ma hoàng, thật ra chúng ta luôn giữ một nguyên tắc với những vụ án thuốc phiện, nếu chế tạo thuốc phiện thì bắt buộc phải tìm ra nguồn nguyên liệu, nhiều thuốc phiện như thế này cần một lượng lớn chất ma hoàng, trong nước có hai cách thường thấy để lấy được chất ma hoàng, một là trực tiếp mua nguyên liệu gốc, còn một cách nữa là lấy từ các loại thuốc Hợp chất Theophylline, Ophidrai kèm cùng với hợp chất Paracetamol, Diphenhydramine đều có thể lấy được chất ma hoàng. Những người kỹ thuật cao có thể lấy được trên 70% trong đó, hai loại thuốc này mặc dù đều là thuốc bị nhà nước quản lý nghiêm ngặt, nhưng lại dễ dàng có được hơn nhiều so với việc lấy được chất ma hoàng. Vinh bằng phi nói, ý của anh là phải điều tra từ nguồn nguyên liệu. Khương Lượng nói, cần phải điều tra từ nguồn nguyên liệu. Chỉ cần điều tra ra nguồn nguyên liệu ma hoàng đến từ đâu, là thế thể tìm ra được tên bán thuốc phiện đang giấu mặt vinh bằng phi nói dự đoán của anh có nghĩa là ở đông giang có tồn tại cơ sở chế tạo thuốc phiện ngầm khương lượng nói theo những phán đoán của tôi thì khả năng này rất lớn được vậy thì cậu cứ điều tra thoải mái xảy ra bất cứ chuyện gì tôi sẽ gánh cho anh thái độ của vinh bằng phi làm cho khương lượng cảm thấy rất tự tin rời khỏi phòng làm việc của vinh bằng phi khương lượng mới nhớ đến nên gọi cuộc điện thoại cho trương dương Gã cũng nghe nói ít nhiều về việc Trương Dương có liên quan đến vụ án này. Vừa rồi những lời mà Vinh Bằng Phi nói có lẽ nhầm ám chỉ Trương Dương. Ngành nào cũng có quy tắc ngành. Rõ ràng là Trương Dương đã làm việc hơi vượt quá giới hạn của mình, làm cho hệ thống công an rất khó làm việc. Khương Lượng cũng suy nghĩ rất chu đáo. Về sau chỉ có thể nói chuyện bạn bè chứ không thể nói chuyện công việc với Trương Dương. Trương Dương nghe nói Khương Lượng được điều đến Đông Giang làm việc, ngay lập tức liền nói: Này, Khương Lượng anh đúng là chẳng ra sao cả chúng ta là quan hệ gì chứ? Anh đến Đông Giang mà cũng không báo trước với tôi một câu sao? Anh coi thường tôi có phải không hả? Khương Lượng cười nói, đừng đùa nữa, giờ đây cậu là phó tổng chỉ huy của khu đô thị mới Đông Giang, dưới một người mà trên vạn người. Người nói vô ý nhưng người nghe có ý, Trương Đại Quan thầm nói, tên này nhất định có ý nói khai hắn, một người đó chẳng phải là Tần Thanh hay sao? Những tin xấu về hắn và Tần Thanh, Khương Lượng biết rất rõ, Trương Dương nói, mẹ kiếp, anh thật là chẳng ra sao. Khương Lượng ngớ người, gã thật sự không nghĩ đến chuyện nói khích bác gì Trương Dương. Trương Dương nói như vậy làm gã đột nhiên nhớ ra, quan hệ của Trương Dương và Tần Thanh không bình thường như vậy. Câu này của gã rõ ràng là vô tâm, nhưng với Trương Dương thì nhất định hắn sẽ nghĩ sang một hướng khác. Khương Lượng vội vàng giải thích, anh đừng nghĩ nhiều nữa, tôi không có ý gì khác đâu, câu nói này rõ ràng là càng nói càng đầy ý nghĩa. Trương Dương cười hà hà một tiếng, gì nhỉ, Tối nay tôi mời anh ăn cơm để đón anh nhé, chúng ta chọn địa điểm luôn đi, đến vọng Giang lâu nhé, tôi bảo viên ba chuẩn bị mời khách. Khương Lượng nói thôi, người anh em, hôm nay tôi vừa đến Đông Giang, tôi muốn đi thăm con trai một chút, buổi tối đưa nó ra ngoài chơi, chúng ta đi uống vào hôm khác có được không? Trương Dương ngạc nhiên nói, con trai anh cũng đến Đông Giang rồi. Khương Lượng cười nói, năm nay nó thi đỗ vào trường cấp 3 trong đại học sư phạm Đông Giang, thành tích khá tốt bình thường ở trong trường học, lần này tôi đến cũng là để tiện chăm sóc nó. Trương Dương nói, thế mà anh cũng không nói với tôi, người làm chú như tôi thế này dù gì cũng phải chăm sóc nó. Khương Lượng nói, tôi thật sự không muốn nó tiếp xúc nhiều với anh, sợ anh dậy hư nó. Trương Dương cười ha ha, biết rằng hai cha con Khương Lượng lâu vậy không gặp nhất định muốn ở riêng với nhau, Trương Dương cũng không miễn cưỡng, hắn hàn huyên với Khương Lượng mấy câu nữa, rồi hỏi về việc công tác mà lần này Khương Lượng phụ trách. Khương Lượng cũng không giấu hắn, gã nói một lượt về chuyện mình phụ trách tổ chuyên án, Trương Dương vừa nghe liền thở dài nói: "Khương Lượng, vụ án này rất khó giải quyết, công an và quốc an đều tham dự vào rồi, điều tra lâu như vậy mà vẫn chưa có kết quả gì hết." Khương Lượng nói: "Đến đâu cũng là làm việc mà thôi, nếu như tôi không có năng lực phá án, thì tôi sẽ ngoan ngoãn về Giang Thành, nói thật lòng, tôi cũng không định ở lâu dài tại Đông Giang." Trương Dương nói: "Đến đâu hay đến đó vậy?" Tôi thấy Vinh cục cũng không còn cách nào nữa mới điều cậu đến đây, người anh em, thứ khác thì không nói, nhưng có việc gì cần giúp đỡ thì anh đừng ngại tìm tôi, nhảy vào biển lửa tôi cũng cùng anh." Câu này làm cho Khương Lượng ấm áp trong lòng, mặc dù Trương Dương nói rất khoa trương, nhưng Khương Lượng tin rằng những điều Trương Dương nói là sự thật, gã mỉm cười nói, "Được, tôi không quên được anh đâu." Trương đại quan đặt điện thoại xuống, ngay lập tức tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là Tần Thanh gọi cho hắn. Trương Dương đến phòng làm việc của Tần Thanh, nhìn bí thư Tần mặc một bộ quần áo màu đen ngồi ở trong phòng làm việc, trong lòng không khỏi nghĩ đến việc vừa rồi Khương Lượng nói dưới một người mà trên vạn người, bờ môi liền nở một nụ cười. Tần Thanh rất hiểu tính Trương Dương, thấy hắn cười như vậy, đã biết hắn chẳng có ý đồ gì tốt, Tần Thanh nói: "Tiểu Trương, ngồi xuống đây, tôi tìm cậu có việc đây." Trương Dương nhìn, rồi cười ngồi xuống ghế sofa. Tần Thanh nói tiếp: thành phố rất ủng hộ việc xây dựng lại thu hà tự, bí thư lương cũng rất coi trọng, khi em thông báo vấn đề này cho ông ấy, ông ấy ngay lập tức đã tiến hành thảo luận trên cuộc họp thường ủy, và đã được thông qua rồi, em đã nói tin này với tuệ không pháp sư, ông ấy sẽ chuẩn bị tiền ở Hồng Kông, Đài Loan, Ma Cao, cố gắng đến mùa xuân năm sau bắt đầu công việc xây dựng lại thu hà tự. Trương Dương nói, việc tốt mà, không ngờ lần này hiệu suất làm việc của thành phố chúng ta lại cao như vậy. Tần Thanh nói, thành phố rất ủng hộ việc xây dựng khu đô thị mới mà, nên thông qua rất nhiều việc cho chúng ta. Em gọi anh đến đây là vì chuyện của Thu Hà tự, công tác xây dựng lại chùa chiền lần này, cố gắng khôi phục lại ở mức lớn nhất Thu Hà tự. Điều này cần phải thu thập rất nhiều tư liệu lịch sử, cần phải thỉnh giáo nhiều chuyên gia liên quan, việc xây dựng kiến trúc cổ cũng không giống với việc xây dựng các công trình kiến trúc bình thường, cần phải có đội ngũ kiến trúc chuyên nghiệp đến. Trương Dương nói, về mặt này anh cũng là người ngoài đại thôi, có điều có một người rất lợi hại, em mời người đó đến là được rồi." Tần Thanh nói, "Ai vậy? Thật ra cô đã đoán được người mà Trương Dương nói đến là ai rồi." Trương Dương nói, "Cha của em, lúc đầu phố cổ Giang Thành, tường thành cổ, nhà môn cổ đều là do ông sửa sang mà. Một chuyên gia giỏi như vậy mà không dùng, em còn muốn mời ai nữa?" Tần Thanh nói, "Em không phải chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng ông ấy là cha em." Nếu như em mời ông ấy đến, thì người khác liệu có nói rằng em lợi dụng tình riêng không? Trương Dương không nhịn nổi cười, cái gì mà em gọi là lợi dụng tình riêng chứ, với người như cha em, chỉ muốn dành hết tiền lương của mình cho những công trình cổ thôi, không hề nghĩ đến việc lấy một chút lợi lộc nào của quốc gia cả, nếu như ông đến làm cố vấn thì em chăm sóc ông cũng tiện hơn. Tần Thanh liền gật đầu. Chương 1103, đoàn khảo sát thái tử 1 trương dương nói việc này em giao cho anh làm đi không cần em đích thân ra mặt đâu tần thanh nói giờ đây anh đã trở thành đại diện của em rồi trương dương nói đúng vậy giờ đây mọi người đều nói anh dưới một người trên vạn người đó tần thanh hơi ngớ người trương dương nói anh cũng cam thâm ở dưới em tần thanh trừng mắt với hắn ở đây là chỗ làm việc tần thanh không muốn nghe hắn nói linh tinh với những gì cô biết về trương dương nếu như không ngăn hắn lại không biết hắn còn nói ra những lời vô lại gì nữa. Tần Thanh nói, đám nhà đầu tư anh nói bao giờ mới đến? Trương Dương nói, họ nói rằng mấy ngày này sẽ đến, việc này cũng không thể dục họ được, mặc dù chúng ta đang chiêu thương cần người đầu tư, nhưng cũng không thể tỏ ra quá bức thiết, nếu không họ nhất định sẽ tưởng rằng mình đang cầu xin họ, nhân cơ hội sẽ đề ra nhiều điều kiện hơn. Tần Thanh cười nói, không ngờ anh lại hiểu nhiều về tâm lý học như vậy. Trương Đại Quan Dương Dương tự đắc nói, còn gì nữa? Giờ đây anh là nghiên cứu sinh, anh đã học tâm lý học, anh phải tỏ ra rằng khu đô thị mới này của chúng ta là một cô gái có điều kiện tốt chẳng sợ thiếu người theo đuổi, đừng tưởng rằng họ có tiền có thể lực, nhưng cái quả đất này ấy à, rời khỏi ai cũng tự quay. Tần Thanh nói, không sai. Lúc này chủ nhiệm quản ủy hội Lưu Bảo toàn gõ cửa bước vào, y thấy Trương Dương cũng ở đó, liền gật đầu với Trương Dương, đưa phương án phân nhà bước đầu cho Tần Thanh. Gần đây y luôn bận làm việc này, Tần Thanh cũng phát hiện ra, Lưu Bảo Toàn năng lực có hạn, cũng có nghĩa là chỉ có thể làm chút công tác hậu cần, nếu thật sự để y xông ra tiền tuyến nắm việc quản lý kinh tế, xây dựng, chiêu thương thì chẳng có mục gì y có thể đảm nhận được cả. Tần Thanh nói, "Chủ nhiệm Lưu, phương án này chút nữa tôi sẽ xem một chút, ngày mai tôi sẽ mang qua đó cho anh." Lưu Bảo Toàn cười nói, "Thật ra, về cơ bản đều là đã trưng cầu ý kiến của mọi người rồi." Những người làm lãnh đạo như mọi người đều chủ động đi đến những khu chung cư xa xa để chỗ nhà tốt cho người khác, nên mọi người đều tâm phục khẩu phục. Trương Dương không chịu nổi liền nói, nhà của tôi đâu? Lưu Bảo Toàn nói, ở tầng 7 và có gác xép, cùng một tòa nhà với bí thư Tần, có điều nhà của cô ấy ở phía đông tầng 7, nhà của anh ở phía tây. Tần Thanh Thầm trách Trương Dương, việc gì mà phải hỏi rõ như vậy chứ, đây chẳng phải là khiến người ta sinh nghi hay sao? Trương Dương vẫn còn đứng ở đó cười một cách ngốc nghếch, "Bí thư Tần, về sau chúng ta là hàng xóm rồi." Tần Thanh chẳng để ý đến hắn, nói với Lưu Bảo Toàn, "Vẫn như vậy thôi, cố gắng để cho mọi người cùng hài lòng." Lưu Bảo Toàn gật đầu lia lịa. Trương Dương và Lưu Bảo Toàn cùng đi ra ngoài, Lưu Bảo Toàn chủ động hỏi hắn, "Tiểu Trương, gần đây biểu hiện của Chu Sơn Hổ thế nào?" Trương Dương vừa nghe đã biết rằng y có dự định gì liền cười nói cậu ta biểu hiện thế nào chẳng lẽ ông không nhận thấy hay sao lưu bảo toàn thở dài từ thái độ của y trương dương đã đoán được rằng chu bảo toàn và khuê nữ của y là lưu hy đình vẫn chưa chấm dứt mối quan hệ trương dương chẳng thèm để ý đến chuyện của nhà y rảo bước giãn khoảng cách với lưu bảo toàn nhưng nói ra thì cũng thật là trùng hợp khi hai người xuống lầu liền gặp chu sơn hổ tiểu tử này nhìn thấy hai người họ liền ngớ người ra sau đó vội vàng chui vào trong phòng làm việc của trương dương một lúc sau liền thấy con gái của lưu bảo toàn lưu hy đình đuổi tới trương dương vốn tưởng rằng mình nhìn nhầm nhưng hắn nhìn nhất định là lưu hy đình mà có điều hôm nay lưu hy đình trang điểm nhạt không đặc sắc như trước đó nữa trông cô ta cũng đúng là một cô gái thanh tú lưu bảo toàn nhìn thấy con gái cũng ngớ người tiểu đình con đến đây làm gì lưu hy đình nói con đến tìm hổ tử lưu bảo toàn nói con đến tìm cậu ta làm gì lưu hy đình vốn chẳng để ý đến y liền cao giọng nói chu sơn hổ em nhìn thấy anh rồi anh ra đây cho em lưu bảo toàn mặt đỏ bừng bừng thế này là thế nào cơ chứ con gái của y lại ngang nhiên đến đơn vị làm việc để tìm chu sơn hổ điều này chẳng phải đã làm người làm cha như y mất mặt sao lưu bảo toàn tức giận xông lên nắm lấy cánh tay của con gái con về ngay cho cha đây là đơn vị làm việc con không sợ mất mặt thì cha sợ lưu ghi đình tức giận giật tay của y ra cha bỏ con ra nhất định là cha không để hổ tử qua lại với con nữa, cha đúng là khinh nghèo ham của, cha khinh thường xuất thân của hổ tử, cha đã quên rằng ai cứu cha. Sắc mặt lưu bảo toàn xanh lét, giờ cao tay muốn đánh con gái, Trương Dương vốn không muốn quản chuyện này, nhưng hắn đứng một bên, không thể nào Dương mắt nhìn Lưu Hy Đình bị đánh được. Hắn bước lên trước nắm lấy cánh tay của Lưu Bảo Toàn, rồi nói tử tế, chủ nhiệm Lưu, ông đừng giận, có gì thì cứ từ từ nói. Lưu Hy Đình khóc, hổ tử, anh đúng là loại vô lương tâm, lúc đầu anh nói thế nào cơ chứ, giờ đây anh không thèm để ý đến em nữa, anh có tin không, nếu anh không ra đây, em sẽ nhảy xuống hổ chết ngay cho anh xem. Chu Sơn hổ mặt đau khổ trong phòng, nước mắt chỉ trực trào ra. Lưu Hy Đình nói, được, nếu anh đã quyết tâm không gặp em, thì về sau anh đừng hối hận. Cô gái này cũng thật là cứng đầu, vừa nói vậy liền quay đầu chạy xuống dưới lầu. Cô ta làm như vậy khiến cho Lưu Bảo Toàn cũng sợ hãi y vội vàng nói, Trương Dương, cậu giữ tôi lại làm gì, mau, mau giữ con gái tôi lại đi. Lưu Hy Đình trên đường xuống lầu đã gặp cục trưởng cục quản lý tổng hợp La An Định, La An Định thấy Lưu Bảo Toàn ở phía trên lớn tiếng muốn chặn con gái lại, y cũng muốn chặn Lưu Hy Đình, nhưng lại bị Lưu Hy Đình đẩy ngã ra, mắt nhìn Lưu Hy Đình chạy ra khỏi bộ chỉ huy. Chu Sơn Hổ nghe thấy động tĩnh ở ngoài, không chịu nổi nữa, gã kéo cửa phòng chạy ra ngoài đuổi theo. Trương Đại Quan không muốn đu đoa theo, nếu như hắn muốn đuổi theo thì Lưu Hy Đình không thể chạy đi một cách dễ dàng như vậy được. Có điều Lưu Hy Đình này chạy cũng thật nhanh, vừa thoát cái đã xuất hiện trước hồ Thanh Long, cô cũng không phải là muốn nhảy xuống, đến bên bờ cô dừng lại một chút, rồi nhìn về phía sau, cô muốn nhìn xem Chu Sơn Hổ có đuổi theo mình hay không, nhìn thấy Chu Sơn Hổ, Lưu Hy Đình khóc rất thảm thương, các người đừng lại đây, ai lại đây tôi sẽ nhảy xuống ngay. Lưu Bảo Toàn sợ nhún cả chân, mặt không còn chút sắc huyết nào tiểu đình con xuống đây đã lưu hy đình nói hổ tử anh có cần em không chu sơn hổ mật đau khổ tiểu đình em em lại đây anh anh cái gì mà anh em luôn tưởng rằng anh là một nam tử hán anh có chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm không chứ lưu bảo toàn nghe thấy câu này chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống mất mặt thật là mất mặt tại sao mình lại sinh ra đứa con gái này chứ lần này thì hay rồi người toàn đơn vị đã biết chuyện của cô ta và chu sơn hổ như thế này về sau người làm cha như y có thể ngẩng mặt nhìn ai được nữa chứ chu sơn hổ nói tiểu đình em đừng làm chuyện ngốc nghếch gã tiến từng bước từng bước đến lưu hy đình nói anh có còn cần em không chu sơn hổ nhìn sang lưu bảo toàn không dám trả lời câu hỏi lưu hy đình nói anh nói đi chứ anh nói gì đi chứ chu sơn hổ chỉ nói em lại đây không dám trả lời vấn đề của cô ta một cách chính diện. Lưu Hy Đình thấy gã bước lại gần, không ngờ cô cắn răng, rồi nhảy tõm xuống dưới, Chu Sơn Hổ cũng nhảy theo cô ta. Tất cả mọi người của bộ chỉ huy hầu như đã đến hết, mọi người cũng nhận ra Lưu Hy Đình nhảy hồ tự sát là giả, nếu muốn nhảy thì đã nhảy từ lâu rồi, tại sao nhất định phải đợi đến khi Chu Sơn Hổ đến trước mặt rồi mới nhảy, cô ta đang ép Chu Sơn Hổ và cũng đang ép cha của mình, lần này thì có trò hay để xem rồi nước men bờ không sâu, Chu Sơn Hổ nhảy xuống rất nhanh đã kéo được Lưu Hy Đình lên, gã ôm cô thật chặt như sợ rằng cô ta sẽ chạy đi mất vậy, Lưu Hy Đình người ướt như chuột lột, ôm chặt lấy Chu Sơn Hổ, vừa khóc vừa nói, hổ tử, em yêu anh, em không thể nào rời xa anh. Lưu Bảo toàn mặt vừa đỏ vừa tím, trong lòng vừa tức vừa buồn, vừa lo lại vừa xấu hổ, có người vỗ vỗ vai y, quay mặt lại nhìn, hóa ra là Trương Dương. Trương Đại Quan nhìn Lưu Bảo Toàn đầy đồng tình, chủ nhiệm Lưu, sự việc của thanh niên, ông đừng nhúng tay vào nữa, nhớ đâu xảy ra chuyện gì bất chắc, chẳng phải phiền phức hơn sao. Lưu bảo toàn mặt dài thượt, quay người bước đi phía đằng xa, y chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, cảm giác rằng tất cả mọi người xung quanh đều đang cười nhạo y vậy, thậm chí khi y đã quay người, y vẫn có thể nhìn thấy vô số cánh tay đang chỉ chỉ trỏ trỏ đằng sau y. Lưu Bảo Toàn ý thức được mình đã trở thành trò cười của bộ chỉ huy này đám con cháu quan gia kinh thành đó quả nhiên đã đến Đông Giang vào cuối tháng theo cách nói của họ lần này họ tổ đội để đến tham quan Chu Hưng Quốc Từ Kiến Cơ Phùng Cảnh Lượng Vương Học Hải Tiết Vĩ Đồng điều làm cho Trương Dương không ngờ tới là Lương Khang cũng đến không những gã đến mà CƠ Nhược Nhạn cũng đến cùng có câu nói rằng có bạn từ xa đến là niềm vui khôn xiết mặc dù Lương Khang không phải là bạn của Trương Dương nhưng Trương Đại Quan cũng là một người hiếu khách hắn đối xử như nhau với tất cả mọi người vô cùng nhiệt tình, chỗ ăn ở sắp xếp ở Nam Quốc Sơn Trang, hắn chọn chỗ đó bởi lẽ môi trường xung quanh của Nam Quốc Sơn Trang khá tốt, phong cảnh đẹp. Lần này họ đã đi một chiếc xe 7 chỗ đến, không cao ngạo như Trương Dương thầm tưởng. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho họ, Trương Dương đến phòng của Chu Hưng Quốc, Chu Hưng Quốc rất khiêm nhường hòa nhã, không ngờ lại là đại ca của nhóm này, Chu Hưng Quốc thấy Trương Dương, liền cười nói, môi trường ở đây rất tốt, năm kia khi chúng tôi đến Đông Giang, Chúng tôi đã ở khách sạn trung tâm hội triển lãm quốc tế, mặc dù cũng là khách sạn 5 sao, nhưng lại kém hơn rất nhiều so với ở đây. Trương Dương nói, các anh ở thành phố lớn quen rồi, cả ngày đâu đâu cũng nhìn thấy những tòa nhà cao ốc xa hoa tráng lệ, vì vậy tôi sắp xếp một chỗ yên tĩnh để các anh cảm thụ một chút. Chu Sơn hổ đưa cho Trương Dương một chiếc túi đẹp đẽ, tôi chẳng mang quà gì cho anh cả, mang cho anh một chai rượu tây thôi. Trương Dương cười nói, khách sáo quá chu hưng quốc cười nói vậy thì anh cứ nhận lấy đi đẩy qua đẩy lại mới là khách sáo trương dương nói lần này các anh định ở lại đông giang trong bao lâu chu hưng quốc nói chắc là hai ngày ngày kia chúng tôi sẽ đi thượng hải ở đó còn phải tụ tập trương dương nói nhật trình của các anh định sắp xếp thế nào chu hưng quốc cười nói tối nay chúng ta ăn tạm gì đó sau đó mọi người sẽ đi thăm người nhà sáng ngày mai sẽ đến thăm khu đô thị mới của các anh ngày hôm kia thì rời đi trương dương không ngờ họ sắp xếp lại đơn giản như vậy chu hưng quốc nói lần này chúng tôi đến với tư cách cá nhân thôi không cần tổ chức tiệc tùng gì chính thức đâu nói thật mọi người đều không thích mấy trò hình thức đó khó chịu lắm trương dương gật đầu nói vậy được chúng ta đi chơi là chính khảo sát là phụ chu hưng quốc cười vỗ lên đầu gối của trương dương đúng là như vậy đấy tiết vĩ đồng mặc chiếc áo khoác màu xanh quân đội bước vào đầu cô hơi ướt, có lẽ là vừa tắm xong, trong tay cầm một túi quần áo, sau khi bước vào liền vất cho Trương Dương, cho anh đấy. chương 1104, đoàn khảo sát Thái tử 2 Trương Dương mở ra, thì là một chiếc áo khoác da của Ý, Trương Đại Quan cười nói, tiết ra, anh Chu, mọi người đều khách sáo như vậy, làm cho tôi thật sự ngại quá. Tiết Vĩ Đồng nói, có gì mà ngại chứ, bạn với nhau cả, làm gì phải khách sáo như vậy đúng rồi buổi tối sắp xếp ăn cơm ở đâu tôi đã đói rồi trương dương nói ở đây ngay nam quốc sơn trang tiết vĩ đồng ngồi xuống bên cạnh trương dương buổi tối đưa chúng tôi đến nhà bí thư kiều nhé cha tôi đã nhờ tôi mang đến cho ông ấy một ít quà trương dương nói được tiết vĩ đồng chỉ vào chiếc áo ra đó và nói anh mặc đi chứ xem có vừa không trương dương cười cầm chiếc áo lên rồi mặc lên người chỉ từ cảm giác chất liệu ra đã biết rằng chiếc áo này không phải hạng rẻ tiền tiết vĩ đồng thật là phóng khoáng chu hưng quốc nhìn trương dương hơi húng thú mỉm cười nói tiết ra chiếc áo da này của anh ta hình như tốt hơn so với cái cô tặng tôi tiết vĩ đồng nói chu lão đại à ngoài kiểu dáng không giống nhau thì giá tiền đều bằng nhau cả thôi anh đúng là lắm chuyện chu hưng quốc nói của anh ấy dài của tôi thì ngắn tiết vĩ đồng nói sao anh không nói anh thấp hơn anh ấy chứ Chu Hưng Quốc cười, nhà đầu này nói chuyện chẳng bao giờ để ý điều gì. Buổi tối khi đi ăn cơm, Lương Khang và cơ nhược nhạn đều không đến, ông chủ tập đoàn Thái Hồng Triệu Vĩnh Phúc cũng ở Đông Giang, hai người đã đến đó để thăm hỏi. Lương Khang lần này đến với mục đích chủ yếu là hợp tác làm ăn với tập đoàn Thái Hồng. Vì buổi tối còn phải đi thăm Kiều Trấn Lương, vì vậy chỉ uống một ít, rất nhanh liền kết thúc bữa cơm này. 8 giờ tối, Trương Dương dẫn Chu Hưng Quốc, Tiết Vĩ Đồng và Từ Kiến Cơ đến Kiều gia sau tiếng chuông cửa người mở cửa là kiều mộng viện trương dương đã lâu rồi không gặp cô ấy liền cười nói mộng viện tôi đã dẫn mấy vị khách quý đến đây kiều mộng viện thấy mấy người chu hưng quốc rất thân với anh kiều bằng cử của cô vì vậy cô cũng quen từ kiến cơ và tiết vĩ đồng thì không quen lắm kiều mộng viện vui mừng nói anh chu sao anh lại đến đây chu hưng quốc nói tôi vừa đến buổi chiều thôi tôi đến đây là để thăm chú kiều tiếng cười của kiều trấn lương truyền ra từ bên ngoài hưng quốc đến rồi đúng không mau mau vào đây vừa rồi còn gọi điện cho cha cháu đấy chu hưng quốc bước từng bước lớn đến trương dương và kiều mộng viện đi đằng sau hắn thấp giọng nói cô về từ bao giờ thế kiều mộng viện nói mẹ tôi bị ốm vì thế tôi đến để thăm bà trương dương nói để tôi đi xem thế nào kiều mộng viện gật đầu mấy người cùng đến phòng khách kiều trấn lương thể hiện rất nhiệt tình với đám con cháu này trong đó người quen nhất vẫn là chu hưng quốc Chu Hưng Quốc giới thiệu từ kiến cơ và tiết vĩ đồng cho y, Kiều Trấn Lương giờ mới quen, y cười hà hà nói với tiết vĩ đồng, đồng đồng hả, hà hà, lúc cháu còn bé bác hay bế cháu lắm. Tiết vĩ đồng nói, giờ đây bác Kiều đã quên mất cháu rồi. Kiều Trấn Lương nói, sao lại quên được chứ, con gái lớn rồi nên thay đổi, giờ đây cháu trở nên xinh đẹp thế này nên bác không dám nhận nữa. Tiết Vĩ Đồng nói, cháu làm sao dám nhận là xinh đẹp được, mộng viện mới là xinh đẹp. Kiều Trấn Lương dùng chữ xinh đẹp với cô ấy thật sự không thỏa đáng lắm. Kiều Mộng Viện lúc này mới biết cô gái đầy chất nam nhi ở trước mặt mình không ngờ lại là Tiết Vĩ Đồng, khi cô ấy còn nhỏ đã từng chơi với Tiết Vĩ Đồng, hai người là bạn học tiểu học với nhau, có điều từ khi lên trung học hai người đã mất quan hệ. Cô bước qua đó rồi nói, "Cô là Đồng Đồng à, vừa nãy tôi còn không nhận ra." Tiết Vĩ Đồng nói, "Tôi vừa vào cửa đã nhận ra cô rồi, là cô đã quên mất tôi rồi." hai người bạn từ nhỏ bắt tay nhau, và cùng cười. Trương Đại Quan Thầm nói, cô như thế này, nếu đi trên đường 10 người nhất định có 8 người nghĩ rằng cô là đàn ông, cũng chẳng trách Kiều Mộng Viện không nhận ra cô. Kiều Trấn Lương mời họ vào nhà ngồi, Trương Dương cùng Kiều Mộng Viện lên lầu thăm bệnh cho mẹ Kỳ Phu Mộng Viện. Chu Hưng Quốc nói, cô mạnh sao thế? Kiều Trấn Lương nói, bị chút phong hàn ấy mà, cơ thể không được khỏe, các cháu ngồi đi, uống trà đi. Chu Hưng Quốc đặt quà mang đến lên bàn, Kiều Trấn Lương cũng không khách sáo, mỉm cười nói: "Cha cháu dạo này có khỏe không?" Chu Hưng Quốc nói: "Khỏe lắm ạ, mỗi ngày đều kiên trì đi bộ 5 cây số, cháu còn không theo kịp đấy ạ." Kiều Trấn Lương cười nói: "Tốt, tốt lắm, đến cái tuổi như bọn chú đây cần phải chú ý đến sức khỏe." Chu Hưng Quốc nói: "Bằng cử không có ở nhà ạ." Kiều Trấn Lương cười nói: "Nó đi Hải Nam rồi, nó không giống với cháu." không được chắc chắn như cháu đâu. Chu Hưng Quốc cười nói, cháu chỉ là một người đào than thôi, có gì đâu ạ. À? Kiều Trấn Lương rất thích thái độ khiêm nhường của Chu Hưng Quốc, con trai của Y lại thiếu phẩm chất này. Ba người ở đây đều xuất thân như con trai con gái của Y, tuổi của Chu Hưng Quốc và Kiều bằng cử gần bằng nhau, nhưng rõ ràng Chu Hưng Quốc già dặn hơn nhiều. Kiều Trấn Lương nói, nghe nói lần này các cháu đến là để khảo sát khu đô thị mới Đông Giang. Chu Hưng Quốc gật đầu không giấu giếm, mấy năm gần đây cháu đã tích lũy được chút tiền, nhưng để trong tay cứ mất dần mất mòn, vì vậy cháu muốn tìm một hạng mục để đầu tư vào đó, cùng với việc làm tăng tiền tài thì cũng có thể cống hiến chút đỉnh cho đất nước. Kiều Trấn Lương cười nói, suy nghĩ này của cháu rất tốt, dùng tiền tài cống hiến cho nhân dân, đây là biểu hiện của thương nhân yêu nước. Trương Dương sau khi bắt mạch cho mạnh truyền Mỹ phát hiện bà không có bệnh gì lớn, hắn bốc thuốc cho bà, rồi mỉm cười nói, cô mạnh, cô có vấn đề về ăn uống, cô bị thiếu dinh dưỡng, cô cần điều chỉnh về chất, về lượng của thức ăn. Kiều Mộng Viện nói, mẹ à, con đã bảo mẹ đừng nghĩ đến việc giảm béo gì, giờ đây thì hay rồi, thành suy dinh dưỡng rồi. Truyền Mỹ thở dài một hơi rồi nói, mẹ không sao đâu, đúng rồi, Trương Dương, cô nghe nói khu đô thị mới có kế hoạch xây dựng lại thu hà tự. Trương Dương gật đầu nói, thành phố đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng lại chùa của chúng cháu rồi, hiện tại đang làm công tác chủ bị. Hiệu suất làm việc rất cao mà. Trương Dương nói, đợi sau khi tuệ không pháp sư trở về từ Đài Loan, về cơ bản đã có thể xác định ngày khai công cụ thể rồi. Bộ chỉ huy xây dựng của khu đô thị mới chúng cháu sẽ làm công tác di rời trong khu vực quy hoạch. Mạnh truyền Mỹ nói, cô định quyên góp một ít tiền, mấy ngày nữa cô sẽ bảo mộng viện đưa qua cho cháu. Trương Dương cười nói, cô Mạnh, công trình vẫn chưa chính thức khởi công, chỉ là trong giai đoạn chủ bị thôi, đợi đến khi chuẩn bị xong rồi thì cháu sẽ chủ động liên lạc với mộng viện mạnh truyền mỹ gật gật đầu khi tuệ không pháp sư đến cháu giúp cô sắp xếp một chút nhé cô có chút việc muốn thỉnh giáo ông ấy rời khỏi phòng của mạnh truyền mỹ trương dương nói với kiều mộng viện đi theo đằng sau vì mẹ cô ăn uống thất thường trong thời gian dài nên đã dẫn tới suy dinh dưỡng thể chất không tốt người sẽ dễ sinh bệnh kiều mộng viện thở dài nói đúng thế còn gì nhưng giờ bà luôn suy nghĩ về việc ăn chay tụng kinh niệm Phật, những việc khác hầu như không hỏi gì đến. Trương Dương cứ cảm thấy tính tình của Mạnh Truyền Mỹ hơi kỳ lạ, theo lý mà nói, bà ấy gả vào kiều gia, chồng đã là quan cao cấp chính bộ, con gái cũng có sự nghiệp thành đạt, cần phải vui vẻ mới đúng, nhưng cảm giác Mạnh Truyền Mỹ gây ra cho hắn là không vui một chút nào. Trương Dương nói, "Chút nữa tôi sẽ đưa cho cô chút xâm cao ly, cô cứ cho bà uống theo phương thuốc tôi đưa." Kiều Mộng Viện gật gật đầu khi kiều trấn lương đang nói chuyện với mấy người thanh niên trong phòng khách thấy trương dương bước xuống ánh mắt của y cũng lộ ra vẻ quan tâm trương dương cười nói nói chuyện đến đâu rồi vậy tôi có thể tham gia vào được không chu hưng quốc cười đứng dậy đang đợi anh đấy chú kiều nói vấn đề tiền đầu tư đều giao cho anh làm cả chỉ cần chúng tôi chọn xong hạng mục đầu tư dự định đầu tư vào đông giang những việc khác sẽ để cho anh phụ trách trương dương cố ý giả ngốc thế là ý gì bí thư kiều Ông muốn để bà tôi trở thành chủ nhiệm quản ủy hội khu đô thị mới sao? Câu này vừa thật mà vừa giả. Kiều Trấn Lương cười nói, ngoài việc đòi chức quan, chẳng thấy cậu còn bản lĩnh gì khác cả. Mọi người trong phòng đều cười ồ lên, mấy người Chu Hưng Quốc lại hiểu thêm chút nữa về Trương Dương, tiểu tử này thật không đơn giản, từ quan hệ của hắn và người nhà Kiều Mộng viện đã có thể nhận ra, Kiều Trấn Lương không hề coi hắn là người ngoài. Chu Hưng Quốc nói, chú Kiều Chúng cháu không làm phiền chú nghỉ ngơi nữa." Kiều Trấn Lương nói, "Đừng vội về chứ, ở lại nói chuyện thêm lúc nữa đã." Chu Hưng Quốc nói, "Thôi ạ, à, nếu như lần này chúng cháu khảo sát thuận lợi, quyết định đầu tư vào Đông Giang thì về sau sẽ thường xuyên đến thăm chú." Kiều Trấn Lương nói, "Được thôi, chú rất hoan nghênh, cửa nhà chú luôn luôn chào đón các cháu." Kiều Trấn Lương đích thân tiến họ ra ngoài cửa, mặc dù đều là con cháu trẻ tuổi, nhưng Kiều Trấn Lương không hề hách dịch. Điều này là vì nể mặt cha mẹ họ. Sau khi rời khỏi kiều gia, Chu Hưng Quốc lại nhìn thời gian rồi nói, giờ vẫn còn sớm, Trương Dương, tiết mục sau này giao cho anh rồi. Trương Dương đang muốn nói chuyện thì bên đó Tiết Vĩ Đồng đã nhận được điện thoại của Lương Khang, Lương Khang đã đợi họ ở Cửu Thiên Hội, bên đó là do tập đoàn Thái Hồng sắp xếp, Lương Khang bảo bọn họ cùng đến đó. Trương Dương vừa nghe trong lòng đã cảm thấy khó xử, quan hệ của hắn và Lương Khang từ trước đến giờ đều chẳng ra sao đây là một điểm, còn một điểm nữa, con trai của Triệu Vĩnh Phúc, Triệu Quốc Lương bị xe của hắn đâm chết, mặc dù việc này hắn đã không bị hiểm nghi nữa, nhưng gia đình Triệu Vĩnh Phúc vẫn vô cùng thù hắn, Trương Dương đang nghĩ lý do gì đó để khuyên họ thay đổi quyết định, nhưng Chu Hưng Quốc nói Tổng Giám Đốc Triệu đã có lời mời rồi, bảo chúng ta qua đó, nếu như không đi thì thật khó ăn khó nói. Đám người này biết rằng Trương Dương không thích Lương Khang, nhưng lại không biết quan hệ giữa Trương Dương và Triệu Gia. Tiết Vĩ Đồng còn nói với Trương Dương, không sao đâu, Lương Khang là người nói xong quên ngay, lần này anh ta đến Đông Giang cũng có ý giảng hòa với anh. Trương Dương miễn cưỡng cười, trong lòng nói hôm nay không tránh được rồi, đành phải đi vậy, Triệu Vĩnh Phúc cũng là người, không thể nào ăn mất hắn được. Cửu Thiên Hội là một trong những điểm hẹn mới của Đông Giang, nằm ở tầng trên cùng của khách sạn Cửu Thiên, sau khi đến đó, phát hiện rằng Triệu Vĩnh Phúc và Lương Khang đều ở đó, Lương Khang dường như đã uống quá chén. Công người nói chuyện không ngớt với Triệu Vĩnh Phúc. Triệu Vĩnh Phúc nở một nụ cười nhàn nhạt, mặc dù y hơi khó chịu với những lời nói của Lương Khang, nhưng trên mặt vẫn chẳng có biểu hiện gì, cơ nhược nhạn ngồi bên cạnh hơi khó xử, vì lời của Lương Khang rất nhiều là nói về cô ấy. May mà Trương Dương và mọi người đến đã hóa giải sự khó xử này, Lương Khang lắc lư đứng dậy, cười nói, "Chu lão đại, kiến cơ, tiết gia, nào nào nào, tôi giới thiệu với mọi người nhé, đây là chú Triệu, là ông chủ tập đoàn Thái Hồng." là, là chú của tôi. Triệu Vĩnh Phúc cười đứng dậy, y quen với Chu Hưng Quốc, liền bắt tay nói, ông chủ Chu, không biết rằng mọi người cũng ở Đông Giang, thật là chậm chế quá, vừa nãy khi ăn cơm mới nghe Lương Khang nói đến, thật lễ, thất lễ. Mặc dù Triệu Vĩnh Phúc là ông chủ tập đoàn sắt thép trong nước, nhưng đối mặt với đám thái tử gia này cũng không dám hách dịch, tiền bối của những người này đều là những nhân vật hiển hách trên đàn chính trị cả. Chu Hưng Quốc mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Triệu khách sáo quá rồi, chúng tôi đến đây giữa chừng, hy vọng không phá vỡ nhã hứng của mọi người. chương 1105, giới thiệu cho ông một. Triệu Vĩnh Phúc cười vỗ vỗ vai gã, rồi nói với Từ Kiến Cơ, Kiến Cơ, tôi và chú của cậu là bạn tốt. Chú của Từ Kiến Cơ hiện tại là Bộ trưởng Bộ Đường Sắt, quan hệ của Triệu Vĩnh Phúc và Y rất gần. Từ Kiến Cơ cười bắt tay với Triệu Vĩnh Phúc và nói, vậy thì không gọi ông là Tổng Giám Đốc Triệu nữa, mà phải gọi là chú Triệu rồi. Triệu Vĩnh Phúc cười ha ha nói, gọi như vậy thân thiết hơn. Y lại nói mấy câu với Tiết Vĩ Đồng, rồi lại bắt tay thân mật hàn huyên mấy câu với Phùng Cảnh Lược, Vương Học Hải. Đến khi tới trước mặt Trương Dương, không biết là vô tình hay hữu ý, Y không chào hỏi gì mà đã quay đi. Điều này đồng nghĩa với việc đánh vào mặt Trương Dương, Trương Đại Quan ngay lập tức cảm thấy nóng mặt, bình thường thì chẳng sao, nhưng trước mặt nhiều người thế này, Triệu Vĩnh Phúc nhà ông thật là ngạo mạn quá, dù là ông gật đầu chút với tôi cũng thành chuyện cho xong, nhưng ông lại không hề tỏ thái độ gì, điều này chẳng phải có nghĩa là ông coi thường tôi hay sao? Mẹ Kiếp thật đúng là ức hiếp người quá đáng, Trương đại quan cực kỳ tức giận, sớm biết thái độ này của Triệu Vĩnh Phúc, hắn đã chẳng thèm đến đây rồi. Đám người này đều là người rất tinh ý, vừa nhìn đã thấy thái độ lạnh lùng của Triệu Vĩnh Phúc với Trương Dương, Chu Hưng Quốc cười không nói gì, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi, xem ra hôm nay gã đã làm khó Trương Dương rồi từ kiến cơ nghĩ, rốt cuộc giữa Trương Dương và Triệu Vĩnh Phúc có mâu thuẫn gì. Nhưng đám người này chỉ nghĩ trong lòng, không thể nào nói những lời đó ra được. Lương Khang gọi họ đến, gã không nói rõ là bảo Trương Dương đến, Trương Dương nhà anh tự đến đây là tự tìm cái khó cho mình rồi, anh hại con trai nhà người ta, người ta làm sao phải đối xử tốt với anh chứ. Tiết Vĩ Đồng nói, Tổng Giám Đốc Triệu. Triệu Vĩnh Phúc mỉm cười nhìn cô ta, không biết cô ta gọi mình có việc gì tiết vĩ đồng nói xin giới thiệu một vị lãnh đạo cho ông cô ta đẩy trương dương bên cạnh ra rồi nói tổng giám đốc triệu vị này là chủ nhiệm trương của quản ủy hội khu đô thị mới đông giang chu hưng quốc và từ kiến cơ suýt nữa thì cười thành tiếng tiết ra đúng là tiết ra những việc thế này chỉ có cô ta mới có thể làm được giới thiệu như vậy đồng nghĩa với việc đã giải khó cho trương dương và đẩy triệu vĩnh phúc vào thế bí đã nói đến độ như vậy rồi nếu như triệu vĩnh phúc vẫn lờ trương dương đi thì có nghĩa là Triệu Vĩnh Phúc nhà ông không có con mắt nhìn gì hết. Triệu Vĩnh Phúc dù sao cũng là người đứng đầu của một doanh nghiệp lớn, y đã trải qua nhiều sóng gió, y cười điềm đạm, rồi giơ tay ra với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, thật vinh hạnh quá. Trương đại quan quyết không phải là người vừa bị người ta tát vào mặt trái lại giơ tiếp má phải ra chờ, hắn cười rạng rỡ, ngoài miệng rất nhiệt tình, tổng giám đốc Triệu, nghe danh ông đã lâu. Nhưng tên này lại bỏ hai tay vào túi quần, không bắt tay với Triệu Vĩnh Phúc. Có điều tên này cũng không để Triệu Vĩnh Phúc phải mất mặt quá, gì nhỉ, xin lỗi, vừa rồi tôi đi vệ sinh vẫn chưa kịp rửa tay. Tiết Vĩ Đồng cố nhịn cười, tên này báo thù thật là thâm hiểm. Triệu Vĩnh Phúc trong lòng thầm chửi, đã nể mặt Trương Dương mà hắn còn không cần, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể nói ra được, y liền gật gật đầu, mời mọi người ngồi đi. Trương Dương và Tiết Vĩ Đồng ngồi cạnh nhau, người phục vụ đưa menu đồ uống lên, Tiết Vĩ Đồng gọi bừa mấy cốc sữa chua vì cách khá xa triệu vĩnh phúc cô ta cũng không sợ bị y nghe thấy liền thấp giọng nói thế nào cảm giác có gì đó là lạ trương dương cười nói không sao tiết ra chúng ta ăn sữa chua đi tiết vĩ đồng cười rồi nhẹ nhàng nói hôm nay khi chúng tôi đến đông giang đã vòng một vòng quanh khu đô thị mới anh thật là được đấy nói thì khoe mẽ kết quả vừa xem thì là một mảnh đất đến lông còn chẳng có trương dương nói nếu như bên trên mặt đất đó có thể mọc được lông, thì tôi đã xây dựng một xưởng dệt may lâu rồi. Tiết Vĩ Đồng cười khanh khách. Triệu Vĩnh Phúc và Chu Hưng Quốc nói chuyện khá hợp. Triệu Vĩnh Phúc là con rể của Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Tiền nhiệm Giang Đạt Dương, y có không ít quan hệ ở tầng cao. Hơn nữa, y là ông chủ tập đoàn Thái Hồng, Chu Hưng Quốc là người làm về than, hai người rất nhanh liền tìm thấy được tiếng nói chung. Nói chuyện mấy câu, trong lúc đó đã bàn xong một vụ hợp tác với số tiền lớn rồi. Trương Đại Quan hôm nay đã đến, thì đã chuẩn bị tâm lý làm người bên lề rồi, vì chuyện của Triệu Quốc Lương, Triệu Vĩnh Phúc nhất định không muốn gặp hắn, đây cũng là điều bình thường, người ta đã coi hắn là hung thủ giết chết con trai mình, làm sao có thể cho hắn thái độ tử tế được. Lương Khang đã uống qua chén, gã chủ động cầm cốc rượu đến chỗ Trương Dương, rót một cốc rượu đầy đưa cho Trương Dương, rồi mình cũng cầm một cốc rượu, nhau mắt nói, Trương Dương, cạn chén đi, trước kia giữa chúng ta có nhiều điều không vui nhưng đó đều là hiểu lầm cả cạn hết chén này chúng ta đừng nói đến chuyện trước kia nữa trương dương cười nói tổng giám đốc lương đúng là người thoải mái chút hiểu lầm trước kia chẳng đáng gì cả về sau mọi người đều là bạn của nhau trương đại quan hiểu rằng mình và lương khang không thể trở thành bạn được nhưng vẫn phải giả bộ như vậy người ta đã chủ động đến làm hòa hắn cũng không thể nào quá nhỏ nhen triệu vĩnh phúc ở đó gần một tiếng đồng hồ sau đó đứng dậy rời đi, y giao việc chào hỏi mọi người cho cơ nhược nhạt. Triệu Vĩnh Phúc cũng hiểu rằng y và đám thanh niên này cũng có những khoảng cách, nếu như ở đây mọi người đều không thoải mái, cũng không thể nào vui vẻ hết mình được. Càng huống hồ sự xuất hiện của Trương Dương làm cho y không thoải mái, vì vậy y vẫn rời đi là tốt nhất. Vương Học Hải và Phùng Cảnh Lượng còn cuộc hẹn khác, vì vậy cũng rời đi cùng với Triệu Vĩnh Phúc. Triệu Vĩnh Phúc vừa đi khỏi, cơ nhược nhạn đã gọi mấy cô gái xinh đẹp đến uống rượu cùng, Trương Dương ngồi ở bên cạnh Tiết Vĩ Đồng, vì vậy không ai chủ động đến uống rượu cùng hắn. Lương Khang muốn theo đuổi cơ nhược nhạn, gã coi đây là một sự thử thách của cơ nhược nhạn dành cho gã, nên cũng rất điềm tĩnh, dù là mấy cô gái đó đều rất xinh đẹp, nhưng gã cũng không liếc ngang liếc dọc, có điều Lương Khang uống quá nhiều, gã nằm xuống ghế sofa đánh một giấc. Nhạc vang lên, Tiết Vĩ Đồng kéo một cô gái uống rượu cùng dậy khiêu vũ, Chu Hưng Quốc và Từ Kiến Cơ cũng tìm bạn nhảy, cơ nhược nhạn chủ động đến bên cạnh Trương Dương giơ tay ra rồi nói, chủ nhiệm Trương, anh có định mời tôi nhảy một điệu không? Trương đại quan cười hì hì đứng dậy, vinh hạnh cho tôi quá. Cơ nhược nhãn rất cao, hơn nữa hôm nay cô ta lại đi một đôi giày cao gót, nên cao hơn Trương Dương một chút, hai người nhảy trong điệu nhạc, cơ nhược nhạn nhảy rất tốt, Trương Dương ôm cô ấy, cảm giác rất nhẹ nhàng, cơ nhược nhạn nói, sự việc tối nay tôi rất xin lỗi. Trương Dương cười nói, việc gì? Cơ nhược nhạn nói, từ trước đến giờ, Tổng giám đốc Triệu luôn quy kết trách nhiệm về cái chết của quốc lương là do anh, vì vậy ông ấy có chút thái độ với anh. Trong lòng Trương Dương ngay lập tức trở nên cảnh giác, nếu như nói đến thù hận, thì cơ nhược nhạn hận hắn nhất định không thua gì Triệu Vĩnh Phúc, Lương Khang đối phó với hắn mấy lần, chính là vì do cơ nhược nhạn đứng giữa khiêu khích, mục đích của cô ta khi nói những lời này là gì? Chẳng lẽ định du ngủ hắn ư, hay là lại làm trò gì khác? Trương Dương vừa ôm cô ta vừa nhảy tách khỏi người khác, thấp giọng nói, tôi nghe nói Triệu Quốc Lương là vị hôn phu của cô. Hắn quyết định xông pha, phá tan trận pháp của cơ nhược nhạn. Cơ nhược nhạn bị câu hỏi đột ngột của hắn làm cho ngớ người, ngay lập tức thở dài rồi nói, anh cũng biết điều đó sao? Trương Dương khâm phục sự trấn tĩnh của cô ta, tiếp tục nói cô có hận tôi không? Cơ nhược nhạn nói, lúc đầu có hận, nhưng cảnh sát đã chứng minh rằng anh vô tội, tôi tin rằng điều tra của họ không sai trương dương nói tình cảm của cô và anh ấy rất tốt hắn cố ý nói vào chỗ đau trong lòng cơ nhược nhạn cơ nhược nhạn đã ý thức được việc trương dương đang cố ý sát muối vào nỗi đau của cô ta tốt lắm đã đến lúc chuẩn bị cưới nhau rồi nếu như không có sự việc ngoài ý muốn đó chúng tôi có lẽ đã kết hôn rồi trương dương nói triệu quốc lương rất kiêu ngạo cô và anh ta không giống nhau anh ta không trưởng thành bằng cô Cơ Nhược Nhạn trở nên lạnh lùng, anh không cảm thấy rằng thảo luận chủ đề này với tôi là một sự tàn nhẫn với tôi ư? Trương Dương cười, không hề có ý định thương hoa tiếc ngọc, những sự việc đã xảy ra dù sao cũng phải đối diện, dù là cô lựa chọn chạy trốn thì cũng không thể thay đổi được những sự thật đã xảy ra. Cơ Nhược Nhạn nói, sự thật là gì? Trương Dương nói, tôi không có liên quan gì tới cái chết của Triệu Quốc Lương cả, cô hãy giúp tôi chuyển lời đến tổng giám đốc Triệu và cũng giúp tôi chuyển lời đến tất cả những người hận tôi vì cái chết của anh ta. Họ đã chọn nhầm đối tượng rồi, người như tôi nhân phẩm không ra sao cả, cũng chẳng có sự đồng tình gì hết. Dù là người khác đối phó với tôi nhầm động cơ gì, mục đích gì, thì tôi cũng sẽ đối xử lại như vậy. Ánh mắt của cơ nhược nhà và Trương Dương nhìn nhau rất lâu, đột nhiên cô ta hiểu rằng Trương Dương nhất định đã phát hiện ra điều gì đó. Lời này ngoài mặt thì là để cô ta chuyển lời cho Triệu Vĩnh Phúc, nhưng thực chất là nói để cô ấy nghe cơ nhược nhạn thở dài rồi nói, tôi không hiểu, tại sao đàn ông lại thích đấu đá như vậy. Trương Dương nói, sống trên đời này là phải đấu tranh không ngừng, địa vị, thanh danh, tiền tài, quyền lực, phụ nữ, tất cả những thứ này đều không thể giải quyết trong hòa bình, muốn có nhiều hơn người khác thì phải chiến đấu không ngừng. Cơ nhược nhạn nói, thật ra nếu như phụ nữ đấu đá nhau thì không bao giờ kém đàn ông. Đêm hôm đó của Trương Dương không hề vui vẻ, về đến Nam Quốc Sơn Trang đã là 12 giờ đêm, Hắn phát hiện dù là Chu Hưng quốc hay Từ Kiến Cơ đều không phải là loại háo sắc, tiếp xúc càng nhiều với những người con cái nhà quan này, rất nhiều suy nghĩ cố hữu trong đầu hắn đã bị xóa bỏ, con cái nhà quan chưa chắc đã là loại ăn không ngồi rồi, rất nhiều người trong số họ có thứ để theo đuổi và cũng có tinh thần sự nghiệp rất mạnh mẽ. Buổi sáng ngày hôm sau, Trương Dương cùng họ đến khu đô thị mới để khảo sát, hắn gọi cả Thường Lăng Phong đến, mặc dù Thường Lăng Phong tiếp xúc với công việc muộn hơn hắn. Nhưng nói về sự hiểu biết về quy hoạch của khu đô thị mới, gã hiểu hơn so với Trương Dương rất nhiều lần. Cả một buổi sáng, họ hầu như đều tham quan ở hiện trường, Chu Hưng Quốc và Từ Kiến Cơ hỏi từng chi tiết một cách rất cẩn thận, bao gồm cả việc thi công cầu đường, phân chia khu hành chính, Tiết Vĩ Đồng cũng không ngồi không, mặc dù cô rất ít khi đặt câu hỏi, nhưng mỗi lần gặp điều gì thích thú, cô lại chụp ảnh. Mục đích của cô ta và những người khác không giống nhau, địa điểm cô ta chọn cho khu vui chơi phải cách xa trung tâm thành phố vì vậy cô ta bảo Trương Dương đưa cô đi một mình đến khu vực lân cận, đến 11 giờ trưa, họ đến Hồ Thu Hà, Tiết Vĩ Đồng gần như vừa nhìn đã hài lòng với mảnh đất này. Nghe Trương Dương giới thiệu gần đây thành phố Đông Giang đã quyết định xây dựng lại Thu Hà tự, cô càng cảm thấy hứng thú hơn nữa, cô bảo Trương Dương lái xe đưa cô dạo một vòng quanh Hồ Thu Hà, rồi lại chụp không ít ảnh. Tiết Vĩ Đồng đứng trên bờ hồ, nhìn mặt Hồ Thu Hà gợn sóng lăn tăn, cô chỉ về bờ phía tây nam rồi nói, bên đó có thể xây dựng một khu vui chơi trên nước cỡ lớn trương dương nói cô đã nhìn chúng chỗ đó rồi hà tiết phí đồng đáp môi trường tự nhiên khá đẹp có điều những thứ kết hợp bên cạnh vẫn chưa đầy đủ ngay cả đường cũng không có nếu đầu tư vào đây thì phía đông giang các anh phải xây dựng một con đường lớn đã trương dương nói tiết ra con mắt của cô quả thật không tồi mảnh đất đó là nơi phong thủy tốt nhất đấy hơn nữa lại cách rất gần thu hà tự về sau khi thu hà tự đã xây dựng xong, các cô có thể kết hợp với nó, hình TNF một khu du lịch đa nguyên hóa, tăng sức ảnh hưởng của bản thân. Tiết Vĩ Đồng nói, giờ đây anh chỉ muốn một lòng một giả kéo chúng tôi về đây đầu tư, lời của anh không đáng tin cậy. chương 1106, giới thiệu cho ông Hai. Trương Dương nói, tôi coi mọi người như bạn của mình, tôi có hại ai cũng sẽ không hại bạn của mình đâu. Chu Hưng Quốc cùng những người khác ở đằng xa khảo sát xong khu đô thị mới, cũng đến gặp bọn họ, Chu Hưng Quốc đề xuất đến nhà cố Doãn Chi thăm một chút, đợi đến khi họ tới cửa nhà cố Doãn Chi, mới phát hiện ra cửa đóng, cố Doãn Chi không có nhà, y đã đi chợ đồ cổ ở Đông Giang rồi, vì vậy họ đành thôi. Trương Dương đã sắp xếp từ trước họ sẽ ăn đồ ăn ở Hồ Thu Hà, buổi trưa, họ lên du thuyền, trên du thuyền đã bày biện đầy đủ bàn bát tiên, ghẹ, tôm, các loại thủy sản đặc sắc đều có mặt cả. Mấy người ngồi trên thuyền, Trương Dương nói với Tiết Vĩ Đồng, Lương Khang và Vương Học Hải không đến sao? Tiết Vĩ Đồng nói, chúng tôi đến là để khảo sát khu đô thị mới, họ lại đến là để nói chuyện làm ăn với bên Thái Hồng, mỗi người có một việc khác nhau mà. Trương Dương nói, mỗi người một việc khác nhau thì đúng là không thể đi chung đường được rồi. Mấy người đều cười, Tiết Vĩ Đồng nói, Chu lão đại, hai người các anh khảo sát thế nào rồi? Chu Hưng Quốc nói, tôi thì không hiểu gì về bên bất động sản, việc này phải hỏi kiến cơ. Từ kiến cơ nói, chủ nhiệm thường sáng nay đã giới thiệu với tôi rất cẩn thận, tôi tin rằng khu đô thị mới này sẽ phát triển nhanh chóng, đầu tư thì nhất định sẽ làm, có điều quy mô đầu tư cụ thể, phải đợi chúng tôi về rồi sẽ quyết định. Mặc dù Phùng Cảnh Lượng cũng đi theo khảo sát một buổi sáng, nhưng lại chẳng có ý tưởng gì đặc biệt. Tiết Vĩ Đồng nói, tôi đã xác định rồi, tôi định xây dựng một khu vui chơi cỡ lớn ở trên bờ hồ Thu Hà. Phùng cảnh lưỡng lúc này đã nói chuyện, tiết ra, cô đã chọn xong chỗ rồi, thì tôi sẽ xây dựng một khách sạn 5 sao bên cạnh chỗ của cô. Tiết Vĩ Đồng nói, muốn lợi dụng tôi à, tôi đầu tư là phải đầu tư hết. Phùng cảnh lượng nói, tiết ra, ít nhất thì cũng phải cho anh em cùng ăn với chứ. Tiết Vĩ Đồng nói, bá cũng không để lại cho anh đâu. Tất cả mọi người cùng cười rộ lên. TC cầm cốc rượu lên rồi nói, các vị, hôm nay tôi mượn chén rượu này để biểu thị lòng minh, hoan nghênh các vị đã đến khảo sát tại Đông Giang. Lời của hắn bị tiếng chuông điện thoại làm ngắt đoạn, Trương Dương cầm điện thoại lên, là Kiều Bằng cử gọi đến, gã nghe nói tối qua nhóm người Chu Hưng Quốc đến nhà chơi, vì vậy đã hỏi Trương Dương, đám người đó đã đi chưa? Trương Dương đưa điện thoại cho Chu Hưng Quốc, Chu Hưng Quốc vừa nghe là Kiều Bằng cử, liền vui vẻ nói, Bằng cử, tôi còn tưởng tiểu tự nhà anh trốn ở chỗ nào không dám gặp mặt người khác kia. kiều bằng cử nói tôi là loại người đó sao anh đã đến đông giang rồi tại sao không gọi điện cho tôi? chu hưng quốc nói anh đã không ở đây thì tôi cần gì phải làm khổ anh chạy từ xa về chứ? kiều bằng cử nói anh không coi tôi là bạn à? chu hưng quốc nói sao lại thế được chủ yếu là vì thấy anh ở hải nam gọi điện cho anh nhất định anh phải bay về. Kiều Bằng cử nói, đúng là anh Chu hiểu tôi nhất, hay là giờ tôi mua vé máy bay về. Chu Hưng Quốc cười ha ha nói, thôi đừng, đợi đến khi anh về đến đây, chúng tôi đã đến chỗ khác rồi, dù sao thì, về sau chúng tôi sẽ còn đến Đông Giang nữa. Chu Hưng Quốc khá vừa lòng với lần khảo sát này, gã đã về cơ bản quyết định đầu tư ở Đông Giang, cùng từ kiến cơ đầu tư vào hạng mục bất động sản, có điều những lời này Chu Hưng Quốc vẫn chưa nói cho Trương Dương nghe. Kiều Bằng Cử lại hàn huyên với gã vài câu, rồi chào mọi người, cuối cùng điện thoại lại về trong tay Trương Dương, Kiều Bằng Cử nói: "Trương Dương, mấy người này đều là bạn tốt của tôi cả, anh nhất định phải chăm sóc họ cho chu đáo, nếu như họ có gì Phật ý, về sau tôi sẽ tìm anh để tính sổ đấy." Trương Dương cười nói: "Yên tâm đi, yên tâm đi, có điều phí chiêu đãi lần này tôi sẽ để dành lại cho anh, để về sau anh trả lại cho tôi." Kiều Bằng Cử cười lớn. Trương Dương đặt điện thoại xuống, thấy Tiết Vĩ Đồng cầm máy ảnh chụp đi chụp lại, bèn cười nói, Tiết ra, phong cảnh hữu tình, mặt trời ấm áp, đây là cơ hội tốt để ăn thịt uống rượu, cô đừng lãng phí thời gian quá nhiều vào việc chụp ảnh. Tiết Vĩ Đồng nói, tôi đang chọn vị trí cho khu vui chơi kia. Chu Hưng Quốc nói, Tiết ra, cô làm việc thật là nhanh chóng, giờ đã quyết định rồi sao? Tiết Vĩ Đồng nói, làm việc phải nhanh chóng dứt khoát mới được, tôi ghét nhất là nhìn thấy ai cứ chậm chạp lề mề. Phùng Cảnh Lượng nói, tôi thật sự bái phục sự quyết đoán của Tiết Gia. Thật ra mấy người này đều hiểu rằng sự nhanh nhẹn quyết đoán của Tiết Vĩ Đồng đều không phải là quyết đoán mù quáng. Trước khi đến đây, Tiết Vĩ Đồng chắc chắn đã tìm hiểu không ít, cô ta rất có năng khiếu trên thương trường, ngoài mặt thì bỗ bã, nhưng từ lúc làm việc kinh doanh đến bây giờ, chưa bao giờ cô ta lựa chọn nhầm hạng mục, dù là bán xe ở Kinh Thành, hay là khu vui chơi Dieter của cô ta đều làm ăn rất tốt, trong quốc có 3 công viên vui chơi dưới trướng cô ta, Mỗi công viên đều thu hút rất nhiều khách. Đây không phải là thứ có thể thực hiện chỉ dựa vào người quen và sự may mắn. Tiết Vĩ đồng chụp ảnh xong, mới mỉm cười về bàn ngồi xuống, "Trương Dương, tiếp theo đây là tiết mục gì?" Trương Dương nói, "Đi săn." "Đi săn?" mấy người cùng nói. Trương Dương gật đầu, "Đi săn, huyện bảo hỏa của Đông Giang vừa xây dựng một trường xa mới, tôi đã bảo người liên hệ rồi, chúng ta ăn xong cơm rồi sẽ đến đó chơi." Phùng Cảnh Lượng nói, Trương Dương đều coi bọn họ là người chẳng biết gì rồi, với đám thái tử Kinh Thành, đi săn chẳng phải là chuyện gì mới mẻ với họ. Xung quanh Kinh Thành có không ít những trường săn với quy mô lớn, từ kiến cơ nói trong trường săn có động vật gì. Trương Dương nói, nai, gà, thỏ gì gì ấy, chẳng có con gì quá quý. Từ kiến cơ lắc đầu nói, vậy thì chán chết, năm ngoái chúng tôi đi săn ở trong núi sâu của Đông Bắc, săn được 4-500 cân lợn rừng mới thấy đã tay đó. Tiết Vĩ Đồng nói, lợn rừng thì đã là cái gì tôi còn từng săn gấu chó kia trương dương nói gấu chó là động vật được quốc gia bảo vệ săn nó là phạm pháp đấy nghe thấy câu này của trương dương mấy người đều cười rộ lên chu hưng quốc nói ngồi đây cũng chẳng làm gì chúng ta đi cùng trương dương đi luyện chút kỹ thuật bắn súng cũng không tồi trương dương nói tối nay chúng ta sẽ cắm trại trên núi thiết đề không về nữa Thật ra chủ ý đi săn ở trên núi Thiết Đề là do viên ba đề xuất giúp hắn. Trương Dương biết rằng đám con cháu quan gia này biết nhiều thứ. Để tiếp đái bọn họ, Trương Dương cũng đã nghĩ nát óc, sợ rằng người ta không hài lòng, nhưng thấy thái độ của họ rõ ràng cũng không hứng thú lắm. Trường Săn nằm ở núi Thiết Đề huyện Bảo Hòa. Núi Thiết Đề có tên như vậy là bởi ngọn núi này giống một cái vó ngựa, đá trên núi lại giàu chất sắt, những mảng đá lộ ra bên ngoài đều là màu đỏ cả. Trường săn rất rộng, gần như bao quanh cả ngọn núi Thiết Đề, phía nam ngọn núi đã từng có một mỏ sắt, sau này vì không phù hợp với quy định khai thác, nên đã bị bắt đóng cửa, dốc phía nam bị rơi mất một chút, thiếu mất một mảng từ sườn núi, giống như một lưỡi dao khuyết vật, đi về phía nam là hồ Thanh Bình, đây là hồ nước ngọt lớn nhất của Đông Giang. Họ lái xe vào trường săn, tên trường săn đã gây sự chú ý cho đám thái tử gia này. Chu Hưng Quốc nói, trường săn bát kỳ, ha ha, không ngờ Bình Hải lại có con cháu bát kỳ. Trương Dương nói, nghe nói trường săn này là do người mãn mở, có chút thân thích với gia tộc ái tâm giác la. Chiếc xe đến trước tòa nhà nhỏ của trường săn, có thể nhìn thấy trên bãi cỏ ở phía trước là những đàn ngựa mông cô đang ăn cỏ. Từ kiến cơ nhìn thấy ngựa mông cổ bắt đầu cảm thấy hứng thú, dù là không có thú săn gì hay, nhưng cưỡi ngựa cũng được. Ông chủ của trường săn Kim Vĩnh Lượng nghe thấy tiếng xe ô tô đã đứng đợi ở cửa rồi, bên cạnh còn mấy người nhân viên của trường săn nữa, gã cười rạng rỡ ra đón, Bắt tay với Trương Dương bước xuống xe đầu tiên, chủ nhiệm Trương phải không? Tôi đã từng nhìn thấy anh trên TV. Trương Dương cười nói, Viên Ba đã nói với anh rồi đúng không? Kim Vĩnh Lượng gật đầu nói, tôi đã sắp xếp xong hết rồi. Từ kiến cơ trước kia thường xuyên đi săn, gã cũng được coi là người có kinh nghiệm trong mặt này, gã cười nói, anh cung cấp vũ khí gì cho chúng tôi vậy? Kim Vĩnh Lượng nói, các vị, trường săn của chúng tôi không giống với những nơi khác chúng tôi săn bắn bảo vệ môi trường, không dùng vũ khí có lửa. Nghe Kim Vĩnh Lượng nói vậy, tất cả mọi người đều ngứa ra, Chu Hưng Quốc cũng bước đến, không dùng vũ khí có lửa, vậy thì dùng gì? Kim Vĩnh Lượng cười nói, đi, tôi đưa mọi người đi thăm kho vũ khí của chúng tôi. Cái gọi là săn bắn bảo vệ môi trường đã làm cho đám người này trở nên hiếu kỳ, Trương Đại Quan thầm cười, cái gì gọi là săn bắt bảo vệ môi trường chứ, nói trắng ra là vũ khí lạnh, binh khí thường, Đầu óc của Kim Vĩnh Lượng cũng rất thông minh, biết lựa chọn con đường độc đáo. Ở bình hải rõ ràng là không thích hợp mở trường săn với những động vật quý hiếm, vì vậy nên phải chú trọng vào cách săn. Họ đã săn thỏ, săn gà, nhưng đều là dùng súng, giờ đây dùng binh khí thường liệu các người có biết săn không? Đến kho vũ khí, ngay cả Chu Hưng Quốc đã biết nhiều thứ cũng phải phát ra lời cảm thán, tất cả binh khí đều có ở đây, hơn nữa mỗi chiếc đều được chế tạo rất đẹp, anh muốn chọn gì cũng có trang bị phòng hộ cũng là của hiện đại. Đương nhiên, nếu như anh muốn hưởng thụ cảm giác đi săn của người cổ đại cũng được, ở đây cũng đã chuẩn bị áo giáp mũ giáp cho khác, đương nhiên là phải được qua cải tạo. Tiết phí nồng cười, vui thế, tôi lấy cái này. Cô bước đến cầm một chiếc đao dài, vùng vùng trong không trung, không ngờ cũng có tiếng xé gió, có thể thấy sức lực của cô ta không nhỏ. Trương Dương bước đến chọn một chiếc cung, hai tay hắn hơi dùng sức một chút đã có thể kéo chiếc cung thành hình trang khuyết rồi, tay phải nhẹ nhàng bỏ ra, vù một tiếng, sau đó dây cung rung lên, tiếng vù vù vang lên bên tai không ngớt, hắn lắc đầu nói, chiếc cung này mềm quá. chương 1107, bắn nhanh lên một. Kim Vĩnh Lượng thấy sức lực của Trương Dương kinh người, bèn chọn cho hắn một chiếc cung kép với chất liệu chủ yếu là trúc, đây là một chiếc cung rất dài, uy lực lớn, bắn được xa, yêu cầu rất cao về sức lực của xạ thủ, mũi tên đi cùng với nó cũng là được đặc chế, nặng gấp đôi so với những cây cung bình thường khác. Kim Vĩnh Lượng nói, chiếc cung này được nhập khẩu từ Nhật Bản, từ lúc mở trường săn đến bây giờ đều chưa có ai chọn. Trương Dương thử kéo chiếc cung, biểu thị sự hài lòng với độ mạnh mẽ của nó. Phùng Cảnh Lượng cũng đến thử, gã chỉ kéo đến một nửa, đã không thở được ra hơi rồi, giờ mới biết rằng sức lực của Trương Dương không phải là thứ gã có thể so bì. Mỗi người đều chọn cho mình vũ khí mình ưng ý. Kim Vĩnh Lượng nói, trường săn phân thành 3 khu vực nhỏ, bên ngoài là những động vật nhỏ như thỏ, gà, ở giữa là những động vật lớn, có rất nhiều nai hoa, khu trung tâm không mở cửa. Tiết Vĩ Đồng nói, còn con nào lớn hơn chút không? Kim Vĩnh Lượng nói, có sói, có điều phải dùng súng săn kìa. Từ kiến cơ nói, thế thì đi săn sói đi, không dùng súng săn, mà dùng cung tên, lúc này mọi người đều coi mình là hiệp khách cả. Kim Vĩnh Lượng nói. Vậy thì phải có người của chúng tôi đi cùng, mặc dù sói là sói được nuôi, nhưng dù sao thì chúng vẫn có giá tính. Mặc dù Trương Dương cảm thấy hơi mạo hiểm, nhưng thấy họ hứng khởi như vậy, dù sao hắn cũng không thể nào phá hoại hứng thú của người ta, bèn khuyên họ đừng đi săn sói vội, mà phải luyện một chút đã. Sau khi họ chọn vũ khí xong, liền đi cùng huấn luyện viên đến trường săn, những người khách đến đây đều là đã tiếp xúc với vũ khí, nhưng đa số đều không quen với việc bắn cung rất nhiều người thậm chí còn chưa động đến bao giờ huấn luyện viên thị phạm cho họ trước một lần sau đó bảo tử kiến cơ làm trước động tác của tử kiến cơ khá chuẩn nhưng bắn đến năm tên chẳng có mũi tên nào trúng vào bia cả chu hưng quốc khá hơn gã một chút bắn ra năm tên thì có bốn tên trúng vào bia trong đó hai tên trúng vào giữa bia tiết vĩ đồng chọn chiếc nỏ máy vì có hệ thống ngắm bắn hiện đại nên vũ khí này không khó bằng cung tên cô bắn ra năm mũi tên tiến bộ hơn so với Chu Hưng Quốc, có ba mũi tên trúng vào tâm bia. Huấn luyện viên nhắc nhở Tiết Vĩ Đồng, khoảng cách bắn của nỏ phải ngắn hơn cung tên, ưu thế là ở tốc độ bắn nhanh, ngắm chuẩn. Trương Dương cầm chiếc cung kép dài đó, không có ý định bắn thử, khi mọi người yêu cầu nhiều lần, hắn mới miễn cưỡng lấy ra một mũi tên, đứng ở trước tháp, ngắm chuẩn vào chiếc bia, bỏ tay phải ra, cung tên bắn nhanh như sao băng về phía trước, vì chiếc cung này có sức rất lớn, vì vậy tốc độ bắn của mũi tên nhanh hơn gấp nhiều lần so với những loại cung tên khác. Sau khi mũi tên rời khỏi dây cung, gần như lao thẳng về phía trước, đầu nhọn phát ra tiếng ù ù. Tất cả mọi người đều cảm thấy uy lực của mũi tên này rất lớn, gần như không có thời gian suy nghĩ xem tốc độ của nó là bao nhiêu nữa. Mũi tên đã cắm phập vào tâm bia, đầu nhọn của mũi tên xuyên qua bia, đâm thẳng ra đằng sau tạo thành một xóc. Phùng cảnh lượng nhìn thấy cảnh đó không ngớt lời khen, rồi lại nhìn bên cạnh những người khác cũng đang tấm tắc như mình. Huấn luyện viên chớp chớp mắt liên tục, dường như không tin được những gì mình nhìn thấy nữa, nếu nói rằng mũi tên cắm đúng vào tâm bia có thể là may mắn, nhưng sức lực đó thì không thể nào điều trùng hợp được, một mũi tên xuyên qua cả tâm, cần một độ chuẩn xác và sức lực rất lớn, ít nhất là gã không thể nào làm được. Trương đại quan cười hà hà nói, trùng hợp, trùng hợp thôi. Tiết vĩ đồng vỗ vỗ vai hắn rồi nói, khiêm nhường, làm người phải khiêm nhường một hàng người dưới sự dẫn dắt của hai người khác cưỡi ngựa đi vào khu săn bắn. Vì cuộc săn ngày hôm nay, Trương Dương đã nói trước với viên ba, bao chọn trường săn bát kỳ này, không tiếp bất kỳ khách nào khác. Vừa bước vào thảm cỏ xanh gì, Tiết Vĩ Đồng đã cảm thấy hưng phấn hẳn lên, đến đây có cảm giác như muốn rong rủi ngựa đi khắp thiên hạ vậy. Cô thúc con ngựa mông cổ chạy về phía tước, một người hướng dẫn đi theo phía sau. Từ kiến cơ và phùng cảnh lượng cũng hò reo thúc ngựa, Chu Hưng Quốc và Trương Dương chậm chạp rất lại phía sau, gã cười nói, đúng là món mới mẻ, dùng cung để săn, dường như được quay lại thời cổ đại vậy. Đáng tiếc quá trình săn của họ không hề thuận lợi, chạy ở ngoài hơn nửa tiếng đồng hồ, mới nhìn thấy một con thỏ, tiết vĩ đồng dương nỏ lên, nhắm thẳng vào con thỏ bóp cỏ mấy lần, vì sao phải bóp cỏ liên tục, vì cô không chắc chắn, đừng tưởng vừa rồi có ba mũi tên chúng vào tâm bia, nhưng giờ đây là đang cưỡi trên lưng ngựa, làm sao bắn dễ dàng như vậy được sau khi một hàng cung tên đã được bắn ra, con ngựa đó chẳng hề tổn hại gì, chạy băng băng vào bụi cỏ. Từ kiến cơ dương cung tên, gã xuống hẳn ngựa, đứng ở đó ngắm chuẩn, tay ổn định hơn một chút, nhưng đến khi gã chuẩn bị xong xuôi, thì con thỏ đó đã trốn hạp vào lùm cỏ không thấy đâu nữa rồi. Chu Hưng Quốc cười, mọi người thật sự coi mình là anh hùng xạ điêu rồi đấy à. Trương Dương chỉ lên trên trời rồi nói, đại điêu thì không có, nhưng đại nhạn thì không ít đâu, kiến cơ, anh bắn lên trời đi. Mỗi năm vào dịp thu sang là lúc nhạn bay từ Nam về Bắc, trên trời thỉnh thoảng lại có một đám nhạn bay qua, từ kiến cơ ngước đầu nhìn lên bầu trời, đàn nhạn bay quá cao, chỉ dựa vào chiếc cung tên trong tay gã, có lẽ chẳng thể chạm được vào lông nhạn. Từ kiến cơ cũng biết tự lượng sức mình, gã lắc lắc đầu cao quá. Tiết vĩ đồng không đuổi kịp đám thỏ, lại nhảy xuống từ lưng ngựa này. Thế này là thế nào chứ? Săn bắn là hoạt động tập thể, cần phải mọi người phối hợp cùng hành động, Trương Dương, Chu Lão Đại, hai người các anh tiêu cực quá, cứ thế này thì chúng ta không bắt được con gì, chẳng phải đói rồi sao?" Cô nói xong, liền phát hiện ra mấy người đều nhìn lên trên bầu trời, Tiết Vĩ Đồng nói: "Thiên Nga à." Phùng Cảnh Lượng nói: "Toàn là chim nhạn thôi." Nói xong ngay lập tức gã ý thức được mình đã lắm lời, Tiết Vĩ Đồng đang chửi khéo gã là một con cóc. Cóc muốn ăn thịt thiên nga, họ đương nhiên không phải là có. Có điều họ cũng rất muốn ăn thịt chim nhạn, Chu Hưng Quốc kéo mũi tên, thử bắn ra một mũi, sức lực của gã rõ ràng không đủ, mũi tên vẫy chưa bay đến độ cao của đàn nhạn, sức lực đã dùng cạn rồi, nó liền rơi xuống đất. Tiết Vĩ Đồng lên nỏ, cũng bắn lên trời, cự ly bắn của nỏ còn gần hơn, cô rõ ràng là đang lãng phí đạn dược. Nhìn đám nhạn bay ngày càng xa, Tiết Vĩ Đồng lo, bắn đi. Trương Dương, anh bắn đi chứ? Trương đại quan thấy Tiết Vĩ Đồng nói vậy, đột nhiên nghĩ sang chuyện khác, gặp phải ánh mắt của Phùng Cảnh Lược, phát hiện tên này cũng mặt đầy ý xấu xa, Trương Dương, tiết ra bảo anh, bắn, nhanh lên kìa. Chữ, xạ, trong tiếng Trung có nghĩa là bắn, nhưng cũng dùng với một nghĩa lóng là xuất tinh. Chu Hưng Quốc và Từ Kiến Cơ cũng nói, Trương Dương, anh bắn nhanh lên. Thái độ mỗi người đều kỳ lạ. Trương Đại Quan đương nhiên hiểu rằng đám người này đang trêu chọc, nhưng Tiết Vĩ Đồng lại không nhận ra, Trương Dương, anh bắn nhanh lên, tôi đợi lâu quá rồi trương đại quan thật sự không chịu nổi nữa nếu cứ thế này thì có lẽ sẽ cười bể bụng mất hắn cưỡi ngựa đi lên đằng trước đằng sau vang lên tiếng cười của chu hưng quốc và mấy người nữa tiết vĩ đồng khó chịu lường bọn họ cười gì mà cười các anh đúng là vô dụng có bắn bao nhiêu cũng là lãng phí cả thôi trương dương trông cậy hết vào anh đấy bắn nhanh lên trương đại quan rút ra một mũi tên vừa cưỡi ngựa vừa nhắm thẳng lên trời nhưng nghe thấy đằng sau vang lên tiếng dục của Tiết Vĩ Đồng, Trương Dương, anh bắn nhanh lên. Trương Đại Quan liền phì cười một tiếng, mũi tên này bắn không trúng vào đâu cả. Tiết Vĩ Đồng cưới ngựa đuổi theo, không bắn trúng, Trương Dương, anh nhắm chuẩn vào rồi bắn lại đi. Phùng cảnh lượng ở phía sau buồn cười đến độ rất từ trên lưng ngựa xuống. Chu Hưng Quốc cũng cười, chỉ vào phùng cảnh lượng mắng, mẹ kiếp, đúng là chẳng ra sao cả, cười cái gì mà cười. Có gì mà đáng cười chứ? Từ kiến cơ nói, Trương Dương, anh bắn nhanh lên, anh bắn nhanh lên đi chứ. Cũng chỉ khi Tiết Vĩ Đồng đi xa rồi gã mới dám nói vậy, lời này nếu như để Tiết Vĩ Đồng nghe thấy, nhất định sẽ không tha cho gã. Chu Hưng Quốc cười đến độ không dựng thẳng được lưng, mắng các anh đúng là chẳng tốt đẹp gì, tiết ra của chúng ta đơn thuần, người ta không nghĩ nhiều như vậy, không ai được cười cả, để xem Trương Dương bắn thế nào. Nói đến đây, gã cũng cười ha ha. Trương Đại Quan lại rút ra một mũi tên, ở mũi tên thứ hai này, hắn muốn thể hiện cung pháp của mình, cưỡi trên lưng ngựa, quay đầu lại, cung như vầng trăng, nhắm chuẩn vào đàn nhạn trên trời, mũi tên như sao băng, đầu nhọn tạo thành một vệt sáng trên trời. Tiếng cười của tất cả mọi người đều tắt ngấm, ánh mắt nhìn lên nền trời, thấy đàn nhạn trở nên hỗn loạn, sau đó một con nhạn lớn từ trong không trung rơi xuống đất, mũi tên đâm xuyên qua bia vừa rồi của Trương Dương không làm họ chấn động như lúc này, cần phải biết đàn nhạn đang chuyển động, còn Trương Dương lại cưới trên lưng ngựa, bắn mục tiêu di động trong lúc mình đang chuyển động, khó hơn rất nhiều so với việc bắn mục tiêu cố định, nhưng Trương Dương vẫn bắn trúng mục tiêu. Trương 1108, bắn nhanh lên 2. Tiết vĩ đồng hét lên sung sướng, đuổi ngựa về phía con nhạn rơi xuống, con nhạn vừa rơi xuống đất, cô ta đã chạy đến nơi rồi, kỹ thuật cưới ngựa của tiết vĩ đồng khá tốt, từ trên ngựa, hai chân vẫn không rời cương, người khom xuống, Giơ tay nhặt con chim nhạn ở dưới đất lên, con chim nhạn này nặng đến gần 5 cân, Tiết Vĩ Đồng nói con nhạn béo quá. Rồi lại nhìn thấy mũi tên đâm xuyên qua con chim nhạn, Tiết Vĩ Đồng khen ngợi, "Trương Dương, anh bắn thật là chuẩn." Lần này không ai cười cô ấy nữa, tất cả mọi người đều bị cung pháp của Trương Dương làm cho chấn động, ai nấy đều ầm ầm nói về chiến lợi phẩm và không ngớt lời khen ngợi kỹ thuật bắn của Trương Dương. Từ Kiến Cơ nói, "Trương Dương Trình độ của anh đã đạt đến mức bách bộ xuyên dương, một mũi tên chúng hai con chim rồi đúng không? Trương Dương cười nói, làm gì được lợi hại như vậy? Tôi chỉ là bắn bừa, bắn bừa thôi. Họ tiếp tục đi về đằng trước, dần dần thú săn trở nên nhiều hơn và kỹ thuật bắn của họ cũng trở nên thuần thục hơn. Ai nấy đều có chiến lợi phẩm. Tiết Vĩ Đồng bắn chúng hai con gà, Chu Hưng Quốc và Từ Kiến Cơ mỗi người bắn chúng một con thỏ. Ngay cả Phùng Cảnh Lượng chưa từng săn bao giờ cũng bắn được một con chim. Còn Trương Dương thì lại không bắn gì nữa từ sau khi bắn rất con nhạn kia, nhiệm vụ hôm nay của hắn là đi cùng những người khách này, chứ không phải là tỏ vẻ trước mặt họ. Những thú săn ở bên ngoài chỉ dùng để luyện kỹ thuật, bên trong mới có những thú săn cỡ lớn, mấy người đều rất hứng khởi, muốn đi vào bên trong ngay, hai người hướng dẫn liên lạc với trung tâm quản lý một chút, ông chủ Kim Vĩnh Lượng đồng ý để họ vào trong. Địa hình của trường săn bên trong bắt đầu nâng cao dần, mặc dù núi thiết đề không cao, nhưng cây cối rậm rạp, sau khi vào trường bắn phía trong, họ phân thành hai đội, Trương Dương, Tiết Vĩ Đồng, Phùng Cảnh Lượng một đội, Chu Hưng Quốc và Từ Kiến Cơ một đội, mỗi đội có một người hướng dẫn, người hướng dẫn có súng săn, đây là để bảo vệ sự an toàn của họ, trên thực tế, giờ vẫn chưa thả sói, cả trường săn không có một con vật săn hung dữ nào. Sau khi phân đội không lâu, đội của Trương Dương liền phát hiện ra một con nai hoa, Phùng Cảnh Lượng bắn mấy mũi tên đều không trúng cả. Tiết Vĩ Đồng mặc dù là con gái, nhưng tính tình lại hung hãn, rất to gan lớn mật, vừa gặp được thú săn đã muốn sông lên rồi, có xu hướng muốn sông lên, Trương Đại Quan chỉ có thể thúc ngựa đuổi theo đằng sau cô ấy, đáng tiếc rằng con ngựa hắn dùng chạy không nhanh cho lắm. Tiết Vĩ Đồng Dương Cung, không ngừng bóp cò, mặc dù cô bắn không tồi khi tập, nhưng khi đến thời khắc quan trọng, cô chẳng còn chú ý gì đến kỹ thuật nhắm chúng nữa rồi, Trương Đại Quan thấy tư thế cô bắn, cảm giác nhà đình này không nên chọn nỏ, cần phải cho cô ta một khẩu súng thì đúng hơn, cô ta giỏi nhất là bắn hàng loạt. Loại bắn hàng loạt này tỷ lệ chúng rất thấp, mặc dù Tiết Vĩ Đồng đã bắn ra gần 20 mũi tên, nhưng chỉ có một mũi găm chúng vào con nai, con nai đau đến độ chạy điên cuồng, chớp mắt đã biến mất vào trong rừng rậm. Đằng trước có mọc dày đặc, ngựa không tiện đi vào, Tiết Vĩ Đồng xuống ngựa, vất dây cương cho người hướng dẫn, rồi đi bộ vào trong rừng. Mặc dù Trương Dương khởi động rất nhanh, nhưng con ngựa lại không ra gì, nên đến muộn nhất khi đến nơi hắn cũng xuống ngựa đưa cương cho người hướng dẫn rồi gọi tiết vĩ đồng đang đi đằng trước tiết ra cô đợi tôi một chút tiết vĩ đồng vang lên tiếng nói từ phía trong đợi được anh thì con nai chạy mất rồi trương dương nhìn sang phùng cảnh lượng phùng cảnh lượng lắc lắc đầu nói tôi ở đây đợi mọi người anh đi đi trương dương nhanh chóng bước vào trong tiết vĩ đồng bước vào trong rừng đã mất dấu của con nai cô đi theo vết máu đằng trước đã không còn đường nữa cô nhấc chân đạp vào lùm cỏ, đột nhiên nghe thấy Trương Dương nói, đừng cử động. Tiết Vĩ Đồng dừng động tác lại, ánh mắt nhìn về phía dưới, thì nhìn thấy một con rắn độc màu lè lè đang phùng mang, ngước cổ nhìn cô ta. Tiết Vĩ Đồng chậm chậm dương chiếc nỏ lên, ngầm nhắm vào phần đầu của con rắn độc, con rắn đó dường như cảm thấy có nguy hiểm gần kề, đột nhiên nó trồm dậy, bắn về phía Tiết Vĩ Đồng nhanh như đạn bắn. Tiết Vĩ Đồng kêu thất thanh, bóp cò mấy phát liền, ngay cả cự ly gần cô cũng dùng bắn hàng loạt. Cô ta có thể nhìn thấy con rắn độc đó há to miệng, răng nanh còn đang nhỏ độc, trong thời khắc con rắn độc chuẩn bị ngoạm vào người cô ấy, một chiếc dao phóng đến, lưỡi đao đâm chúng vào người con rắn độc, mang theo xác của nó găm lên trên cây, cơ thể đầy màu sắc của con rắn độc vẫn chưa chết, không ngừng ngọ nguậy ở trên cây. Tiết Vĩ Đồng mặc dù to gan lớn mật, nhưng lúc này cũng sợ toát mồ hôi, Trường Dương bước từng bước lớn đến, rút con dao ở trên cây ra chặt đầu con rắn độc, rồi cầm cơ thể con rắn vẫn đang chuyển động rồi nói, thứ tốt đây, chắc chắn là rất ngon. Tiết vĩ đồng hít vào một hơi dài, trên mũi cô lấm tấm những mồ hôi, cô nói, giao tốt lắm. Trương Dương cười nói, lúc còn nhỏ tôi quăng bút chỉ quen rồi, quăng nhiều đã trở thành một môn nghệ thuật. Tiết vĩ đồng cười, đương nhiên cô ta không thể tin tưởng những lời đó của hắn. Lúc hoàng hôn, hai đội lại gộp lại với nhau, Trương Dương đã săn được mấy con gà rừng, nhưng nếu như so sánh ra thì bên Chu Hưng Quốc vẫn nhiều thu hoạch hơn, con nai bị tiết vĩ đồng bắn bị thương gặp phải bọn họ, từ kiến cơ đã giết chết nó. Trận săn bắn đặc biệt này làm cho ai nấy đều cảm thấy rất vui, hai người hướng dẫn dẫn họ đến nửa núi để cắm trại, đến đó, ngựa đã không cần nữa, đứng ở chỗ mà họ ở, vẫn có thể nhìn thấy cảnh dưới núi, từ kiến cơ nói chẳng phải nói là có sói sao. Một người hướng dẫn đang lột ra con nai liền nói, có ở trong kia, đợi ăn tối xong, Tôi đưa mọi người đi săn đêm. Tiết Vĩ Đồng không đợi được nữa, tại sao lại phải đợi đến tối chứ? Người hướng dẫn cười nói, buổi tối hứng thú hơn mà. Từ Kiến Cơ nói, mấy con sói. Người hướng dẫn nói, một con thôi, sói sợ nhất là cả một đám, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo sự an toàn của mọi người. Phùng Cảnh Lượng là một người không thích sự kích thích, chạy theo đến nửa ngày trời, thu hoạch của gã là ít nhất, gã mệt ngồi trên một mỏm đá không muốn đứng dậy. Phùng Cảnh Lượng nói, nguy hiểm không? Người hướng dẫn nói, có tính nguy hiểm nhất định, có điều, chúng tôi đều mang theo sung cả, không sao đâu, săn đêm rất thú vị đó. Họ ăn cơm ở trại, Phùng Cảnh Lượng vốn đã không quen với nơi đây, hơn nữa lại bị chút cảm, nên đã bị đau bụng, mấy người thương lượng, để Phùng Cảnh Lượng ở lại trại, rồi bảo một người hướng dẫn ở lại chăm sóc gã, những người khác thì cùng người hướng dẫn đi vào trường săn. Vì buổi tối chỉ thả một con sói ra, nên một người hướng dẫn đi theo đã là đủ rồi. Săn vào buổi tối, hơn nữa nghe nói có cả sói, mấy người đều cảm thấy rất kích thích, Từ Kiến cơ còn chê sói ít quá, liền nói với người hướng dẫn, anh hãy liên hệ với ông chủ của anh đi, thả thêm mấy con ra đây cho vui. Ngọn núi lớn thế này, chúng tôi làm sao biết đi đâu để tìm con sói đó? Người hướng dẫn chỉ vào đỉnh núi rồi nói, đằng sau núi có phòng thú giữ, bên trong có nuôi 57 con sói, 20 con gấu. Nếu như thả ra hết tất cả chúng thì quá ư nguy hiểm, nếu như khách có nhu cầu đặc biệt, chúng tôi có thể thả một con ra, hơn nữa đều là săn đêm." Tiết Phí Đồng nói, "Còn có gấu à, bảo họ thả một con gấu ra chơi đi." Trương đại quan đương nhiên không sợ những con thú dữ đã được thuần hóa này, có điều hắn phải đảm bảo sự an toàn của đám thái tử gia này, trước khi đến đây hắn cũng không biết ở nơi này có phục vụ săn thú dữ có lẽ cũng vì kinh doanh mà thôi, Trương Dương nói tại sao săn sói lại phải làm vào buổi tối. Người hướng dẫn nói, để an toàn. An toàn, Chu Hưng Quốc ngạc nhiên nói, không phải buổi sáng càng an toàn hơn sao. Người hướng dẫn đi đằng trước đột nhiên dừng bước chân, làm một động tác bảo mọi người đừng nói chuyện, hắn chỉ vào trên sườn núi phía đằng xa, thì nhìn thấy một cái bóng con sói xuất hiện ở dưới bóng trăng, trông rất cô độc, điều kỳ lạ là, trên người con sói lại phát sang. Lần này mấy người cuối cùng đã hiểu tại sao sắp xếp hạng mục săn thú giữ vào buổi đêm để dễ tìm được mục tiêu. Họ đã quét bột giả quang lên người con thú giữ. Đến buổi tối, mục tiêu sẽ càng rõ ràng hơn, đám thú giữ này không thể nào chạy được. Tiết vĩ đồng đã dơ nỏ bắn từng mũi từng mũi một, cô đúng là chỉ tốn đạn dược, cự ly quá xa, không thể nào bắn trúng mục tiêu. Mấy người đều chạy về phía con sói, theo lời dặn dò của người hướng dẫn, họ không thể nào cách con sói đó quá xa, Nói ra thì cũng thật là lạ, một con sói ác đứng ở trên sườn núi nhìn bọn họ, một đôi mắt xanh giống như chiếc đèn trôi trong không gian đen tối, có lẽ là vì bị thuần hóa đã lâu nên chúng đã mất đi dã tính. Chu Hưng Quốc kéo cung, bắn một mũi tên trên đất cách chừng một mét trước con sói, lông con sói dựng đứng lên, bản năng sinh tồn cho nó hay có nguy hiểm gần kề, nó đột nhiên quay người tháo chạy, con sói chạy nhanh trong đêm cộng với bột giả quang đã làm thành một vệt lân tinh dài chương 1109, bắn nhanh lên ba. Máu của mấy người thợ săn đều sôi sùng sục lên, ý thức tiềm tàng của con người đều chất chứa một ý niệm muốn chinh phục, quá dễ dàng đạt được không thể nào thỏa mãn được họ, chiến thắng được con sói này đã trở thành suy nghĩ chung của họ. Mặc dù khu săn bắn không rộng, ba mặt đều dùng lưới sắt vây lại, một mặt là vách núi sâu thẳm, con sói chạy với tốc độ rất nhanh, rất nhanh đã chạy qua núi, họ đều đi bộ cả, người hướng dẫn không ngừng nhắc nhở họ phải giữ khoảng cách, để trách tách khỏi đội. Trương Dương coi cuộc đi săn này như lũ trẻ con chơi đồ hang vậy, dù là gặp phải một đàn sói ở đằng sau núi Thanh Vân Phong cũng nguy hiểm hơn thế này nhiều. Năm người đầy đủ vũ khí đuổi một con sói, lực lượng chênh lệch quá lớn, con sói đó thật là đáng thương. Đến đỉnh núi, ngoài Trương Dương, mấy người đều mệt đến độ thở hồng hộc, người hướng dẫn chỉ vào dưới núi, thấy ở chỗ khoảng tầm 300 mét, con sói đó lại dừng lại, vì đám bột lân tinh trên người nó vì vậy mục tiêu trông rất rõ ràng từ kiến cơ thở dốc chúng ta phải chia nhau ra để bao vây lấy nó người hướng dẫn nói không được chia nhau ra quá nguy hiểm chu hưng quốc nói chỉ là một con sói thôi mà có gì mà nguy hiểm chứ đi xử lý nó đi gã và từ kiến cơ đã xông lên đằng trước rồi trương dương bảo người hướng dẫn đi theo hắn và tiết vĩ đồng cùng đi thành một đội hắn sẽ phụ trách chăm sóc tiết vĩ đồng mấy người đã cách con sói ngày càng gần. Con sói đó thay đổi phương hướng, chạy về phòng của thú dữ, hai mũi tên mà từ kiến cơ bắn ra đều không trúng vào đâu hết. Tiết Vĩ Đồng ở một bên vừa chạy vừa nói, thật đúng là nên lấy súng săn ra. Trương Dương đi theo cô ta không chịu nổi liền bật cười, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng sói hú, âm thanh dường như truyền đến từ đằng sau hắn, Trương Đại Quan tưởng mình nghe nhầm, nhưng sau đó là một tiếng kêu nữa, lần này Trương Dương nghe thấy rất rõ ràng, hắn quay đầu lại, thì thấy trong lùm cỏ dường như đang bị tách ra, hai con động vật màu xám đang chạy nhanh về phía họ từ phía đằng sau. Tiết Vĩ Đồng cũng đã phát hiện ra động tính ở phía sau, khi cô ta nhìn rõ thứ đang xông đến là hai con sói, phản ứng đầu tiên của cô ta không phải là sợ, mà là bị kích thích, cô hét lớn hưng phấn, được lắm. Đã nói là một con không đủ rồi mà. Trương Đại Quan thì lại không nghĩ thế, vì vừa rồi người hướng dẫn đã nói, thú dữ dùng để săn đêm đều có bôi bột giả quang, nhưng hai con sói này thì lại không. Tiết vĩ đồng dơ nỏ bắn loạn xạ. Trương Dương không dám chậm chế, sợ rằng hai con sói này làm bị thương tiết vĩ đồng. Hắn chấn tĩnh, rồi Dương cung, nhắm thẳng vào con sói màu xanh đi đằng trước. Vù một tiếng, chiếc mũi tên đâm vào mắt trái con sói, đâm thẳng vào đầu nó. Con sói xanh kêu lên một tiếng rồi đổ dầm xuống. Tiết vĩ đồng mặc dù cũng bắn chúng con sói còn lại hai mũi tên, nhưng đều không phải là chỗ hiểm. Con sói xanh đó không hề giảm tốc độ, tung người trên không, xông về phía cô ấy. Tiết Vĩ Đồng rút con dao ra chuẩn bị nghênh đón, thì Trương Dương đã xông ra, đâm vào cổ con sói xanh đó, sau đó lại đấm lên người con sói, nhân cơ hội rút con dao ra, con sói xanh ngã xuống, máu mới tóe ra từ vết thương. Trương Dương đứng chặn ở đằng trước Tiết Vĩ Đồng, để phòng xung quanh còn nguy hiểm rình rập. Chu Hưng Quốc và Từ Kiến Cơ đuổi một lúc lâu cũng không đuổi kịp con sói đó, họ cũng nghe thấy động tĩnh ở đằng sau, liền nói với người hướng dẫn, mau. Mau quay về, họ nhìn về phía trước, thì nhìn thấy một cái bóng đen cao lớn đứng đằng trước phòng thú dữ, vốn dĩ tưởng rằng đó là một người đàn ông cao lớn, nhưng đột nhiên cái bóng đó đi bằng bốn chân dưới đất, chân trước dậm mặt đất, sắc mặt chu hưng quốc thay đổi, gấu. Đó là một con gấu đen to lớn đứng dậy thì phải cao đến hơn 2 mét. Gần như cùng một lúc, chu hưng quốc và từ kiến cơ đều quyết định như nhau, chạy, chạy thục mạng đây không phải là thứ cung tên của họ có thể đối phó. Sắc mặt của người hướng dẫn cũng thay đổi, thấy con gấu ngày càng gần, gã nhấc chiếc súng săn ở trong tay, bằng một tiếng vang lên, chiếc súng nhắm thẳng vào con gấu đen, nhưng dường như con gấu chẳng hề bị thương chút nào vậy, phát súng này làm nó càng điên lên, nó giống lên một tiếng, rồi chạy với tốc độ ngày càng nhanh. Người hướng dẫn lại vội vàng bắn thêm một phát súng nữa, sau đó quay người chạy về phía sau, miệng kêu lớn cứu mạng, cứu mạng. Trương Dương và Tiết Vĩ Đồng thấy ba người họ chạy thục mạng về phía này, Tiết Vĩ Đồng cắn chắn môi, giờ đây cô ta đã ý thức được hình như việc này có gì đó không hay, vốn dĩ đã nói rằng săn đêm chỉ có một con sói, nhưng giờ đây không những xuất hiện hai con, ngay cả gấu cũng xuất hiện rồi. Trương Dương nói, cẩn thận, đề phòng xung quanh, đi theo đằng sau tôi không được tách ra. Hắn bước lớn đến, sau khi con sói rơi vào tầm ngắm của hắn, hắn bắn ra một mũi tên, mũi tên này đâm trúng vào đầu con gấu có điều da con gấu cứng cáp hơn da sói nhiều, mặc dù đầu nhọn của mũi tên đã đâm qua da nó, nhưng không thể đâm xuyên qua xương nó, con gấu vốn dĩ chỉ thích hợp với dáng điệu lười nhác chậm chạp, giờ đây điên cuồng chạy về phía trước, đó là phía đám người đang chạy. Trương Dương bắn ra mũi tên thứ hai, mũi tên này nhắm chuẩn vào mũi con gấu, đây là bộ phận khá yếu của nó, mũi tên đâm xuyên qua, con gấu giống lên một tiếng, vì quá đau, cơ thể nó đứng thẳng dậy, trái tim đầy lông trắng lộ ra. Tiết vĩ Đồng kịp thời xông lên, nhắm chuẩn vào tim con gấu bắn liền ba phát, ba phát này đều trúng vào tim con gấu. Nếu như con gấu có thể chống đỡ được hai mũi tên đầu tiên, thì đến giờ nó cũng không thể nào chống đỡ được nữa, nó ngã dầm xuống, một làn bụi bắn tung tóe lên. Ba người Chu Hưng Quốc cuối cùng đã gặp được Tiết Vĩ Đồng và Trương Dương, từ khiến cơ thở hồng hộc nói thế này là thế nào? Chẳng phải là nói chỉ có một con sói sao? Trương Dương nói chẳng phải anh chê ít sao? hôm nay trường săn đang mở đợt khuyến mãi đó mua một tặng ba người hướng dẫn sắc mặt khủng khiếp gã không hề biết rằng trường săn làm hoạt động mua một tặng ba gì hơn nữa trên người đám thú giữ này đều không có bột lân tinh chẳng lẽ chúng chạy ra từ trong chuồng sao ánh mắt của chu hưng quốc nhìn lên trên đỉnh núi chỉ sợ là không phải mua một tặng ba trên đỉnh núi vang lên tiếng hú thê thảm của sói mười mấy ngọn đèn xanh chạy nhanh từ trên đỉnh núi xuống người hướng dẫn sợ đến độ nhũn cả chân nắm lấy súng săn không ngừng run rẩy xong rồi xong rồi chạy hết ra ngoài rồi chạy hết ra ngoài rồi trương dương ngay lập tức nói đến chuồng thú giữ ngay ở đó có thể tìm được thứ bảo vệ một đám người được trương dương nhắc nhở họ chạy về phía chuồng thú giữ người hướng dẫn chạy ở đằng trước nhất chu hưng quốc và từ kiến cơ chạy ở phía trái và phải của tiết vĩ đồng trương dương phụ trách chạy cuối cùng tố chất tâm lý của mấy người này đều khá tốt khi họ thật sự ý thức được nguy hiểm đang cận kề họ đã đều chấn tĩnh lại. Khi tiến gần đến chuồng thú dữ, người hướng dẫn ngay lập tức nhìn thấy một cánh cửa sắt bị mở ra, gã lo lắng rằng bên trong vẫn còn thú dữ, nhưng nguy hiểm ở ngay đằng sau, gã đã không thể nào để ý quá nhiều việc nữa, Chu Hưng Quốc nói, mau đi vào trong. Đàn sói ở phía sau đã đuổi sát đến, Trương Dương bắn ba mũi tên liên tục giết ba con sói xanh, nghe thấy đằng sau có tiết tiết vĩ đồng gọi hắn nhanh chóng vào trong phòng, hắn nhanh chóng đi vào, mấy người cùng hợp lực đóng cửa sắt vào hai con sói xanh xông đến trên chiếc cửa sắt làm cho cửa sắt rầm rầm kêu người hướng dẫn kinh hãi nói gấu chuồng gấu cũng bị mở ra rồi ba con gấu đen lắc lư lắc lư bước về phía họ trương dương thở dài hôm nay vốn dĩ muốn đi săn tập thể giờ đây ai ngờ lại trở thành thú săn hắn chỉ trên nóc chuồng sói rồi nói trèo lên trên đi mấy người cùng trèo lên trên nóc chuồng sói ba con gấu đen đến bên dưới con mắt híp của chúng tham lam nhìn đám người đang ở trên. Chiếc cửa sắt bên ngoài lại xuất hiện một cảnh tượng khác, hơn 50 con sói hung hãn đang bao vây lấy chiếc chuồng thú dữ, chúng không ngừng hú lên, dùng sức cào vào chiếc lan can sắt, muốn vượt vào trong. Đàn sói đó rõ ràng đã đói từ lâu, chúng vây lấy xác ba con sói vừa bị Trương Dương bắn chết lúc vừa rồi, và bắt đầu ăn thịt của đồng loại, nghe thấy tiếng xé thịt cắn xương của bọn sói, tiết vĩ đồng dựng tóc gáy, cô phẫn nộ nói, xúc sinh. Nói đoạn, cô dương nỏ lên, bắn chết một con sói đang ăn thịt, con sói đó vừa bị bắn, mấy con sói khác đã xông đến phanh thây nó. Chu Hưng Quốc cảm thán, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, người và động vật đều như vậy cả, chỉ có điều động vật thể hiện trực tiếp hơn mà thôi. Trương Dương sau khi chắc chắn rằng không có ai bị thương mới yên tâm, hắn nhìn điện thoại, ở đây không có tín hiệu, hắn vỗ vỗ vào vai người hướng dẫn, máy bộ đàm của anh đâu rồi. Người hướng dẫn đau khổ chỉ ra ngoài, hóa ra trong lúc tháo chạy gã đã không cẩn thận làm rơi ở bên ngoài rồi, một con sói xanh hứng thú với chiếc máy bộ đàm của gã, há miệng cắn một nhát, tiếng rắc rắc vang lên. Từ kiến cơ đếm vũ khí của họ, cả mũi tên và đạn tổng cộng còn 17 phát, cũng có nghĩa là, nếu như họ dùng hết số này, cũng chỉ có thể giết chết một phần nhỏ trong số đó. chương 1110, tính sổ 1. Mấy người họ thương lượng một chút, rồi người hướng dẫn nói xem ra trước mắt chúng ta chỉ có thể ở lại đây rồi đợi đến khi trụ sở phát hiện ra vấn đề nhất định sẽ cho người đến cứu ngay tiết vĩ đồng nói ở lại một đêm ở đây chán chết từ kiến cơ nói không chán đâu có nhiều sói và gấu ở cùng thế này chẳng chán chút nào cả chu hưng quốc nói người trông chuồng thú giữ đi đâu rồi chẳng phải nói rằng chỉ có một con sói thôi sao sao giờ tất cả lại bị thả ra hết thế này Người hướng dẫn mặt khổ sở nói, tôi cũng không biết nữa, nếu như biết thế này, thì có đánh chết tôi cũng không lên đây lần này đâu. Trương Dương nói, nếu như không phải là do quản lý có lỗ hồng, thì chính là cố ý hại chúng ta, mẹ kiếp, chút nữa tôi sẽ tìm kim vĩnh lượng tính toán cho cẩn thận món nợ này. Ba con gấu chó đi đi lại lại bên dưới một lúc, phát hiện không thể nào tiếp cận mục tiêu, cũng bỏ ý định, lắc lư quay trở về chuồng gấu. Trương Dương trèo xuống dưới đất, trên nền đất có không ít gạch, hắn vứt gạch đá lên trên sau đó lại trèo lên trên nóc chuồng cười nói với mọi người đã đến đây rồi thì chúng ta chơi cho vui đi mọi người đã từng chơi bâu linh chưa tiết vĩ đồng nói chơi rồi bâu linh động vật cô đã từng chơi chưa lời của trương đại quan vừa dứt một mảnh gạch to bằng nắm đấm trong tay nắm đã được vứt ra trương dương ném viên gạch đã được dốc đầy nội lực này không khác gì một viên đạn bắn ra khỏi cò đập chúng vào đầu một con sói làm cho con sói đó bị vỡ toác đầu ra ngay lập tức đổ dạp xuống. Mấy người khác đều há miệng kinh ngạc, người hướng dẫn đó cũng được coi là tay săn lão luyện có nhiều năm kinh nghiệm phong phú rồi, nhưng gã cũng chưa từng thấy cách săn giỏi giang như vậy bao giờ. Tiết vĩ đồng vỗ tay khen ngợi, rồi cùng nhặt một viên gạch học cách của Trương Dương vất qua đó, nhưng rõ ràng sức lực của cô ấy không thể so bì với Trương Dương, mặc dù cũng vất qua chiếc lan can sắt, nhưng khi viên gạch rơi xuống, đám sói đó đã tản ra trốn. Từ kiến cơ là người đầu tiên phản ứng được, Trương Dương có thể dùng gạch trở thành vũ khí lợi hại như thế này, cung tên của họ đương nhiên không cần phải dùng tiết kiệm rồi, gã Dương cung, rồi giết chết một con sói xanh. Mặc dù đám người này bị đàn sói vây hãm, hoàn cảnh không lành, nhưng họ rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tìm được sự thú vị mới trong đó. Hơn một tiếng đồng hồ sau, đội cứu hộ mới đến, ông chủ trường săn là Kim Vĩnh Lượng Đích Thân dẫn đội đến, Gã sau khi nghe nói đến chuyện này cũng sợ chết khiếp, trường săn này mở ra mới chưa được bao lâu, nếu như xảy ra bất chắc gì, thì gã đừng nghĩ đến chuyện kinh doanh tiếp. Hơn nữa săn bắn mấy con thú dữ này là điều bất hợp pháp. Đội cứu hộ đến hiện trường, cảnh tượng trước mắt đã làm cho họ ngớ người, hiện trường đã chết gần 30 con sói xanh, hơn 10 con sói còn lại thấy đội cứu hộ đến, con nào con nấy đều chạy thục mạng, Kim Vĩnh Lượng lo rằng đám sói này chạy ra ngoài làm bị thương người, liền hạ lệnh giết hết số sói. Đến khi họ vào chuồng thú giữ, khóa cửa chuồng gấu lại, Trương Dương và mấy người nữa mới lục tục đi xuống đất. Kim Vĩnh Lượng mặt đầy khủng hoảng đến trước mặt Trương Dương, khom lưng xin lỗi liên hồi, "Chủ nhiệm Trương, xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không biết rằng sẽ xảy ra chuyện này." Trương Dương cười nói, "Ông chủ Kim đùa với chúng tôi đấy à?" Kim Vĩnh Lượng vừa lau mồ hôi vừa nói, "Người phụ trách trong chuồng thú giữ bỏ chỗ của mình mà đi." đợi đến khi tôi tìm được họ, nhất định sẽ không tha cho họ. Trương Dương lạnh lùng nhìn Kim Vĩnh Lượng, trong lòng thầm nói, đợi đến khi đưa đám thái tử ra này đi rồi, tôi sẽ tính sổ với anh. Chu Hưng Quốc biểu hiện khá khoan hồng so với việc này, gã vỗ vỗ vai Trương Dương rồi nói, không sao đâu, nếu như không phải do họ xảy ra lỗi trong quá trình làm việc, thì chúng tôi cũng không được hưởng thụ một cuộc đi săn đầy kịch tích thế này. Tiết Vĩ Đồng gật đầu theo trương dương nói chỉ trách tôi sắp xếp không được chu toàn các vị về sau tôi mời các vị uống rượu để các vị đỡ sợ hãi kim vĩnh lượng nói để tôi để tôi gã chỉ mong bình ổn được sự việc tối hôm nay trương dương vốn muốn tức giận nhưng nghĩ sự việc đã xảy ra rồi đám người chu hưng quốc còn không giận mà lại còn thỏa mãn được tâm lý hứng khởi của họ từ mặt này mà nói đã có thể coi như lần này hoàn thành tốt nhiệm vụ có điều không thể nào cắm trại trên núi được nữa dù sao thì vẫn còn một vài con sói đang trong quá trình truy lùng. Kim Vĩnh Lượng không ngừng xin lỗi, rồi lại đưa người dẫn Trương Dương và những người khác đến biệt thự gỗ ở hồ Thanh Bình để nghỉ ngơi. Sau khi Phùng Cảnh Lượng gặp được họ, nghe nói đến những trải nghiệm đầy nguy hiểm vừa rồi, cũng thầm khủng khiếp, may mà gã không đi cùng, nếu không thì có lẽ sợ đến độ không chạy nổi. Buổi tối, mấy người họ đốt lửa trại ở phía trước biệt thự, trên bãi cỏ trên bờ hồ Thanh Bình, để an ủi tâm trạng những người này. Kim Vĩnh Lượng không những cho họ mượn biệt thự của mình, còn gọi một người đầu bếp sơn trang đến để nướng dê cho họ nữa. Vì phùng cảnh Lượng bị đau bụng, nên đã uống thuốc và đi ngủ sớm, gã không tham gia vào đêm vui của họ. Mặc dù vừa trải qua nguy hiểm, nhưng tâm trạng của đám thái tử gia này chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào, đặc biệt là Tiết Vĩ Đồng, cô ta vô cùng vui vẻ, cô nói lại những biểu hiện của Trương Dương trong lúc đi săn. Chu Hưng Quốc rót đầy rượu vào trong chiếc bình trà bằng inox, đưa cho Trương Dương rồi nói, tối nay chúng ta có thể thoát khỏi đám sói hung hãn ấy, toàn bộ là dựa vào Trương Dương, tôi đề nghị, mọi người cùng mời Trương Dương một chén, thế nào? Tất cả mọi người đều đồng thanh hưởng ứng. Trương đại quan vốn còn lo sự nguy hiểm tối hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của đám thái tử gia này, nhưng thấy bộ dạng của họ, không hề có chút không vui nào vì sự việc vừa rồi, mà ai nấy còn vui hơn lúc trước. Đúng là tái ông thất mã, chẳng biết là phúc hay là họa rất nhiều lúc việc xấu có thể biến thành việc tốt. Mấy người uống tận hứng, tiết vĩ đồng đứng dậy hơi lảo đảo, này các vị, uống rượu không không vui, chúng ta mở ít nhạc. Nhảy đi, từ kiến cơ vào biệt thự mở loa to ẩm ý, tiết vĩ đồng kéo tay bọn họ, rồi nhảy điệu múa mông cổ quanh đống lửa trại, họ xem ra rất thoải mái, và cũng rất hết mình, thậm chí ngay cả chu hưng quốc bình thường rất già dặn giờ đây cũng tỏ ra vô cùng phóng khoáng. Trương Dương nhận ra trạng thái của họ giờ đây vô cùng thoải mái, nguy hiểm sống chết vừa rồi đã làm cho họ cảm nhận được sự đáng giá đẹp đẽ của sinh mạng. Tiết Vĩ Đồng nói, tôi có một đề nghị. Mấy người đều nhìn cô ta, Tiết Vĩ Đồng lắc la lắc cư cầm bình rượu lên, chúng ta được coi như là những người anh em đã cùng vào sinh ra tử, những trải nghiệm thế này không phải ai cũng có, chúng ta hãy kết nghĩa đi. Chu Hưng Quốc cười hì hì nhìn Tiết Vĩ Đồng, nhà đầu này nói gì là làm nấy. Từ Kiến Cơ nói, được, được, tôi đi gọi Phùng Cảnh Lượng. Tiết Vĩ Đồng lại nói, gọi anh ta làm gì, anh ta có cùng vào sinh ra tử với chúng ta không? Trong lòng Tiết Vĩ Đồng, phùng cảnh lượng rõ ràng chưa đủ độ để xưng thành huynh đệ, theo lý thường mà nói, thân phận của Trương Dương không thể nào so bì với họ, nhưng Tiết Vĩ Đồng đề ra ý kiến này đã thể hiện sự xem trọng và đánh giá cao với Trương Dương. Chu Hưng Quốc mỉm cười từ đầu đến cuối, gã có thể nhận ra ánh mắt của Tiết Vĩ Đồng rất tỉnh táo, cô ta đề xuất ra việc kết nghĩa không phải là sự kích động nhất thời. Chu Hưng Quốc nhớ đến việc khi Tiết Vĩ Đồng xuống xe đã chắc chắn sẽ đầu tư vào khu đô thị mới ở Đông Giang, gã cho rằng lần kết nghĩa này của Tiết Vĩ Đồng rất nhiều mục đích, nhà đầu này thật sự không đơn giản. Với việc kết nghĩa này, Trường Đại Quan đã từng làm ở đời Tùy, có điều khi Tùy Dương Đế giết hắn, đám huynh đệ kết nghĩa đó chẳng ai là cùng vào sinh ra tử với hắn, giờ đây được xuyên qua không gian thời gian đến những năm 90 của thế kỷ 20, đương nhiên sẽ không hề tiếc nuối về những người anh em kết nghĩa thời đó, kết nghĩa chỉ là một hình thức có điều nếu kết nghĩa với ba vị này thì có nghĩa là họ đánh giá cao về năng lực của hắn cũng có nghĩa là họ thật sự chấp nhận hắn vào vòng thái tử trương đại quan đương nhiên sẽ không từ chối chu hưng quốc nói được vậy thì nghe cô gã cũng hơi say say người tỉnh táo nhất ở đây là trương dương tiết vĩ đồng kéo họ lại để đọ tuổi trong số họ chu hưng quốc lớn tuổi nhất thật ra trương dương ít tuổi nhất nhưng chứng minh thư và sổ hộ khẩu của hắn đều được thay đổi rồi, Tiết Vĩ Đồng 26 tuổi lớn hơn Trương Dương 2 tuổi, nhưng Trương Dương đương nhiên không thể công bố tuổi thật của mình, thế là Tiết Vĩ Đồng trở thành người nhỏ nhất, Chu Hưng Quốc là anh cả, Từ Kiến Cơ anh hai, Trương Dương anh ba. Trương Dương đến biệt thự mang lò hương để cúng thần tài ra ngoài, bốn người dập đầu kết nghĩa về hướng chính nam. Tiết Vĩ Đồng lấy con dao ra cắt một ít ngón tay của mấy người, rồi còn uống rượu máu. Sau khi kết nghĩa, Tiết Vĩ Đồng nói, về sau không ai được gọi tôi là Tiết Gia nữa. Audio điện tử võ tấn bền chương 1111, tính sổ 2 Chu Hưng Quốc nói, đều đã quen cả rồi, cô bảo chúng tôi gọi là gì bây giờ? Từ kiến cơ nói, gọi là tứ muội hay là tiểu muội Tiết Vĩ Đồng mắng, không, nghe đàn bà lắm, thế này đi, gọi tôi là tứ đệ hoặc gọi tôi là lão tứ. Chu Hưng Quốc cười ha ha nói, "Được, về sau mọi người cũng không cần gọi cô là Tiết gia nữa, gọi là tứ gia." Tiết Phí đồng nói, "Thế thì đúng là các anh được thơm lây rồi, đại gia, nhị gia, tam gia." Trương Dương nói, "Tôi không quen làm gọi vậy, tôi cứ làm anh thôi thôi là được rồi." Một đêm trôi qua, bọn họ không nói về việc kết nghĩa với Phùng Cảnh Lượng, nếu như Phùng Cảnh Lượng biết rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội vào trong vòng xã hội của đám người này, nhất định sẽ hối hận đến nỗi cắt chọc đầu mất. Việc ở trường săn, mặc dù Chu Hưng Quốc cùng những người khác không để ý, nhưng không có nghĩa là Trương Dương sẽ bỏ qua như vậy. Hắn luôn nghĩ rằng đây là một sự việc được sắp xếp. Đến khi Chu Hưng Quốc và những người khác rời khỏi Đông Giang đến Thượng Hải, Trương Đại Quan liền gọi Kim Vĩnh Lượng đến hỏi cho ra nhẽ. Kim Vĩnh Lượng và Viên Ba quen nhau từ rất lâu rồi, giữa gã và Trương Dương không có thù hận gì, đương nhiên không thể nào bày bẫy để hại Trương Dương. Sau khi việc này xảy ra, Kim Vĩnh Lượng cũng rất đau đầu, những thú dữ ở trong trường săn của họ hầu như đã bị đám người Trương Dương giết cả, hai người cảnh vệ trực ban cũng không thấy ở đó, Kim Vĩnh Lượng vốn còn lo mấy tiểu tử này bị ăn mất, nhưng sau này mới biết họ không bị ăn. Một người trong số đó khi đứng ở bến tàu chuẩn bị về quê đã bị người của Kim Vĩnh Lượng chặn lại, rồi kéo gã về trường săn. Khi Trương Dương và Viên Ba cùng đến tìm Kim Vĩnh Lượng để nói chuyện, Kim Vĩnh Lượng đã gọi người cảnh vệ tên là Dương Dũng ra từ sắc mặt sưng húp tím tái của Dương Dũng đã biết rằng tên này bị đánh không nhẹ. Có điều đến bây giờ gã vẫn chưa chịu nói ra. Tại sao lại mở cửa chuồng thú giữ? Kim Vĩnh Lượng nói trước mặt Trương Dương, Dương Dũng, tôi nói cho anh biết, hôm nay anh không nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi, tôi sẽ đưa anh đến cục công an. Chỉ dựa vào những việc mà anh đã làm, nhất định phải ngồi tù. Đừng tưởng rằng ngồi mấy năm là xong chuyện, tôi còn phải truy cứu những tổn thất về kinh tế mà anh gây ra cho tôi nữa chỉ đám sói và đám gấu thôi cũng đã làm cho cả đời anh không trả được rồi dương dũng nói tôi không phải là đứa nhóc lên ba anh đừng dọa tôi anh mở trường săn này là hợp pháp đấy à đám gấu và sói đều là động vật được quốc gia bảo vệ anh cứ đi cáo trạng đi còn không biết đến cuối cùng ai sẽ là người phải ngồi tù đấy kim vĩnh lượng tức đến độ mặt xanh lét việc này làm cho gã vừa sợ vừa khó xử may mà không có ai bị thương nếu như vì việc quản lý lỏng lẻo lần này mà gây ra có người chết thì không những trường săn phải đóng cửa, mà có lẽ gã cũng phải chịu trách nhiệm hình sự. Dương Dũng nói không sai, việc kinh doanh trường săn của Kim Vĩnh Lượng tồn tại rất nhiều vấn đề, không phải tất cả đều là hợp pháp. Trương Dương nói, ông chủ Kim, tôi muốn nói chuyện riêng với Dương Dũng. Kim Vĩnh Lượng gật đầu, gã biết rằng Trương Dương là nhân vật gì, lần này vốn muốn thông qua viên ba để làm quen, ai ngờ chưa kịp định nọt, thì đã xảy ra chuyện này, đúng là mất tiền mà lòng chẳng vui trong lòng Kim Vĩnh Lượng cũng vô cùng tủi hờn. Những người khác đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Trương Dương và Dương Dũng, Trương Dương chậm chậm bước đến trước mặt Dương Dũng nhìn thẳng vào mặt gã. Dương Dũng nhìn hắn không hề có chút sợ hãi nào. Trương Dương nói, anh có quen tôi không? Trương Dương nói, không quen tôi tại sao lại phải hại tôi? Dương Dũng nói, anh nói năng cho đàng hoàng chút nhé, ai hại anh chứ? Tên này đúng là cứng đầu hết sức. Trương Dương cười gật đầu, Đột nhiên bốp một phát như trời giáng vào mặt gã, làm cho Dương Dũng ngã lăn ra mặt đất, Trương Đại Quan ra tay rất mạnh, Dương Dũng còn chưa kịp bò dậy, Trương Dương đã tóm lấy cổ áo của hắn, lạnh lùng nói: "Tôi cho anh 5 giây để suy nghĩ, không nói thật ra đây thì tôi có 108 cách làm cho anh sống không bằng chết." Trương Dương há miệng định cắn Trương Dương, nhưng bị Trương Dương phát hiện ra, lại một cái bà tai như trời giáng nữa, sau đó hắn giơ tay bấm vào huyệt đạo ở bụng gã dương dũng ngay lập tức cảm thấy bụng mình lăn lộn như bị ngàn mũi dao chọc vào vậy gã đau đến độ lăn lộn trên mặt đất vừa mới kêu lên một tiếng lại bị trương dương bấm huyệt không gào được dương dũng không thể chịu nổi sự dày vò thế này một lúc sau gã đã cố lết đến bên chân trương dương giơ tay ra kéo ống quần của trương dương rồi ngước đầu mặt đầy đau khổ trương dương nói giờ anh chịu nói thật rồi chứ dương dũng gật đầu lia lịa trương dương lúc này mới mở huyệt đạo cho gã trương dương thở dốc một hơi khó khăn lắm mới hồi lại gã run rẩy nói trần biêu cho tôi hai vạn tệ bảo tôi mở cửa chuồng thú săn ra trương dương nói trần biêu là ai dương dũng nói anh ta mở một công ty bảo vệ lớn nhất ở đông giang cũng chính anh ta đã giới thiệu tôi đến trường săn bát kỳ làm việc trương dương lục lọi đầu óc để tìm cái tên này nhưng không hề có chút ấn tượng nào hết kỳ lạ thật hắn đâu có quen người nào như vậy người tên trần biêu này tại sao lại có thủ với hắn tại sao lại phải tìm người hại hắn chứ dương dũng nói xin anh ở quê tôi còn có mẹ già con dại tôi thiếu tiền tôi tham tài vì vậy tôi mới đi nhầm đường xin anh hãy tha cho tôi lúc này gã đã biết sợ rồi trương dương nói anh có biết thả mấy chục con sói ra sẽ gây nên hậu quả thế nào không dương dũng nói tôi đã hối hận lắm rồi trương dương vỗ vỗ vào đầu hắn rồi nói làm người làm việc thì phải dùng đầu óc mắt chỉ dính vào tiền đến lúc bản thân mình chết thế nào cũng không biết đâu dương dũng chỉ là một nhân vật nhỏ trương đại quan đã có được tình báo mà mình cần trần biêu ư hắn muốn xem xem một ông chủ công ty bảo vệ tinh vũ đặc vệ có năng lực lớn thế nào tinh vũ đặc vệ viên ba nghe thấy trương dương nói ra người đứng đằng sau cũng phải trao trao mày trần biêu thì tôi có nghe nói trước đó từng là cảnh sát của cục công an đông giang sau này vì phạm sai lầm nên bị giáng chức vì gã không chịu nổi nên đã từ chức Mở công ty bảo vệ Tinh Vũ Đặc Vệ, trải qua mấy năm kinh doanh, đã trở thành người đứng đầu trong cùng ngành của Đông Giang. Anh có thù với anh ta à? Tại sao anh ta phải hại anh? Trương Dương nói, tôi đâu có quen anh ta, không biết tại sao anh ta phải dùng cách này để đối phó với tôi. Viên Ba nói, tôi có quen anh ta, bảo vệ của khách sạn chúng tôi đều là do bên đó cung cấp cả, làm nghề này cần phải có quan hệ ở cả hai ngạch đen và trắng, Trần Bưu chính là loại người như vậy, rất có khả năng Trương Dương lời của cái tên dương dũng đó có đáng tin không liệu anh ta có nói linh tinh không trương dương cười lạnh lùng nói có cho phép anh ta cũng không dám lừa tôi viên ba nói việc này anh định xử lý thế nào báo cảnh sát à thật ra viên ba không muốn trương dương báo cảnh sát mặc dù sự việc không vui nhưng dù sao thì không ai bị thương nếu như trương dương báo cảnh sát thì lần này trường săn của kim vĩnh lượng nhất định phải đóng cửa Nói không chừng Kim Vĩnh Lượng còn phải chịu trách nhiệm về sự việc lần này. Viên Ba nói, tôi đã quen lão Kim rất nhiều năm rồi, lần này anh ta thật sự là tốt bụng chiêu đãi mọi người, không có ý hại mọi người đâu. Trương Dương nói, tôi có thể nhận ra điều đó, anh yên tâm, tôi không trách anh ta. Viên Ba nói, việc lần này không dễ xử lý. Trương Dương cười nói, cũng chẳng có gì không dễ xử lý cả. Tôi không có chứng cứ gì, dù là báo cảnh sát cũng chẳng có mấy ý nghĩa có điều ai làm cho tôi khó chịu, tôi sẽ làm cho anh ta cũng khó chịu như vậy. Trần bưu cái quái gì chứ, tôi chẳng có thủ oán gì với anh ta, mà anh ta lại dùng thủ đoạn này để hại tôi. Tôi nhất định phải đòi lại món nợ này. Trương Đại Quan cực kỳ tức giận, gần đây không hiểu tại sao ai nấy đều nhảy ra chống lại hắn. Chẳng lẽ hắn dễ ức hiếp vậy sao? Hắn nghĩ lại cẩn thận một chút, đã đến lúc phải dạy dỗ cho đối phương rồi, nếu như hắn không cho đám người này một bài học sâu sắc, thì đám kẻ thù còn thầm giấu mặt kia nhất định sẽ nhảy ra chống lại hắn. Trụ sở làm việc của tinh vũ đặc vệ ở tòa nhà mới của Đông Giang, nằm ở bên trên siêu thị Bách Huệ, Trần Biêu ở Đông Giang cũng được coi là một nhân vật hàng đầu. Quan hệ của gã ở khắp mọi nơi đều rất rộng, khi Trương Dương đến trụ sở công ty, bảo vệ ở cửa nhắc nhở hắn đăng ký trước. Trương Đại Quan thầm nghĩ, ông đây đi gặp bí thư tỉnh ủy cũng chẳng phiền toái như vậy, một giám đốc công ty bảo vệ mà bày cho cái gì chứ? hôm nay hắn đến không phải là để nói chuyện tình nghĩa với Trần Biêu. Trương Đại Quan mang theo cục tức đến đây, mục đích của hắn là để gây sự, nhìn quyển sổ tên bảo vệ đưa cho, hắn cầm lấy rồi vất sang một bên, đăng ký cái gì mà đăng ký. Mau bảo Trần Biêu rằng ông nó đến rồi. Tên bảo vệ vừa nghe, lần này thì không được rồi, không ngờ dám xưng là ông của ông chủ. Trường 1112, tính sổ 3. Gã vội vàng đứng dậy, tên này cũng phải cao đến 1m90, gã trừng mắt nhìn chầm chầm vào Trương Dương, chỉ tay vào mũi Trương Dương rồi nói, mẹ kiếp, anh nói cái gì? Lời còn chưa dứt, đã thấy một nắm đấm xuất hiện trước mặt mình, sau đó rầm một tiếng. Gã nghe thấy tiếng nắm đấm nện vào mặt mình một cách rất rõ ràng. Nhưng nói ra thì thật kỳ lạ, gã không cảm thấy đau đớn chút nào, nhưng sức mạnh của nắm đấm này rất nhanh đã lan ra toàn cơ thể gã, đầu gã hất về phía đằng sau, hai dòng máu mũi phun ra từ lỗ mũi, cả cơ thể vung lên không trung rồi rơi xuống như một ngọn núi nhỏ, chiếc ghế ở đằng sau bị gã đập đến độ nát ra. Trong phòng còn hai người bảo vệ, họ đều ngớ người ra. Từ lúc tinh vũ đặc công khai trương đến nay, vẫn chưa có ai dám công khai đến gây sự ở đây. Trương Dương là người đầu tiên làm như vậy, hai người đó bước về phía Trương Dương. Trương Đại Quan bước chậm chậm về phía hai tên đó, khi còn cách khoảng 3 mét, đối phương đột nhiên tăng tốc, gã muốn vây lấy Trương Dương, nhưng khi họ mới bước tới hai bước, đột nhiên đã phát hiện ra mục tiêu phía trước biến mất, Trương Dương bay lên không trung, hai chân một bên trái một bên phải phân ra, đạp vào vai của hai người đó một phát mạnh, hai tên bảo vệ bay về hai phía, rơi trên nền đất, vì quán tính của cơ thể, nên hai tên vẫn văng mãi đến góc tường mới dừng lại. Trương đại quan phủi phủi quần, bước về hướng phòng giám đốc. Đẩy cánh cửa phòng giám đốc, hắn phát hiện ra bên trong chỉ có một cô nữ thư ký xinh đẹp. Trương Dương ngớ người, hắn không ngờ Trần Biêu lại không ở đây. Hắn hỏi, Trần Biêu đâu rồi? Sát khí của Trương Đại Quan chưa hoàn toàn biết mất, dáng điệu giận dữ làm cho cô thư ký hơi sợ sệt, cô ta chỉ chỉ trên cô ta chỉ trên lầu, ở bên trên, phòng tập thể dục. Trần Biêu năm nay 37 tuổi, gã từng là quán quân đánh tự do trong hệ thống công an đông giảng, cũng nhiều lần tham gia trận đấu cấp tỉnh, hơn nữa đã giành được giải, khi Trương Dương bước vào phòng tập, gã còn không biết rằng Trương Dương đã đánh đổ ba tên bảo vệ một cách nhanh gọn ở dưới. Trần bưu cởi Trần, đang đánh túi cát ở trong phòng tập thể thao. Sau khi đánh mấy nhát vào túi cát, lại quay người đá xoáy. Tên đồ để cầm túi cát ở một bên, vì không thể nào dừng được sức mạnh truyền đến, nên cơ thể bị ngã về đằng sau, ngồi trên nền đệm mềm. Đằng sau vang lên tiếng vỗ tay trầm chậm, chậm, tiếng vỗ tay này đầy tính khiêu khích và khích bác, cách thể hiện cảm xúc của con người thật sự rất phong phú. Trần Biêu chậm chậm quay người lại, nhìn thấy Trương Dương. Mặc dù đây là lần đầu tiên gã gặp Trương Dương, nhưng gã đã nhận ngay ra hắn. Trương Dương nhìn xung quanh căn phòng rộng đến gần 1.000 mét vuông, bên trong có hơn 20 người đàn ông đang tập thể dục rất nhiệt tình. Trương Dương nói, đánh túi cát chán biết mấy, tìm người thật để luyện thì vẫn hay hơn. Trần Biêu cầm chiếc khăn lên, lau mồ hôi trên mặt, ánh mắt nhìn Trương Dương rồi nói, anh là chủ nhiệm Trương đúng không? Tìm tôi có việc gì vậy? Trương Dương nói, không có việc thì chẳng phải đến đây, có lẽ ông biết điều này. Trần Biêu cười nói, tôi là người làm ăn, nếu như tôi nhớ không nhầm, thì tôi chưa từng làm ăn với chủ nhiệm Trương. Trước kia thì không có, giờ thì có rồi. Dương Dũng là thủ hạ của anh đúng không? Trần Biêu lắc đầu nói, không phải, anh ta là một người đồng hương của tôi, tôi đã giúp anh ta giới thiệu một công việc. Trương Dương cười nói, công việc gì vậy? Giết người hay là phóng hỏa? Trần Biêu nói, chủ nhiệm Trương, anh nói chuyện nên chú ý một chút, ở đây là công ty bảo vệ được đăng ký đàng hoàng, tất cả hành động của chúng tôi đều hợp pháp cả. Trương Dương nói, khi tôi dẫn bạn tôi đến trường săn bát kỳ, anh ta đã tự mở chuồng thú giữ của trường săn ra, và thả toàn bộ hơn 50 con sói trong đó ra ngoài. Trần Biêu nói, ồ, không phải chứ, anh ta là một người thật thà mà. Trương Dương nói, anh đã cho anh ta 20.000 tệ, bảo anh ta làm việc này trần biêu nói anh tin là như vậy sao trương dương gật đầu hình như chúng ta còn chưa gặp nhau tại sao tôi phải đi hại một người mình không quen chứ đây là điều tôi đang muốn hỏi anh đây trần biêu cười ha ha nói gọi anh ta đến đây để anh ta đối chất với tôi chủ nhiệm trương anh là người làm lãnh đạo anh sẽ không bị lừa phỉnh dễ dàng như vậy chứ trương dương nói thật không may tôi tin điều đó tin thì cũng đã làm sao Trương Dương nói, tôi sẽ ép anh phải thừa nhận. Tần Biêu Danh mãnh nhìn Trương Dương nói, anh có khả năng đó không? Trương Dương cười hì hì nói, cứ thử xem. Rồi hắn bước một bước lớn lên phía trước. Trần Biêu lắc đầu, hơn 20 người đàn ông đang ở trong phòng đều bước đến, vây Trương Dương vào giữa. Trương Dương nói, các người tưởng rằng đông là sẽ thắng được sao? Trần Biêu nói, giờ đây anh đi vẫn còn kịp đấy, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Đầu tiên tôi sẽ phòng vệ chính đáng với một người xâm nhập vào, sau đó mới báo cảnh sát. Trương Dương làm một động tác mời. Trần Bưu lùi hai bước về phía sau, cầm cốc trà đặt ở cửa sổ, chậm rãi uống một ngụm. Thấy Trương Dương vẫn đứng ở giữa, không hề biết đi ra ngoài, gã thở dài rồi nói, "Giúp tôi tiến chủ nhiệm Trương đi." Một người đàn ông vạm vỡ thân hình đẹp giơ tay đặt lên vai của Trương Dương, Trương Dương cười nói, "Định xông lên rồi đấy à? Tôi đang đợi đấy." hắn giơ tay bắt lấy tay của người đàn ông đó, xoay người, làm cho người đàn ông ngã dầm xuống đất. Lần này Trương Dương như chọc phải tổ ong, hơn 20 tên đàn ông cùng sông lên, vây lấy Trương Dương ở giữa. Trần Biêu trao trao mày, gã đã từng nghe nói đến khả năng của Trương Dương, có điều gã không hề tin Trương Dương có thể đánh bại vòng công kích của hơn 20 người đàn ông. Những người này đều là bảo vệ được gã lựa chọn cẩn thận, có thể nói rằng đây là tiểu đội tinh nhuệ nhất trong tinh vũ đặc vệ. Trần Biêu xuất thân từ cảnh sát, trước kia còn làm huấn luyện viên đấu võ ở trường cảnh sát Đông Giang, đám người ở trong phòng này đều là do gã huấn luyện theo những tiêu chuẩn nghiêm chỉnh của cảnh sát đặc vụ. Dù là đánh đơn hay đánh hội đồng đều không hề thua kém cảnh sát đặc vụ. Trần Biêu cầm điện thoại lên, nghĩ xem nên gọi 17 trước hay là 110. Trương Dương bị hơn 20 người đàn ông vây ở giữa, từ vị trí của Trần Biêu đã không nhìn thấy hắn đâu nữa. Trương Đại Quan đã hoàn toàn bị ngục trong cơn bão đấm đá của đám này. Đột nhiên trong biển người đó có một ngọn sóng, nói cho chính xác là bóng người của một tên đàn ông. Gã kêu lên thảm thiết rồi bay lên trên trời, tứ chi quăng lung tung, giống như một con vịt cạn không biết bơi bị vứt vào giữa hồ nước vậy. Lưng gã đập mạnh vào trần nhà, sau đó mang theo một miếng gạch lát, giống như mang theo một cái mai rùa vậy, rơi với tốc độ lớn xuống dưới. Nhưng đây chỉ là sự bắt đầu, từng người từng người một bay lên, không ngừng đập vào trên trần nhà, những tiếng rầm 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 vang lên không ngớt. Nếu như nói đây là biển bạo lực do đám bảo vệ hợp thành, thì Trương Đại Quan chính là một con mãnh long đang vùng vẫy ở giữa biển. Hơn 20 người đàn ông, không hề đáng gì so với hắn. Gã vùng lên, trong 3 phút đã đánh bại toàn bộ hơn 20 tên đàn ông này. Tên cuối cùng bay ra, là trượt trên sàn nhà, giống như một quả bóng xì hơi bay về phía Trần Biêu. Trần Biêu nhấc chân chặn cơ thể đó lại gã thật sự đã cảm nhận được sức mạnh truyền đến chân mình chấn động đến độ làm cho khí huyết gã không ngừng run nhìn lại trương dương vẫn đứng ở đó hoàn toàn tự tại quay quay tay dường như những sự việc vừa rồi không liên quan gì đến hắn vậy hắn nhẹ nhàng nói thân thủ như các người thế này sao đi bảo vệ người khác được đúng là nực cười nực cười quá đi trần biêu hét lên tức giận rồi bước lên trước một bước bước qua cơ thể của đệ tử sau đó nhanh chóng tăng tốc nắm nắm đấm lại giống như một cái búa có uy lực thật mạnh vậy, dốc hết sức đánh về phía Trương Dương. Đây chính là quyền phong, Trương Dương cảm thấy được quyền phong của Trần Biêu, nhưng hắn không tránh né, kệ cho Trần Biêu đánh lên người mình, dầm một tiếng vang lên, Trương Đại Quan không hề chuyển động, toàn bộ sức lực đều đánh lên người hắn, nhưng Trương Đại Quan không hề cảm thấy chút đau đớn nào, đây là vì sức của nắm đấm đối phương không thể truyền vào trong cơ thể hắn, sức lực luôn luôn phải có một chỗ để thoát ra, đuôi mắt của Trần Biêu run lên một chút, sức lực mà gã sử dụng càng lớn, thì sự đau khổ mà gã phải chịu càng lớn. Tay phải của gã cảm thấy đau buốt đến xương. Gã nhấc chân đá về phía hạ bộ trương dương. Trương đại quan xoay người, trần bưu đá vào không trung, bóng người của trương dương cũng biến mất trước mắt gã. Âm thanh của trương dương vang lên đằng sau gã. Chút sức lực này mà cũng dám làm thầy người ta sao? Tay của trần bưu dơ ra, trương dương vẫn không động đậy. Cánh tay của trần bưu đập vào vai của trương dương, sắc sắc một tiếng tay của Trần Biêu đã bị Trương Dương làm cho chấn động thành gãy ra, gã ôm lấy tay, hự một tiếng rồi lùi về phía sau, đây là vì sợ rằng Trương Dương ra tay, nhưng hai tay của Trương Dương vẫn để ở đằng sau người, từ đầu đến cuối chưa động chạm gì đến một sợi lông của Trần Biêu, hắn nói sao anh lại đánh người vậy? Anh còn từng làm cảnh sát kia mà, đánh người là phạm pháp đấy, anh có biết không? Trương 1113, tính sổ 4 Trần Biêu từ lúc sinh ra đến nay chưa từng gặp đối thủ nào mạnh như vậy, gã đã xuất một quyền hai cước, người ta chưa thèm động thủ gì, thế mà cánh tay của gã đã gãy ra rồi, Trần Biêu đã nhìn nhận rõ sự tình, vũ lực của gã và Trương Dương cách nhau quá xa, nếu như Trương Dương ra tay thì gã còn không biết thê thảm đến mức độ nào nữa. Trương Dương nói, mua chuộc bảo vệ, để cho họ cố ý mở cửa chuồng thú giữ, muốn đám sói đó nuốt gọn chúng tôi, Trần Biêu, lá gan của anh lớn thật anh, anh ngậm máu phun người. Trương Dương cười nói, tôi đã dám đến để tìm anh, thì chắc chắn rằng đã nắm trong tay đủ chứng cứ. Trần Biêu bị ánh mắt của hắn ép cho không ngừng lùi về phía sau, sắp sửa đến góc tường, ánh mắt của gã không ngừng nhìn về phía cửa, giống như đang đợi ai đó vậy. Bên ngoài vang lên một âm thanh nghiêm khắc, anh bạn. Thật là hùng hổ quá. Trương Dương dừng bước, hóa ra là Trần Biêu còn có người trợ giúp, người mở công ty bảo vệ, luôn luôn phải có một cao thủ đứng ở đó, có điều âm thanh này Trương Dương cảm thấy khá quen, Trương Dương quay đầu nhìn lại, người vừa bước vào cửa nhìn rõ bộ dạng của hắn, không thể không ối lên một tiếng, rồi kinh hãi nói, chủ nhiệm Trương. Trương Dương cũng không ngờ người vừa đến là Trung Trường Thắng, mặc dù Trung Trường Thắng tên là Trung Trường Thắng, nhưng thực tế không chỉ một lần bị bại dưới tay Trương Dương, gã đã từng đánh lén Trương Dương, nhưng sau đó bị Kiều Lão tức giận đuổi khỏi nhà Kiều ra, có điều Trung Trường Thắng không hề vì vậy mà hận Trương Dương, mà lại còn nhận thức được sai lầm của mình trong đó, nấy năm gần đây gã đều lăn lộn trên xã hội. Ngoài làm ngành bảo tiêu, gã cũng không làm việc gì khác, trước kia gã nhậm chức ở một công ty bảo vệ tại An Dương, sau đó được người giới thiệu đến Đông Giang, Trần Biêu đánh giá cao thân thủ của gã, nên đã bỏ nhiều tiền mời gã đến để làm huấn luyện viên của tinh vũ đặc vệ, trên thực tế cũng chẳng có công việc gì cụ thể, chỉ là để phòng ngừa có người đến gây chuyện mà thôi. Trung trường thắng làm ở tinh vũ đặc vệ chưa đến một tháng, còn chưa giúp trần biêu ra tay lần này không ngờ lần đầu tiên cần gã ra tay lại là gặp đúng phải trương dương trương dương cười hì hì nhìn trung trường thắng gật đầu nói trung sư phụ anh vẫn vậy nhỉ trập biêu vừa nghe đã ngớ người ra hóa ra trung trường thắng quen với trương dương xem tình thế này quan hệ của hai người hình như không giống kẻ thù thế này là phiền rồi trung trường thắng nói sao thế này trương dương nói ân thù riêng thôi ấy mà không liên quan gì đến trung sư phụ đâu hắn nói rất khách sáo, có điều ý của mình lại biểu đạt rất rõ ràng, ở đây không có việc của anh, tốt nhất là Trung Trường Thắng nhà anh đừng nhúng tay vào. Trung Trường Thắng đương nhiên hiểu, nếu như người khác có lẽ gã còn hỏi thêm, nhưng giờ đây là Trương Dương gây chuyện, gã chẳng muốn nhúng tay vào làm gì, thực ra gã cũng biết tự lượng sức mình. Gã không hề có đầu óc lớn như vậy, có lên giúp cũng chỉ bị đánh thê thảm mà thôi. Trần Biêu nhìn Trương Dương và Trung Trường Thắng nói chuyện, nhân lúc hắn không chú ý liền giơ chân đá vào hạ bộ của trương dương gã đã thực sự bị trương dương làm cho tức giận dù thế nào đánh chính diện không được thì ta đánh lén đánh đổ ngươi rồi hắng hay đáng tiếc trần biêu đã đánh giá thấp vũ lực của trương dương trương dương quay tay tát một nhát về phía sau thật ra dù có đẻ trần biêu đạp chúng cũng chẳng sao nhưng trương đại quan không muốn quần áo của mình bị bẩn một cái tát nhẹ như vậy nhưng trần biêu trước mặt trương đại quan giống như một búp bê bằng xứ vậy gã lại bị gãy xương một lần nữa, xương đã gãy, Trần Biêu không thể đứng vững được được nữa, ngồi sụp xuống mặt đất, mặt đau đến độ không thể quay lại được. Trương Dương thở dài một hơi rồi nói: này, phẩm chất đạo đức của anh sao lại bại hoại vậy hả? Xem ra anh cũng là một hảo hán, nhưng sao làm toàn chuyện đánh lén người khác vậy? Bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát. Trương Dương nói: anh báo cảnh sát đấy hả? À? Trần Biêu tức giận nhìn Trương Dương, tôi phải tố cáo anh tội sát thương người khác. Trương Dương quay người nói với Trung Trường Thắng, Trung Sư Phụ, tôi đã đánh anh ta chưa? Trung Trường Thắng trả lời thật, tôi không nhìn thấy, đều là anh ấy đánh anh cả. Trung Trường Thắng không phải cố ý vì nịnh nọt Trương Dương mới làm vậy, đây đều là sự thật. Nhưng với Trần Biêu, hành động của Trung Trường Thắng là một sự phản bội, gã nghiến răng nghiến lợi nói, đúng là cái đồ lừa thầy phản bạn, từ hôm nay, mẹ kiếp, anh không phải là người làm của tôi nữa. Trung trường thắng nghe thấy lời này liền cảm thấy thoải mái hẳn lên, vừa rồi chút áy náy với Trần Biêu cũng tan biến mất, gã bước đến, dương tay tát cho Trần Biêu một cái, mặc dù tôi là nhân công của anh, mẹ kiếp, nhưng anh cũng phải nói chuyện tử tế chút với tôi. Con người đều có lòng tự trọng, bản tính của Trung trường thắng vốn đã khá ngạo mạn, ở cùng kiều lão nhiều năm như vậy, gã thật sự không coi trọng những người bình thường, chỉ là đã từng chịu nhục bởi Trương Dương, mấy năm gần đây gã mới trở nên khiêm nhường, nhưng gã vẫn không thể chịu nổi việc loại người như thế này hung hăng ngạo mạn với gã. Thấy cảnh tượng trước mắt, Trương Dương thầm vui trong lòng, hắn nói với Trần Biêu, tôi không có thù hằn gì với anh, anh dù là một con chó dại, cũng không thể đột nhiên xông ra cắn tôi, sự việc ở trường săn bắt kỳ, anh nhất định phải nói rõ ràng cho tôi, tôi cho anh thời gian một ngày để suy nghĩ, nếu như không cho tôi một đáp án tôi cảm thấy hài lòng, thì chân phải của anh coi như tàn phế rồi, còn nữa, phí tổn hại tinh thần của bốn người, tôi không đòi nhiều, mỗi người 500 nghìn, tổng cộng là 2 triệu tệ. Còn về cái công ty tinh vũ đặc vệ này của anh, từ ngày hôm nay phải đóng cửa cho tôi. Trần Biêu tức giận nói, anh tưởng anh là ai hả? Trương Dương nhìn hắn, bất mãn nói, nhìn cho rõ, và cũng nhớ cho kỹ, tôi là Trương Dương. Cục trưởng Cục Ông An khu Tây Thành Hoác Vân Trung Đích Thân dẫn đội đến, gã và Trần Biêu trước kia từng là đồng nghiệp, có thể coi rằng là huynh đệ, vì vậy khi nhận được cuộc điện thoại báo cảnh sát của tinh vũ đặc vệ ngay lập tức đã dẫn đội đến hiện trường nhưng khi gã nhận ra người gây sự là trương dương ngay lập tức liền biết rằng việc này phiền phức rồi nhìn đám người nằm vạ vật ở trên sàn thấy trần biêu mặt đau khổ hoác vân trung kinh ngạc nhìn trương dương và cũng đồng thời cảm thấy ngán ngẩm gã thật sự không hiểu tại sao bạn của gã trần biêu lại gây sự vào trương dương thế này hoác vân trung nói với trương dương chủ nhiệm trương thế này là thế nào Trương Dương chỉ vào Trần Biêu rồi nói, anh hỏi anh ta. Một viên cảnh sát tiến đến xem vết thương của Trần Biêu, rồi đến bên cạnh Hoác Vân Trung nói, cục trưởng Hoác, tay chân của anh ta đều gãy cả rồi. Hoác Vân Trung thầm ngớ người, năng lực đánh võ của Trần Biêu gã biết rất rõ, hơn 20 thủ hạ dưới tay Trần Biêu đây đều là cao thủ cả, nhiều người như vậy mà không thể trở thành đối thủ của Trương Dương, bị đánh đến độ thảm thương thế này, thật là không thể ngờ được, nhưng gã ngay lập tức đã nghĩ đến việc. Trương Dương dù là có năng lực đến mấy trang nữa cũng không thể nào phạm pháp từ thương tích của Trần Biêu mà nói. Trương Dương đã có nghi ngờ tội cố ý gây thương tích. Nếu thật sự là do hắn làm thì hắn đã gây ra một phiền toái lớn. Hoắc Vân chung một mặt bảo người gọi xe cứu thương, một mặt giả bộ thân thiết nói với Trương Dương, Chủ nhiệm Trương, rốt cuộc là có chuyện gì? Trương Dương nói tôi lên lầu tìm Trương Dương hỏi chút chuyện. Họ chẳng thèm phân đúng phân sai đã xông lên bao vây tôi. Nếu như tôi không đánh trả lại thì nhất định bị họ đánh chết rồi, vì vậy tôi đã phòng vệ một cách chính đáng, đánh ngã những người này. Hoác Vân Trung thầm cười lạnh lùng, phòng vệ chính đáng ư. Anh đúng là biết tự rát vàng vào mặt mình, có điều Hoác Vân Trung không thể nào đắc tội tên này được, ngữ khí của gã từ đầu đến cuối vẫn rất ôn hòa, trần biêu sao vậy. Trương Dương nói, anh ta đánh tôi như chó dại vậy, kết quả đã thành thế này. Anh đã đánh trả sao? Trương Đại Quan lắc đầu, tôi còn chưa động đến anh ta, nếu như tôi đánh trả thì anh ta còn không giữ được tính mạng đâu gã cười hì hì với trần biêu trần biêu tôi đã đánh anh chưa trần biêu tức giận nói chính là anh đã đánh tôi trung trường thắng ở một bên nói tôi có thể làm chứng chủ nhiệm trương còn chưa động tay là tự bản thân anh ta đã làm chấn động gãy tay của mình trung trường thắng không cho rằng hành vi của mình là phản bạn gã đã hiểu rằng thời khắc quan trọng cần phải đứng ở bên kẻ mạnh càng huống hồ gã và Trần Biêu vốn dĩ chẳng có chút giao tình nào, loại quan hệ bằng hữu xây dựng trên nền tảng tiền bạc thường không đáng tin cậy. Hoác Vân Trung nói, chủ nhiệm Trương, phiền anh đi theo chúng tôi về phân cục để ghi chép. Trương Đại Quan cười điềm đạm, tôi không có thời gian, tí tôi phải đi uống trà với thính trưởng Vinh rồi, hay là anh đi cùng với tôi? Hoác Vân Trung nghe thấy Trương Dương mang phó thính trưởng thính công an Vinh bằng phi ra để dọa gã, ngay lập tức không nói được gì nữa, gã gật đầu nói, vậy thì chủ nhiệm trương giữ điện thoại nhé, tôi sẽ liên lạc với anh bất cứ lúc nào. trương dương nói, tôi đợi anh. gã gật đầu với trung trường thắng, hai người cùng rời đi. Hoác vân trung nói, người đó phải ở lại. trương dương nói, anh ta không liên quan gì đến chuyện này, anh muốn tìm anh ấy, thì tìm tôi trước. Hoác vân trung đã bị khí thế của trương dương hoàn toàn chấn áp, gã không biết nói gì mới được, mắt trừng trừng nhìn hai người bước ra khỏi cửa. Chương 1114, cộng 814, biện pháp bổ cứu 1. Trương Dương không hề lừa Hoắc Vân Trung, hắn thật sự đã hẹn cùng nhau uống trà trưa với Vinh Bằng Phi, sau khi rời khỏi tinh võ đặc vệ, Trương Dương cười nói với Trung Trường Thắng, cảm ơn. Trung Trường Thắng cười nói, tôi chỉ nói ra tình huống thực tế mà mình nhìn thấy, có gì mà phải cảm ơn. Trương Dương nói, hại anh mất công tác, thật sự là ngại quá. Trung Trường Thắng nói, không sao cả, dù sao đến đâu cũng làm vậy. Tôi đi trước đây, phía cảnh sát nếu cần làm chứng, anh cứ tùy thời liên lạc với tôi. Trung Trường Thắng đưa danh thiếp của mình cho Trương Dương, bên trên có số điện thoại của hắn. Trương Dương nhận lấy rồi cáo từ Trung Trường Thắng. Vinh Bằng Phi và Khương Lượng cùng nhau ở Trà Lâu Minh Tâm chờ Trương Dương. Hai người không hề biết rằng Trương Dương trước khi gặp mặt bọn họ đã chạy đến tinh võ đặc rồi đánh nhau một trận, khiến cho phân cục công an nội thành phía tây gà bay chó sủa trương dương vào phòng áy náy cười nói ngại quá tôi tới muộn nói anh mời chúng tôi uống trà bản thân lại tới muộn có phải nên phạt hay không trương dương nói nên phạt hay là tối nay tôi mời các anh uống rượu vinh bằng phi nói chúng tôi không có nhiều thời gian tiếp cậu vậy đâu gần đây công tác thật sự rất bận nếu không phải là thằng nhóc cậu khóc lóc mời chúng tôi đi uống trà chúng tôi cũng chẳng rảnh mà bận tâm tới cậu trương dương bật cười ha ha hắn cầm chén trà trước mặt lên uống mấy ngụm thở hắt ra nói đã lâu rồi không ra tay vừa động một chút mà thân thể không ngờ có chút mệt mỏi vinh bằng phi và khương lượng kinh ngạc nhìn nhau trong lời nói của thằng ôn này rõ ràng đang ám chỉ gì đó vinh bằng phi nói thằng ôn cậu lại tới chỗ nào gây sự à trương dương nói thính trưởng vinh mời chúng ta có thể đừng từ trên cao nhìn xuống như vậy không tôi đề nghị chút ý kiến cho ngài nhé từ lúc ngài làm thính trưởng kiểu cách nhà quan càng lúc càng lớn đó. Khương Lượng không nhịn được cười, Vinh Bằng Phi cũng dở khóc dở cười, cậu đừng có đánh chống lại với tôi, nói đi, lại làm gì rồi. Dương chậm rãi đặt chén trà xuống, khiêu khích tinh võ đặc vệ. Khương Lượng vừa tới Đông Giang không hề biết rằng tinh võ đặc vệ là dạng tổ chức gì, nhưng Vinh Bằng Phi vừa nghe vậy liền giật mình tinh võ đặc vệ của Trần Biêu. Hắn sao lại đắc tội với cậu? Trương Dương nói, ngài đừng vội, thằng cha đó không ngờ từ đội ngũ công an của các anh ra đúng là một tên bại hoại ông nghe tôi nói hết đã trương đại quan nhân lúc này mới đem chuyện phát sinh ở khu vực săn bắn bát kỳ ra kể lại một lượt từ đầu chí cuối vinh bằng phi nghe xong liền biến sắc tuy rằng xong chuyện mới biết nhưng trong lòng vẫn không khỏi thoát mồ hôi lạnh phải biết rằng đám người mà trương dương dẫn tới toàn là con cháu của cán bộ cao cấp nếu bất kỳ ai trong bọn họ xảy ra chuyện chỉ sợ trách nhiệm sẽ truy cứu đến thính của bọn họ phải có người đứng ra gánh vác trách nhiệm, không khéo người đó chính là y. Vinh bằng phi sắc mặt ngưng trọng nói, cậu sao giờ mới nói với tôi? Trương Dương nói, một là đám khách của tôi không muốn truy cứu, thứ hai chuyện này tôi không có chứng cớ, tên Dương Dũng bị bắt khai trần bưu ra, chọc cho tôi tức giận, cho nên tôi mới giết tới tinh võ đặc vệ. Khương Lượng nhắc nhở Trương Dương, anh nếu ra tay quá nặng, cẩn thận sẽ vi phạm pháp luật đó. Trương Dương nói, tôi có chừng mực mà, người bị thương nặng nhất là Trần Biêu, tôi không đánh hắn, là hắn công kích tôi, tôi chỉ nhân cơ hội trấn gãy cánh tay hắn, thằng ôn này chắc giờ đang nằm rên rỉ trong bệnh viện. Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Trương Dương, Vinh bằng phi thức mà không có chỗ chút, y nhíu mày nói, cậu và Trần Biêu không cừu không oán, hắn vì sao muốn hại cậu. Trương Dương nói, chuyện này tôi cũng không nghĩ ra, tôi căn bản là không biết hắn, hắn lại coi tôi là kẻ thù không đội trời chung, bỏ tiền ra mua chuộc nhân viên quản lý của khu vực săn bắn mãnh thú bát kỳ, thả ra hơn 50 con sói dữ, muốn chúng cắn chết tôi, thù này lớn cỡ nào chứ, tôi chắc gã không biết thân phận của đám bằng hữu của tôi, những người đó chắc là bị tôi làm liên lụy. Khương Lượng nói, về sau ở chung với cậu phải cẩn thận một chút, không biết lúc nào thì bị thằng ôn cậu làm liên lụy. Vinh bằng phi vẻ mặt vẫn rát khẩn trương, trương dương, chuyện này phải hỏi cho rõ, Trương Dương nói, Trần Biêu ở trong ngành công an của các anh cũng có chút quan hệ, tôi có thể nhìn ra được, tôi hôm nay đánh hắn, chỉ sợ có thể sẽ gặp một chút phiền phức, cho nên đành phiền lão nhân ra ngài xử lý một chút. Vinh Bằng Phi nói, trước đó cậu không tìm tôi, gây hỏa rồi lại mới nghĩ tới tôi. Trương Dương nói, ai bảo tôi coi ông là bạn hiền. Vinh Cục, tôi đã cân nhắc rồi, lần này người muốn hại tôi, cùng với lần trước ở lão quân giao là cùng bọn, nếu thật sự có quan hệ. Vụ án của các ông không phải là có hy vọng ư?" Vinh bằng phi nói, "Thằng Ôn cậu muốn cuốn tôi vào, tự mình gây phiền phức, lại muốn người khác chùi đít cho." Trương Dương nói, "Ngài nếu ngại phiền toái, tôi sẽ trực tiếp thương lượng với bí thư Kiều, nếu bí thư Kiều biết đám con ông cháu cha này gặp nguy hiểm ở đất Bình Hải, khẳng định sẽ tức giận, ông ta một khi tức giận thì sẽ truy cứu, người đầu tiên tìm tới khẳng định là thính công an của các ông, thế chẳng phải vòng một vòng rồi vẫn rơi vào đầu các ông ư?" Vinh Bằng Phi nói, uy hiếp tôi à, thằng nhóc cậu có gan nhỉ. Trương Dương cười nói, cái này không phải bởi vì tôi có quan hệ thân thiết với ông ư. Cũng chính là thính trưởng Vinh Bình Dị gần gũi, không có kiểu cách nhà quan, đổi thành người khác, tôi thực sự chẳng buồn nói đâu. Vinh Bằng Phi nói, cậu đừng có lời tâm bốc tôi, vừa rồi là ai nói tôi kiểu cách nhà quan càng lúc càng lớn. Khương Lượng nói, vấn đề vẫn là ở trên người Trần Biêu, nếu chân tướng đúng như cậu nói, hắn và anh không quen nhau, không oán không thù, vậy thì hắn nhất định là bị ai đó sai khiến, tra xét tinh võ đặc của hắn đi, từ quan hệ nghiệp vụ và phía tài vụ thu chi có lẽ có thể tìm được sơ hở. Vinh bằng phi gật đầu, lát nữa tôi sẽ sai người đi làm. Cánh tay bị chấn gấy của Trần Biêu có thể phẫu thuật phục vị, nhưng chỗ chật khớp ở đùi phải thì lại khiến bác sĩ thúc thủ vô sách, chỉnh lại xương đùi và gân màng giống như tách dây leo quấn vào nhau vậy. Phương pháp phục vị căn bản là không thể, trừ phi phẫu thuật phục vị, nhưng cho dù phẫu thuật phục vị thì cũng không nắm chắc, vị trí chật khớp thật sự là quá kỳ quái. Bác sĩ phòng bệnh tiêu thuốc tê cho Trần Biêu đỡ đau, đáng tiếc căn bản không có tác dụng, Trần Biêu cũng được coi là người rắn giỏi, nhưng cơn đau vẫn dày vò hắn chết đi sống lại, nhập viện không lâu, lão sư của hắn nghe tin tới thăm hắn. Lão sư bác kích tự do của Trần Biêu là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của Bình Hải, chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh Bình Hải Cư Thánh Minh, Cử Thánh Minh nhìn thấy đồ đệ bị người ta chơi cho thành thế này, tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình, nhưng vừa nghe là Trương Dương thì y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân. Sự lợi hại của Trương Dương y cũng đã lĩnh giáo qua, Cử Thánh Minh cân nhắc một chút, vẫn gọi điện thoại cho Trương Dương, y là lãnh đạo cũ của Trương Dương, y cho rằng mình ra mặt, Trương Dương chắc sẽ nể mặt. Trương Dương cũng không ngờ Cử Thánh Minh là lão sư của Trần Biêu, đối với vị lãnh đạo cũ này Trương Dương vẫn biểu hiện ra sự tôn kính, con người của Cử Thánh Minh không tồi, trước đây khi Trương Dương ở Nam Tích đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, Cử Thánh Minh đối với hắn cũng rất chiếu cố. Trương Dương hỏi rõ Trần Bưu hiện tại đang ở bệnh viện Trung Y tỉnh, bảo Cử Thánh Minh rằng mình lập tức sẽ tới. Cử nhân gặp lại là đỏ mắt, Trần Bưu nhìn thấy Trương Dương bước vào phòng bệnh, răng cắn chặt vào nhau như sắp vỡ ra, không chỉ hận mà còn bởi vì đau. Cử Thánh Minh đau lòng nhìn đồ đệ, nghĩ thầm Trương Dương cậu quá độc ác rồi bẻ gãy một cánh tay của Trần Bưu thì cũng thôi đi, lại còn dày vò hắn đến vậy. Sau khi Trương Dương vào cửa, thản nhiên nhìn nhìn Trần Bưu, sau đó cười nói với cử thánh minh, chủ nhiệm cử, ngài vẫn chưa đi à? Cử thánh minh nói, cậu không đến tôi sao đi được? Y nhìn nhìn Trần Bưu, thầm thở dài, nói khẽ tiểu Trương, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Trương Dương nói, không cần ra ngoài, những người khác ra ngoài, chúng ta nói chuyện trước mặt Trần Bưu trong phòng bệnh chỉ còn lại có ba người bọn họ, Cử Thánh Minh nói, Trương Dương, cậu và Trần Biêu rốt cuộc có hiểu lầm gì? Cử Thánh Minh vẫn tính là khách khí, nếu không phải quan hệ của Y và Trương Dương vẫn luôn không tồi, nếu không phải Y hiểu rõ về thực lực của Trương Dương, Y tuyệt đối không nhịn được, đồ đệ bị người ta đánh thành bộ dạng này, người làm lão sư sao có thể không tức giận được. Trương Dương nói, Trần Biêu, tôi không đánh anh, có điều tôi thực sự không biết anh là đồ đệ của chủ nhiệm cư, nếu tôi biết, tôi sẽ để chủ nhiệm cư tự mình thanh lý môn hộ. Lời này của hắn tuy rằng là nói với Trần Biêu, nhưng thực tế là nói cho cử thánh minh nghe. Cử thánh minh sao có thể không hiểu, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lần này thật sự là Trần Biêu làm sai? Cử thánh minh nói khẽ, rốt cuộc là thế nào? Trần Biêu hiện tại đã đau không nói lên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt hận thấu xương đáp lại Trương Dương, nếu ánh mắt của hắn là dao, Trương Dương lúc này sớm đã bị đâm nát bấy rồi chương 1115, cộng 814, biện pháp bổ cứu 2. Trương Dương nói, đệ tử tốt của ông hay lắm, hắn bỏ ra hai vạn đồng, nhân lúc chúng tôi săn thú ở khu vực săn bắn bắt kỳ, thả mãnh thú của khu vực săn bắn ra, muốn để sói dư ăn thịt chúng tôi, Trần Biêu, tôi cũng không biết đã đắc tội với anh ở chỗ nào, mà anh lại hận tôi như vậy. Cử Thánh Minh nghe vậy liền nghĩ, lần này xong rồi, với sự hiểu biết của y về Trương Dương, Trương Dương chắc không phải là một người hay nói dối, nhưng Trần Biêu là một trong những đệ tử đắc ý nhất của y, bình thường đối với y cũng vô cùng tôn kính, Cử Thánh Minh cũng coi Trần Biêu như con trai, Cử Thánh Minh nói Trần Biêu, nói chuyện với cậu đó, cậu rốt cuộc có làm hay không? Trần Biêu cố nén đau đớn, nhưng hắn vẫn không nói ra được chữ nào, Trương Dương thở dài, chủ nhiệm cư, tài đánh lén sau lưng của hắn rất lợi hại, là ông dạy hắn à? Cử Thánh Minh mặt đỏ bừng, không ngờ Trần Bưu lại kém cỏi như vậy, ngay cả chuyện đánh lén sau lưng cũng làm được y trợn mắt lườm trần biêu một cái trần biêu có chút chột giả cúi đầu xuống trương dương đi tới trước mặt trần biêu điểm một cái lên người hắn trần biêu lập tức cảm thấy trên người nhẹ đi cơn đau trong nháy mắt cũng đỡ đi nhiều trương đại quan nhân cũng không phải là muốn thả hắn mà là cho hắn một cơ hội nói chuyện trần biêu nghiến răng nghiến lợi nói tôi căn bản là không biết anh anh chạy đến công ty của tôi đánh người ỉ vào mình có chút bối cảnh quan hệ thì muốn làm gì thì làm ư hắn nói rất rõng rạc giống như chuyện lần này đều là trách nhiệm của trương dương vậy trương dương nói trần biêu chuyện cho tới hiện tại mà anh vẫn còn dở trò này à anh có câu nói rất đúng chúng ta không quen nhau anh vì sao lại muốn hại tôi có người ở sau lưng sai khiến anh phải không anh không nói thì tôi cũng có thể điều tra ra muốn hại tôi à anh chưa có bản sự đó đâu vốn tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này nhưng miệng anh đã kín như vậy được chúng ta đấu pháp dương dũng đang ở trong tay tôi chuyện anh cho hắn hai vạn đồng để hắn thả thú giữ ra hắn đã khai rồi đây chính là mưu sát anh từng làm cảnh sát chắc biết hậu quả của chuyện này ở trước mặt chủ nhiệm cừ tôi nói rõ tất cả cho anh biết anh thật thà khai hung thủ phía sau ra nể mặt chủ nhiệm cừ tôi cho anh một con đường sống nếu không anh cứ lê cái đùi phải tàn phế trong mục giam suốt quãng đời còn lại đi dọa tôi à trương dương cười ha ha chấn cho trần nhà vang ong ong anh xứng ư anh có biết mấy người đi săn hôm đó là ai không? Chu Hưng Quốc, Từ Kiến Cơ, Tiết Vĩ Đồng, anh nếu có chút đầu óc thì có thể đi nghe ngóng xem, nếu bất kỳ ai trong số họ xảy ra chuyện không may, Trần Biêu Anh có 100 cái mạng cũng không đủ mà đền đâu. Người khác thì Trần Biêu chưa nghe nói tới, nhưng danh tiếng của Chu Hưng Quốc thì hắn biết, lúc này sắc mặt của hắn đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cử Thánh Minh nhìn thấy vẻ mặt của Trần Biêu lúc này, đã hiểu rõ những gì mà Trương Dương nói là sự thật tức giận nói tức giận nói Trần Biêu cậu nói rõ cho tôi cậu rốt cuộc có làm hay không Trần Biêu nhắm mắt lại trong lòng lúc này hối hận đến cực điểm nếu hắn hiểu Trương Dương hơn một chút nếu hắn hiểu chuyện này hơn tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy Trương Dương nói giả vờ câm niếc à không nói gì ư được lắm chúng ta cứ chờ đó mà xem khi đang nói chuyện thì Vinh Bằng Phi gọi điện thoại tới nói cho hắn một tin tức khá quan trọng tài chính khởi động của tinh võ đặc là kỳ phong cung cấp, kỳ phong của Giang Nam Thực Phủ, người đã phát sinh mâu thuẫn với Trương Dương. Trương Dương buông điện thoại, đã đoán ra 89 phần 10 chân tướng của chuyện này, hắn lạnh lùng nói, Trần Biêu, là kỳ phong bảo anh làm ư. Mặt Trần Biêu xám như cho, không biết nên đáp lại như thế nào. Trương Dương nói, người có nghĩa khí tôi rất thưởng thức, nhưng vì cái gọi là nghĩa khí mà mù quáng ra mặt cho người ta, thậm chí còn bù cả tính mạng của mình vào thì thuần túy là ngu xuẩn. Cử Thánh Minh nói, cậu lên tiếng đi chứ. Trần Biêu cắn cắn môi, giọng nói khàn khàn, tôi lúc trước khi từ cục cảnh sát ra, hắn đã giúp tôi, là hắn cho tôi tiền để mở công ty, tôi nợ hắn nhân tình. Trương Dương nói, lý do này hình như có chút đáng tin, hắn tìm anh để đối phó tôi, muốn thừa dịp tôi đi săn để chế tạo chuyện ngoài ý muốn ư. Trần Biêu nói, Dương Dũng trước đây là đồng hương của tôi, cũng là tôi giới thiệu công tác của khu vực săn bắn bát kỳ cho hắn, tôi và Kỳ Phong cũng thường tới đó săn, hắn đối với chuyện bên trong rất quen thuộc, biết anh dẫn người tới đi săn, hắn tìm tôi bảo tôi tìm Dương Dũng giúp hắn làm chuyện này. Còn cho tôi hai vạn đồng. Cử Thánh Minh nghe đến đây, tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, giờ tay lên tát cho Trần Biêu một cái, y cũng là người luyện võ, một cái tát này đánh cực mạnh, Trần Biêu bị đánh cho miệng mũi phun máu, Cử Thánh Minh chỉ vào Trần Biêu, nói xúc sinh đây chính là chuyện liên quan tới mạng người cậu làm cảnh sát cậu sao có thể hồ đồ như vậy hôn chướng hỗn chướng trần bưu cúi đầu trương dương nói chuyện này nên làm như thế nào thì tôi đã nói với anh rồi đặc tinh võ phải đóng cửa anh sau khi khỏi đông giang đừng để tôi nhìn thấy anh ở đông giang hai chạm vạn tiền bồi thường tổn thần trong vòng ba ngày phải đưa tới chỗ tôi hắn nói xong tiến lên tóm lấy đùi phải của trần biêu vặn một cái theo hình xoắn ốc chỉ nghe thấy rắc một tiếng, Trần Biêu kêu thảm một tiếng, đùi phải bị chật khớp đã được phục vị. Trương Dương gật đầu nói với cử Thánh Minh, chủ nhiệm cư, hiện tại ông đã hiểu rõ tất cả rồi chứ. Giang Nam thực phủ của Kỳ Phong gặp nan đề lớn nhất từ lúc khai trương tới nay, trong một ngày tất cả khách sạn đều gặp phiền toái, nguyên nhân rất đơn giản, những khách sạn này của Kỳ Phong đều kinh doanh thịt thú rừng, trung đoàn trưởng Trân Trung Nguyên của Cục Công an Lâm nghiệp tỉnh Bình Hải, Cục trưởng Cục Công an Lâm nghiệp thành phố Đông Giang từ khuôn tự mình dẫn đội, hợp tác với cảnh sát các cấp của Cục Công an Lâm nghiệp đồng thời xuất hiện ở trong các khách sạn của Giang Nam thực phủ triển khai công tác điều tra. Cục Lâm nghiệp khi tiến hành thanh tra phòng lạnh của khách sạn phát hiện, trong phòng lạnh có 5 con chim nhạn, hơn 50 con gà rừng, 80 con vịt rừng, hơn 200 con cò, 9 túi thịt lợn rừng. Hơn nữa trải qua điều tra phát hiện, Giang Nam thực phủ chỉ có giấy phép thức ăn chăn nuôi chứ không có giấy phép kinh doanh động vật hoang dã. Cục lâm nghiệp liền tiến hành kiểm kê tịch thu chốc thịt thú rừng tìm được, ở hiện trường còn có phóng viên của đài truyền hình Bình Hải tiến hành phỏng vấn. Căn cứ vào quy định của quốc gia, không có giấy phép kinh doanh động vật hoang dã chính là kinh doanh phi pháp. Trong giấy phép mà Giang Nam thực phủ cung cấp không giấy phép kinh doanh động vật hoang dã, thuộc lại giấy phép vô hiệu. Kỳ Phong vốn cho rằng chỉ là làm cho có hình thức, nhưng khi hắn nghe nói tới cục công an lâm nghiệp làm thật, lúc này mới hoảng lên. Giang Nam thực phủ ở Đông Giang tổng cộng có 6 nhà ăn, cơ hồ đồng loạt bị Cục Công an Lâm nghiệp điều tra, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà là một hồi hành động đã được chuẩn bị trước. Kỳ Phong khi gặp bất kỳ chuyện gì đầu tiên cũng nghĩ đến đi thương lượng với đại ca. Trong phòng âm nhạc Đông Giang, Kỳ Sơn đang ngồi trong thính phòng, lắng nghe Lâm Tuyết Quyên đang đọc tấu đàn violon trên sân khấu, Kỳ Phong tới sảnh âm nhạc vào lúc diễn xuất đang tiến hành, hắn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh trai, trên thực tế, loại diễn xuất truyền thống này có rất ít người nghe, ban nhạc tỉnh những năm nay thường đều lâm vào tình cảnh này, nếu không phải là kỳ sơn tài trợ hội âm nhạc lần này, bọn họ chỉ sợ ngay cả cơ hội diễn xuất ở sảnh âm nhạc cũng không có. Kỳ Phong nói khẽ anh. Kỳ Sơn giơ tay phải lên, ý bảo Kỳ Phong đừng lên tiếng, y đang lắng nghe rất chuyên chú, ánh mắt sau cái kính thâm thúy và sâu thẳm, tựa hồ đang đắm chìm trong tiếng nhạc. Kỳ Phong nghe ra Lâm Tuyết Quyên đang diễn tấu khúc lương trúc, hắn cũng biết anh trai và Lâm Tuyết Quyên là bạn học trung học, hai người chắc từng có một đoạn tình cảm, có điều bọn họ về sau cuối cùng không thể đi đến với nhau. Lâm Tuyết Quyên được gả cho hình cảnh Hoác Vân Trung của Cục Công an Đông Giang, Hoác Vân Trung cũng là bạn học của bọn họ, hiện giờ đã đảm nhiệm chức Cục trưởng Phân Cục Công an Nội Thành Tây. Kỳ Sơn cũng thành phú thương thủy sản phú giáp một phương, lũng đoạn toàn bộ nghiệp thủy sản của Đông Giang, tướng mạo của Kỳ Sơn và tài phú của Y đã chú định bên cạnh Y không thiếu nữ nhân mấy năm nay nữ nhân bên cạnh y thay đổi như đèn kéo quân, nhưng y Thủy Trung vẫn không tìm được đối tượng để kết hôn. Kỳ Phong biết trong lòng anh trai Thủy Trung vẫn thường nhớ nữ nhân tên là Lâm Tuyết Quyên này, Kỳ Phong không cho rằng Lâm Tuyết Quyên xuất sắc đến như vậy, nhưng ánh mắt nhìn cô ta của anh trai thì đầy vẻ ấm áp và nhu tình. Kỳ Sơn nghe rất chuyên chú, Kỳ Phong không dám quấy rầy y, cho đến lúc diễn xuất của Lâm Tuyết Quyên kết thúc, khi vỗ tay, Kỳ Phong mới thấp giọng kể lại chuyện bị cảnh sát kê biên tài sản cho y. Kỳ Sơn không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn thưởng thức diễn xuất, giống như Giang Nam thực phủ bị kê biên tài sản không có bất kỳ quan hệ nào với y vậy, Kỳ Phong chỉ có thể nhẫn nhịn, xem xong toàn bộ diễn xuất với anh trai. chương 1116, cộng 814, biện pháp bổ cứu 3. Sau khi diễn xuất chấm dứt, hắn lại cùng Kỳ Sơn tới phía sau sân khấu tặng hoa cho Lâm Tuyết Quyên. Lâm Tuyết Quyên tuy rằng là nữ nhân xinh đẹp, nhưng sự trang điểm tinh xảo của cô ta vẫn không thể hoàn toàn che giấu được dấu vết mà năm tháng hằn lại trên mặt. Nhìn thấy Kỳ Sơn tự mình đem lãng hoa tới, cô ta không khỏi cười cười lắc đầu. Kỳ Sơn, anh long trọng như vậy để làm gì? Anh đã là cho chúng tôi rất nhiều rồi, không có anh, chúng tôi không có cơ hội diễn xuất lần này. Kỳ Sơn mỉm cười nói, tôi thích âm nhạc giao hưởng, tôi tài trợ cho các cô diễn xuất là để các cô mang tới sự hưởng thụ cho chúng tôi, tịnh hóa tâm linh của tôi, kể ra khoản làm ăn này tôi kiếm lời lâm tuyết quyên cười nói kỳ sơn à anh vẫn khôn khéo như vậy kỳ phong ở bên cạnh ngắt lời thật ra anh tôi muốn nghe chị quyên đánh đàn nhất kỳ sơn chừng mắt lườm hắn một cái tim lâm tuyết quyên rối loạn tiết tấu nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh cô ta đương nhiên biết kỳ sơn tài trợ cho diễn suốt lần này tất cả đều là vì nể mặt cô ta cô ta từng một đoạn tình cảm với kỳ sơn đáng tiếc năm đó không thể chịu được áp lực của gia đình cuối cùng hai người ai đi đường ấy thời gian trôi qua lâu như vậy Lâm Tuyết Quyên sớm đã nhận vận mệnh của mình. Cô ta mỉm cười nói: Tôi và anh cậu là bạn học cũ. Anh ấy muốn nghe thì tôi tùy thời có thể biểu diễn cho anh ấy. Phía sau vang lên một thanh âm. Kỳ Sơn muốn nghe tới nhà của tôi nghe đi, không cần bỏ nhiều tiền chạy tới thính âm nhạc như vậy đâu. Chồng của Lâm Tuyết Quyên, Hoắc Vân Trung đã đến. Kỳ Sơn cười ha ha nói: Vân Trung đúng là cảnh sát có khác, suốt quỷ nhập thần quá. Hoắc Vân Trung nhìn nhìn bó hoa tươi trong tay Lâm Tuyết Quyên bó hoa hồng trong tay mình lộ ra vẻ keo kiệt, vẻ mặt cũng bất giác có chút xấu hổ. Lâm Tuyết Quyên nhạy bén phát giác ra biến hóa của y, vội vàng vươn tay ra tiếp lấy bó hoa hồng đó tặng cho em à. Thơm quá. Hoác Vân Trung tràn ngập cảnh giác nhìn Kỳ Sơn, cảm ơn anh đã tới cổ vũ. Kỳ Sơn cười cười, không làm phiền hai vợ chồng anh nữa, chúng tôi đi trước. Lâm Tuyết Quyên có chút áy náy nhìn nhìn Kỳ Sơn, vốn cô ta đã đáp ứng sau khi diễn xuất sẽ cùng nhau đi ăn khuya với Kỳ Sơn, nhưng sự xuất hiện của chồng khiến chuyện này hoàn toàn bị nhỡ cô ta đáp ứng đi ăn cùng với kỳ sơn cũng không phải là có ý gì với hắn mà là chỉ muốn bày tỏ lòng cảm ơn Hoặc vân trung phát hiện vợ vẫn nhìn theo kỳ sơn không khỏi ho khan một tiếng bó hoa to quá nhỉ chắc mất nhiều tiền lắm lâm tuyết quyên không nói gì đưa bó đó cho đồng sự bên cạnh tiểu linh tặng cho cô này cô ta không muốn bởi vì một bó hoa mà khiến chồng mất vui kỳ sơn ra khỏi thính âm nhạc bước nhanh tới bãi đỗ xe kỳ phong đuổi theo y tức giận bất bình nói anh anh phí tiền mua hoa làm cái gì cô ta đã kết hôn rồi anh kỳ sơn dừng chân xoay người lạnh lùng nhìn em trai kỳ phong sợ đến nỗi nuốt trở vào nửa câu sau kỳ sơn bước nhanh hơn hai anh em trước sau tiến vào chiếc xe màu đen kỳ phong nói anh giang nam thực phủ bị lâm nghiệp tra xét kỳ sơn hừ lạnh một tiếng nói về nhà rồi nói sau trở lại biệt thự xa hoa bích tiêu sơn trang của kỳ sơn thư ký kiêm tình nhân dương tử yến của kỳ sơn ra đón nhìn thấy sắc mặt của kỳ sơn không tốt vội vàng săn sóc giúp hắn cởi áo gió kỳ sơn lẳng lặng đi vào thư phòng kỳ phong bĩu môi với dương tử yến dương tử yến nhỏ giọng dặn dò hắn tâm tình của anh cậu không tốt cậu đừng chọc anh ấy kỳ phong nói có phải tôi chọc đâu hắn đi theo kỳ sơn vào thư phòng đóng cửa phòng lại kỳ sơn đã ngồi xuống bàn làm việc hai tay đặt dưới cằm hai mắt lạnh lùng nhìn kỳ phong kỳ phong bị y nhìn cho cả người ngứa dâm ran có chút chột dạ nói anh anh đừng nhìn em như vậy em sợ lắm kỳ sơn nói cục lâm nghiệp vì sao cha mày nói em bị tình nghi kinh doanh động vật hoang dã trái pháp luật thật ra quán thịt thú rừng của nhà ai mà không làm trái pháp luật chứ kỳ sơn lắc đầu tựa vào ghế ngồi mày đừng có giả ngu với tao mày biết tao không hỏi chuyện này anh anh có ý gì kỳ sơn nói lão cắt bỏ chạy phi hỉ bị bắt tao đã nói gì với mày tao bảo mày nằm yên tĩnh một đoạn thời gian mày có nghe lời tao nói hay không kỳ phong nói anh lý thành đã chết lão cắt đi rồi phi hỉ và niên vân phượng căn bản không biết nội tình manh mối đã đứt ở giữa mày vì sao còn gây chuyện mày nghĩ chúng ta còn chưa đủ phiền toái ư giọng nói của kỳ sơn đột nhiên trở nên nghiêm khắc kỳ phong nói anh kế hoạch của em rất chu hơn 50 con sói dữ, hắn cho dù có lợi hại hơn nữa, cũng không có lý nào sống sót được trong bầy sói. Nhưng hắn còn sống, kỳ sơn giận dữ hết. Kỳ phong đầy chán nản, nói em thật sự cũng không ngờ, mạng của hắn vì sao lại lớn như vậy. Kỳ sơn nói, mày biết những người tới khu vực săn bắn bát kỳ hôm đó là ai không? Kỳ phong lắc đầu. Kỳ sơn nói, trừ tên họ trương gia, mấy người khác tất cả đều là thái tử gia đến từ kinh thành, vì tiện sau lưng người nào trong bọn họ đều có một vị nhân vật phong vân trong đương kim chính đàn mày chưa tìm hiểu tình huống đã dám xuống tay mù quáng mày nên cảm thấy may mắn may mắn vì đám người này không sao nếu bất kỳ ai trong đó gặp bất chắc chỉ sợ toàn bộ đông giang không thậm chí là cả bình hải đều sẽ bị lật tung kỳ phong sắc mặt thay đổi anh chúng ta nên làm gì bây giờ kỳ sơn nói chuyện đã tới nước này thì còn có thể làm gì nữa tên trương dương đó mày đắc tội với hắn hắn tuyệt đối sẽ không coi như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc dù hắn tới hiện tại vẫn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng hắn sẽ khiến chúng ta khó sống yên. Kỳ Phong nói, anh là nói, chuyện Giang Nam thực phủ hắn ở sau lưng ra ư. Trần Biêu bị hắn đả thương phải vào bệnh viện, giữa mày và Trần Biêu rốt cuộc là có chuyện gì thì tao không biết, từ tình huống hiện tại cho thấy Trần Biêu đã khai mày ra rồi. Kỳ Phong nói, tên vương bát đản này, thật sự là không có nghĩa khí đừng trách người khác không có nghĩa khí muốn trách thì trách chính mày không có đầu óc anh điều không nên làm cũng chót làm mất rồi hiện tại làm sao bây giờ kỳ sơn nói chuyện của giang nam thực phủ trước tiên cứ để đó đừng nóng lòng giải quyết kỳ phong có chút nóng này nhưng khách sạn bị ngừng kinh doanh để chỉnh đốn em sẽ tổn thất rất nhiều tiền chút tiền này thì có tính là gì hiện tại mày đang bị trương dương theo dõi hắn nhất định phải chút cục tức này mày để hắn chiếm chút thượng phong thì có sao? Kỳ Sơn nói, hắn liệu có tìm em nữa không? Khẳng định là có, hắn 89 phần 10 sẽ tính chuyện khu vực săn bắn lên đầu mày. Vậy em phải làm sao bây giờ? Kỳ Sơn nói, xã hội của chúng ta là xã hội pháp trị, hắn không có bất kỳ chứng cứ gì, cho dù Trần Biêu khai mày ra thì sao chứ? Kỳ Phong nói, nhưng... Mày sợ à, mày hiện tại biết sợ rồi ư? Em sợ gì chứ, Cùng lắm thì đồng quy vô tận với hắn. Kỳ Sơn tức giận nói, khốn nạn, mày có đầu óc không? Tao trước giờ luôn nói với mày, mục đích của hai anh em chúng ta là gì? Là cầu tài, không phải là đi kết thù với người khác, không phải đi tranh cường đấu ngoan với người khác. Nhưng mày thì làm ngược lại, coi lời nói của tao là gió thoảng bên tai, biết rõ Trương Dương không dễ chọc, lại cứ khăng khăng đi chọc hắn. Kỳ Phong nói, mạng hắn lớn thật, em không ngờ mạng hắn lớn như vậy kỳ sơn nói từ hôm nay trở đi mày thành thành thật thật ở nhà đừng đi đâu cả kỳ phong nói em còn tưởng rằng anh muốn em tránh đi sớm muộn gì mày cũng phải đi nhưng hiện tại chưa phải là lúc mày nếu đi rồi chẳng khác nào thừa nhận tất cả chuyện đều là mày làm kỳ phong nói anh anh vì sao sợ hắn như vậy hắn chỉ có chút bối cảnh thôi có gì đáng sợ chứ em quen mất tên sát thủ lợi hại không bằng Kỳ Sơn tức giận nói, những gì tao nói với mày nãy giờ đều là vô ích hết à. Tao muốn mày dừng tất cả những hành động nhắm vào hắn, bởi vì chuyện mà mày làm, hiện tại cảnh sát đã chú ý tới mày rồi, mày mang tới cho công ty nguy hiểm rất lớn, mày có hiểu hay không? Kỳ Phong nói, anh cho rằng chúng ta dừng hành động thì hắn có thể từ bỏ ý đồ ư. Kỳ Sơn nói, hắn không có chứng cứ, không có bất kỳ chứng cứ nào cả. Trương Dương không ngờ Kỳ Sơn lại chủ động tới gặp mình, Kỳ Sơn vẫn là bộ dạng hào hoa phong nhã đó, dưới sự dẫn đường của Phó Trường Trinh đi vào trong văn phòng, cười nói chủ nhiệm Trương, điều kiện làm việc gian khổ quá. Trương Dương gật đầu với Kỳ Sơn, đoán rằng Kỳ Sơn lần này đến có 89 phần 10 là vì em trai y, lạnh lùng cười nói kỳ đại lão bản hôm nay sao rảnh vậy. Vô sự không lên tam bảo điện. Trương Dương chỉ chỉ vào sofa đối diện, Kỳ Sơn ngồi xuống, Trương Dương bảo Phó Trường Trinh đi pha trà cho khác. Tuy rằng Trương Dương đối với hai anh em Kỳ ra không có hào cảm lắm, nhưng lịch sự tất yếu thì vẫn phải có. Kỳ Sơn từ trong tay phó trưởng trinh tiếp lấy chén trà, lịch sự gật đầu nói tiếng cảm ơn. Trương Dương rất nhiều lúc cảm thấy kỳ quái, hai anh em này sao lại khác nhau đến vậy? Kỳ Phong xung động kiêu ngạo, Kỳ Sơn khiêm tốn lịch sự, căn bản không giống như là anh em ruột. Chương 1117, cộng 814, biện pháp bổ cứu 4 Kỳ Sơn nói, chủ nhiệm Trương, tôi hôm nay tới là để nói chuyện về vấn đề di rời khu đất chung quanh nhà máy gia công thịt gia cầm. Trương Dương ngẩn ra, hắn vốn cho rằng Kỳ Sơn tới là vì chuyện em y, nhưng không ngờ y lại nói tới vấn đề di rời. Khu đất gần nhà máy gia công thịt gia cầm là một khối xương khó nhằn, là đất dùng thuộc trong phạm vi quy hoạch của khu nội thành mới. Vấn đề di rời thủy chung không được thống nhất, bộ chỉ huy đối với việc này cũng có chút đau đầu. Trương Dương nghe thấy Kỳ Sơn nhắc tới chuyện này lập tức ý thức được y có thể là có liên quan tới khu đất này ý tứ của kỳ tổng là kỳ sơn cười nói khu đất này là tôi bỏ vốn mua trương dương nói kỳ tổng thật tinh mắt kỳ sơn nói không giấu gì anh lúc trước tôi mua khu đất này là để xây dựng một nhà máy gia công thịt gia cầm hiện đại hóa nhưng không ngờ thị lý chọn xây dựng khu nội thành mới ở đây dựa theo quy hoạch trong khu nội thành mới không cho phép xây dựng nhà xưởng cho nên khu đất này của tôi liền không còn chỗ dùng Trương Dương nói, tôi đã đọc tư liệu về phương diện này, người sở hữu đất tên là Đồng Cương. Hắn là bỏ tên còn tôi bỏ tiền. Anh biết đất, cậu tôi nhậm chức ở Đông Giang, cho nên rất nhiều chuyện tôi không tiện trực tiếp ra mặt. Trương Đại quan nhân ý thức được Kỳ Sơn lần này tới là để bàn điều kiện với mình. Trương Dương nói xem ra Kỳ Tổng lần này chủ động đăng môn là để giải quyết vấn đề di rời khu đất này. Kỳ Sơn nói, tôi nghe nói chủ nhiệm Trương gần đây có chút hiểu lầm với thằng em Kỳ Phong của tôi trương dương nói hiểu lầm giữa chúng tôi rất nhiều anh nói là chuyện nào kỳ sơn nói chuyện của giang nam thực phủ có liên quan với chủ nhiệm trương không trương đại quan nhân không chút giấu giếm gật đầu nói không sai là tôi nói với phía lâm nghiệp kỳ sơn nói thật ra vấn đề kinh doanh thịt thú rừng không chỉ tồn tại ở giang nam thực phủ đa số khách sạn của toàn bộ đông giang đều có vấn đề trương dương cười nói nhưng người khác không đắc tội với tôi Kỳ Phong đắc tội với anh ư, chủ nhiệm trương còn nhớ chuyện đâm xe lúc trước không? Kỳ Sơn rõ ràng đang lảng tránh mâu thuẫn chủ yếu. Trương Dương nói, tôi là người ân oán rõ ràng, có một số việc, tôi nói bỏ là khẳng định sẽ bỏ, nhưng có một số người ngoài mặt thì thành khẩn nói xin lỗi với tôi, nhưng sau lưng lại lén lút dở trò, tôi nếu coi như chưa có chuyện gì xảy ra thì người ta sẽ nhìn tôi như thế nào. Kỳ Sơn nói, lời đồn bên ngoài chắc gì đã đúng. Trương Dương nói, em trai anh mua chuộc bảo vệ của khu vực săn bắn bắt kỳ, khi tôi dẫn bạn tới săn, cố ý thả thú giữ ra, hắn là muốn dồn tôi vào chỗ chết. Kỳ Sơn giả vờ kinh ngạc, không thể nào, Kỳ Phong không thể nào làm ra chuyện như vậy được. Trương Dương cười nói, hắn là em của anh, anh đương nhiên bảo vệ hắn, nhưng tên bảo vệ đã thừa nhận, người sai khiến sau lưng là Trần Biêu của tinh võ đặc vệ, Trần Biêu lại là bị em của anh sai khiến, anh nói món nợ này tôi không tính lên hắn thì tính lên ai. Kỳ Sơn nói, lời Trần Biêu nói chắc gì đã là thật, hắn năm ngoái tới tìm tôi vay tiền, bị tôi cự tuyệt, có thể bởi vì chuyện này mà ghi hận trong lòng, cho nên mới hãm hại em tôi. Trương Dương nói, Kỳ Tổng, anh là người thông minh, rốt cuộc chuyện này có phải là thật hay không thì chúng ta trong lòng biết rõ, anh hôm nay tới đây nói chuyện bồi thường di rời chỉ là cớ mà thôi. Trương Dương nói toạc ra mục đích chân chính của Kỳ Sơn. Kỳ Sơn nói, chủ nhiệm Trương, thứ cho tôi nói thẳng, anh không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh chuyện này chính là Kỳ Phong làm." Trương Dương hỏi ngược lại, "Tôi tin là thật thì được rồi, cần chứng cứ ư?" Kỳ Sơn nhìn khuôn mặt đầy sát khí của Trương Dương, trong lòng thầm cảm thán, "Em trai lần này thật sự đã gây phiền toái lớn rồi, nếu Trương Dương vận dụng pháp luật, chuyện ngược lại không khó giải quyết, nhưng Trương Dương trước giờ luôn là người không tuân thủ quy củ, hắn chỉ cần nhận thức chuẩn là Kỳ Phong làm chuyện này, hắn sẽ triển khai sự trả thù vĩnh viễn." Nhất định sẽ khiến anh em bọn họ phải trả giá đắt, Kỳ Sơn nói, bất kỳ chuyện gì cũng đều có biện pháp giải quyết. Trương Dương nói, anh có muốn nói chuyện với người muốn giết anh không? Kỳ Sơn nói, tôi cam đoan về sau sẽ không có chuyện tương tự phát sinh. Trương Dương bật cười ha ha, anh cho rằng tôi là trẻ con 3 tuổi à? Kỳ Sơn nói, cho nó một cơ hội đi. Trương Dương nói, cơ hội không phải người khác cho, là mình tự tạo ra tôi sẽ bảo nó rời khỏi Đông Giang. Kỳ Sơn đưa ra một điều kiện thứ nhất. Trương Dương mỉm cười. Kỳ Sơn lại nói, khu đất đó của nhà máy gia công thịt gia cầm, tôi sẽ cho người nhượng ra, không tạo thêm bất kỳ phiền phức nào nữa. Trương Dương thở dài nói, có một đứa em trai như vậy thật sự là phiền toái, anh hay là thả chẳng có còn hơn. Kỳ Sơn nói, cả đời chỉ có hai anh em, không có lựa chọn, tôi không giúp nó thì ai có thể giúp được nó nữa trương dương nói nếu tôi không đáp ứng kỳ sơn nói tôi đã đáp ứng mẹ tôi lúc bà ấy sắp mất tôi phải chiếu cố tốt cho em trai tôi cho nên bất kể nó làm sai hay làm đúng tôi đều sẽ đứng ở bên nó trương dương nói có phải có chút mù quáng không kỳ sơn nói nếu đổi lại là anh anh cũng không có lựa chọn nếu có người nhất định phải đẩy anh em của anh vào tuyệt lộ như vậy thì anh chỉ có thể làm cừu nhân của hắn thôi trương dương cười nói kỳ tổng nếu tôi không hiểu sai ý của anh thì anh đang uy hiếp tôi ư?" Kỳ Sơn lắc đầu, "Tôi không dám, tôi nói thật, tôi thủy chung đều nói với Tiểu Phong rằng, trên thế giới này có thêm một người bạn thì là có thêm một con đường, so với đi tới đâu kết thủ tới đó thì sáng suốt hơn nhiều, nhưng nó lại không nghe lời tôi nói." Trương Dương nói, "Trần Hạo bỏ ra 200 vạn để an ủi bạn của tôi." Kỳ Sơn nói, "Tôi bỏ 500 vạn. Tôi không hy vọng nhìn thấy Kỳ Phong ở Đông Giang nữa." Kỳ Sơn nói, anh nhậm chức ở Đông Giang một ngày, tôi sẽ không cho nó bước vào Đông Giang một bước. Trương Dương mỉm cười hài lòng, cầm chén trà lên, uống trà. Khóe môi Kỳ Sơn lộ ra nụ cười, tuy rằng hắn từ lúc tiến vào văn phòng, Thủy Trung đều nhượng bộ, nhưng vẻ mặt của hắn lại tạo cho người ta cảm giác không kém cạnh chút nào. Kỳ Phong phẫn nộ hét lên, vì sao? Anh, anh vì sao sợ hắn như vậy? Anh cho hắn bao nhiêu tiền em mặc kệ, nhưng anh dựa vào gì mà làm chủ cho em? dựa vào gì mà bắt em rời khỏi đông giang kỳ sơn lạnh lùng nói nếu mày không đi công ty từ trên xuống dưới sẽ bị mày làm liên lụy bởi vì chuyện ngu xuẩn mà mày đã làm chúng ta gần đây đã tổn thất bao nhiêu tiền kỳ phong nói là hắn không ngừng tìm chúng ta gây phiền toái không phải hắn thì lão cắt sao lại lộ kỳ sơn nói mày phải đi hắn hiện tại vẫn chưa biết chuyện đó có liên quan tới chúng ta chỉ nghĩ mày trả thù vì ân oán riêng tư anh anh không ngừng nhượng bộ như vậy người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào chúng ta đã trở thành trò cười rồi tao mặc kệ người khác nhìn thế nào xã hội này không phải là dựa vào cậy mạnh hiếu thắng là có thể đứng chân được tiền tài và quyền lực mới đại biểu cho thực lực của mày mày không thể trêu vào trương dương chuyện lần này đã chứng tỏ một điểm nếu như không phải là có người giúp mày che giấu nếu để hắn biết mày sau lưng dở nhiều trò như vậy hắn căn bản sẽ không chịu dừng tiểu phong mày tiếp tục ở lại đông giang khẳng định sẽ ảnh hưởng đến công việc của chúng ta, gần đây phong thanh rất gắt, chúng ta cần phải thu liếm một chút. Nghe tao khuyên, rời khỏi Đông Giang, tạm tránh mũi nhọn, tao đáp ứng mày, đợi phong đầu qua đi, tao sẽ lập tức đón mày về. Anh, kỳ phong có chút tuyệt vọng hét lên, nhưng từ thái độ của anh trai hắn biết rằng, lần này không còn dư địa để xin nữa rồi. Trường 1118, Nản lòng thoái chí 1 Lâm Tuyết Quyên mời Kỳ Sơn đi uống trà trưa, cũng là để biểu đạt lời xin lỗi sau buổi diễn đó, cô ta nhạy bén phát giác ra tình tự của Kỳ Sơn có chút khá thấp, nói khẽ Kỳ Sơn, anh hình như không được vui. Kỳ Sơn cười cười, nhắm mắt lại nhìn nhìn thế giới tràn ngập ánh mặt trời bên ngoài, gần đây trên sinh ý gặp chút phiền toái, tâm tình ít nhiều bị chút ảnh hưởng. Lâm Tuyết Quyên nói, chuyện của Giang Nam thực phủ ư? Tôi đã xem trên tin tức rồi. Kỳ Sơn nói, Tiểu Phong bởi vì chuyện này mà gặp đả kích, đã định kết thúc nghiệp ẩm thực sinh ý của Giang Nam thực phủ tốt như vậy, kết thúc không phải là rất đáng tiếc ư. Không có gì đáng tiếc cả, chỉ sinh ý thủy sản thôi đã khiến chúng tôi bận bịu lắm rồi, tôi định để nó tới Bắc Hải, phía đó cần một người tỏa chấn. Lâm Tuyết Quyên gật đầu, nói khẽ, hay là để tôi nói với Vân Trung một tiếng, xem xem anh ấy có thể giúp gì hay không. Kỳ Sơn lắc đầu, không cần, thật ra cho tới nay sinh ý khách sạn chỉ là như gân gà, ăn vào thì vô vị mà bỏ đi thì tiếc, lần này cục công an lâm nghiệp điều tra ngược lại giúp anh em chúng tôi hạ quyết tâm kết thúc nghiệp ẩm thực toàn tâm toàn ý đầu nhập vào kinh doanh thủy sản vẫn là làm buôn lậu cá thích hợp với chúng tôi hơn lâm tuyết quyên không khỏi bật cười cô ta nói khẽ anh cũng không phải là buôn lậu cả anh là một thương nhân thành công kỳ sơn nói là thương nhân nhưng tôi không thành công lâm tuyết quyên ngẩng đầu nhìn bắt gặp ánh mắt yêu thương của kỳ sơn mỗi lần nhìn thấy ánh mắt như vậy của hắn đều sẽ khiến trong lòng Lâm Tuyết Quyên cảm thấy đau khổ. Lâm Tuyết Quyên biết mình ở sâu trong lòng vẫn chưa quên được hắn, cô ta vẫn quan tâm tới Kỳ Sơn. Sự kiện khu vực săn bắn đã đã lấy Kỳ Phong bỏ đi, Kỳ Sơn bỏ ra 500 vạn phí tổn thất tinh thần mà tạm thời bình ổn. Vấn đề di rời nhà máy gia công thịt gia cầm khốn nhiễu khu nội thành mới nhiều ngày cũng được giải quyết thuận lợi. 200 vạn của Trần Biêu cũng đã vào tài khoản. Trương Dương tuy rằng không khởi tố hắn, có điều hắn và Kỳ Phong cũng không thể tiếp tục lăn lộn ở Đông Giang nữa, bởi vì cánh tay bị gãy vẫn chưa lành, cho nên tạm thời nằm viện ở Đông Giang, về phần tinh võ đặc vệ của hắn cũng đã treo biển chuyển nhược. Trương đại quan nhân được 700 vạn tiền bồi thường tinh thần, hắn qua điện thoại đem chuyện này nói cho mấy người bọn Chu Hưng Quốc, chỉ nói là khu vực săn bắn bắt kỳ bồi thường, đám người Chu Hưng Quốc đương nhiên không để 700 vạn này vào mắt, bảo Trương Dương giữ lại làm tiền tiêu. Trương Đại Quan nhân đòi phí tinh thần yếu ban đầu cũng không phải là bởi vì lòng tham của hắn, mà là hắn muốn đòi lại mặt mũi ở trước mặt mọi người, hắn không thiếu tiền, phải lại loại tiền này cầm vào sẽ bị cắn tay, thế là Trương Dương đặc biệt thương lượng một chút với Tần Thanh, Tần Thanh nghe nói hắn xảo trá vơ vét một khoản tiền lớn như vậy, cũng không khỏi giật mình, nhắc nhở Trương Dương, anh đây là vơ vét của cái, nếu họ đi tố cáo anh, anh sẽ phải gánh trách nhiệm trước pháp luật. Trương Dương cười nói, anh đây gọi là cướp giàu cho nghèo. Bọn họ muốn tố cáo anh ư? Cho họ mượn thêm một lá gan bọn họ cũng không dám làm vậy." Tần Thanh nói, thân ở quan trường làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, những người này không phải là hạng lương thiện, huống chi lần này tiền lấy ra không phải là con số nhỏ, em thấy chỗ tiền này anh không thể cầm được." Trương Dương nói, anh vốn cũng không muốn cầm, hiện tại chẳng phải đang thỉnh giáo em ư, anh nên xử lý 700 vạn này như thế nào?" Tần Thanh nói, em thấy hay là thế này đi. Anh tới tìm bí thư Lưu của Ủy ban kỷ luật, quan hệ giữa anh và cô ta tốt như vậy, giao chỗ tiền này cho cô ta xử lý. Trương Dương nói, không cần phải như vậy cẩn thận đâu. Anh đã bảo bọn họ viết giấy rồi, đây là phí tổn thất tinh thần, đi tới đâu cũng dễ ăn nói mà. Tần Thanh nói, cẩn thận lái thuyền vạn năm, làm chuyện gì cũng phải phòng ngừa chu đáo. Dưới đề nghị của Tần Thanh, Trương Dương đi tìm Thính trưởng Thính giám sát, phó bí thư Ủy ban kỷ luật tỉnh Bình Hải Lưu Diễm Hồng hắn nói lại một lần từ đầu đến cuối chuyện này cho Lưu Diễm Hồng. Lưu Diễm Hồng nghe hắn nói xong, gật đầu nói, 700 vạn cứ vậy mà có à? Trương Dương nói, đúng vậy. Lưu Diễm Hồng nói, chuyện này không liên quan tới cậu, tiền bồi thường cũng là cho đám người Chu Hưng Quốc. Nhưng bọn họ không lấy, nói là để lại cho tôi làm tiền tiêu vặt, tiền này tôi cũng không thể tiêu được. Lưu Diễm Hồng bật cười, cậu đúng là coi tiền bạc như cỏ rác, thế này đi, chỗ tiền này tôi giúp cậu đăng ký trong sổ, sau này do chúng tôi quản lý thay trương dương nói đa tạ thính trưởng lưu lưu diễm hồng nói cảm ơn cậu mới đúng nếu mỗi cán bộ đều có giác ngộ và nhận thức như cậu công tác phản hủ của chúng tôi cũng sẽ không nặng nề như vậy trương dương nói thính trưởng lưu chuyện này tận lực giúp tôi giữ bí mật nhé tôi không muốn quá nhiều người biết lưu diễm hồng nói cậu yên tâm đi loại chuyện này trước giờ đều xử lý kín đáo cô ta lại hỏi quan hệ giữa trương dương và sở yên nhiên Trương Dương và Sở Yên Nhiên vẫn rất tốt, hắn nói cho Lưu Diễm Hồng biết, Tết âm lịch sang năm Sở Yên Nhiên sẽ về nước ăn Tết, chắc sẽ ở lại một đoạn thời gian rất dài. Sau khi ra khỏi văn phòng, Trương Dương đi gặp Khương Lượng, Khương Lượng được điều đến đến cũng sắp được nửa tháng rồi, công tác rất quá bận rộn, bọn họ cũng không có cơ hội uống rượu cùng nhau, lần này là Khương Lượng chủ động đề xuất, đã đặt phòng ở vọng giang lâu, Trương Dương tới ngoài vọng giang lâu, liền cảm thấy sinh ý nơi này so với trước đây hình như càng thêm thịnh vượng. Viên ba nói cho hắn biết, điều này ít nhiều là vì Trương Dương niêm phong Giang Nam Thực Phủ, bởi vì kinh doanh thịt thú rừng trái pháp luật. Mấy đại lý của Giang Nam Thực Phủ tất cả ngừng kinh doanh chỉnh đốn, anh em họ kỳ cũng bởi vậy mà quyết định rút khỏi nghiệp ẩm thực, trước mắt đang treo biển chuyển nhược, mấy nhà ở đối diện vọng Giang Lâu cũng đóng cửa ngừng kinh doanh, cho nên những khách hàng cũng đều tới vọng Giang Lâu, vì thế sinh ý của vọng Giang Lâu mới vô cùng thịnh vượng. Đi vào phòng, khiến Trương Dương không ngờ là, hôm nay đám lão bằng hữu ở Giang Thành đều, Đỗ Phú Phong, Như Văn Cường, Triệu Tân Vĩ và còn có cậu em vợ trên thực tế tần bạch của hắn. Trương đại quan nhân sửng sốt, tuét miệng cười tới ôm mỗi người một cái, mẹ, các cậu tới Đông Giang cũng không báo trước cho tôi một tiếng, tất cả đều lừa tôi, không coi tôi là bạn. Tần Bạch đã là đại đội trưởng hình cảnh phân cục sân bay cười nói, đột nhiên quyết định thôi, anh Khương tới Đông Giang, chúng tôi luôn muốn tới đây thăm anh ấy, vừa hay như văn cường cũng muốn tới đông giang làm việc mọi người liền đi nhờ xe tới đây triệu tân vĩ nói tôi là đi nhờ xe chuyện này muốn trách thì trách như văn cường ấy là như văn cường nói muốn cho cậu một sự bất ngờ sau khi giết tới thì bắt cậu mời khách trương dương cười ha ha đấm vào vai như văn cường một cái cậu trước giờ không phải là hạng tốt lành gì như văn cường nói tôi là thấy cậu hiện tại thân phận tôn quý bận trăm công ngàn việc không lấy đâu ra thời gian để tiếp đám anh em chúng tôi, cho nên chỉ có thể tiền trảm hậu tấu. Trương Dương mắng, mẹ kiếp, tôi là loại người này ư? Khương Lượng cười nói, đúng rồi, tôi còn mời cả Vinh Thính và Điền Thính nữa. Đang nói chuyện thì Vinh Bằng Phi và cha con Điền Khánh Long, Điền Bân đều đến, mọi người gặp lại tất nhiên là vui sướng vô cùng, trong nhóm người này đều là thuộc hệ thống công an, Trương Dương bảo viên ba đem đồ ăn đặc sắc của vọng giang lâu lên đám người này gặp nhau, uống rượu là khó tránh khỏi, uống rồi trương đại quan nhân liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn trở thành mục tiêu mà mọi người nhầm vào cũng là điều rất bình thường, ngoài ra hắn còn có tử lượng lấy một địch mười. Mấy chén rượu vào bụng, Vinh Bằng Phi không nhịn được nói, Trương Dương, thằng nhóc cậu cũng thâm lắm, lần này anh em kỳ ra bị cậu chỉnh cho một trận, Giang Nam thực phủ đã treo biển chuyển nhượng rồi. Trương Dương chối sạch, có liên quan gì tới tôi đâu. Vinh Thính, ông đừng nghe lời đồn bên ngoài vinh bằng phi nói thằng nhóc cậu còn muốn lừa tôi ư tôi làm nghề gì chứ chỗ cục công an lâm nghiệp có không ít bằng hữu của tôi điền khánh long đối với loại chuyện này trên cơ bản đã không hỏi đến điền bân lại rất ngạc nhiên chủ nhiệm trương kỳ phong sao đắc tội với anh vậy trương dương cười nói chuyện quá khứ thôi đã giải quyết rồi vinh bằng phi lại nói trong khoảng thời gian này sóng gió mà cậu giấy lên cũng không nhỏ đâu tinh võ đặc vệ bởi vì cậu mà đóng cửa chuyển nhược, hiện tại Giang Nam thực phủ cũng vậy, tên Trần Biêu không có bối cảnh. Nhưng cậu ruột của anh em kỳ ra chính là thị trưởng Phương, chuyện lần này cậu cũng không nể mặt y. Trương Dương cười nói, tôi tin lãnh đạo sẽ đại công vô tư. Tất cả mọi người bật cười, những lời này của Trương Dương không có ai tin, thậm chí ngay cả lãnh đạo như Vinh Bằng Phi, Điền Khánh Long cũng không tin. Trương Dương kính từng người một, khi uống đến Khương Lượng, không nhịn được cảm thán nói, anh Khương, cậu tới Đông Giang hơn nửa tháng rồi, tôi cả ngày gọi anh đi uống rượu, nhưng anh cả ngày không có thời gian, hôm nay cuối cùng mới được ngồi xuống cùng nhau, hai anh em ta có phải nên uống nhiều chút không? chương 1119, Nản lòng thoái chí 2 Một đám người đều rượt dây theo, đúng, nên... Trương Dương cầm hai cốc thủy tinh lớn rồi rót đầy, tình cảm sâu thì một ngụm sâu, tình cảm ít thì một ngụm vơi. Khương Lượng cười nói, cậu đừng có chọc tôi, tôi hôm nay sẽ liều mình bồi quân tử. Gã cần chén rượu lên ngửa cổ uống cạn, phía trương đại quan nhân cũng không hàm hồ hồ, cũng uống cạn cốc rượu đó, tất nhiên giành được không ít tiếng ủng hộ. Trương Dương Trương Dương ra, Khương Lượng cũng là tiêu điểm của mọi người, vinh bằng phi đỡ rượu cho ái tướng, các anh không thể cứ chút Khương Lượng như vậy được, gần đây cậu ta rất vất vả, ngày nào cũng phải đi điều tra, mấy ngày nay không có thời gian nghỉ ngơi, Trương Dương nói, sao? Vụ án đó còn chưa phá được à? Vinh Bằng Phi thở dài nói, không nhắc tới thì thôi, tất cả đầu mối đều bị cắt đứt rồi, tội phạm khá là giảo hoạt, tựa hồ nhận thấy được chúng tôi đang điều tra hắn, gần đây rõ ràng thu liếm hơn rất nhiều, hàng chảy vào Đông Giang bỗng nhiên thay đổi. Y lắc đầu nói, không nhắc tới nữa. Tối hôm đó sau khi uống rượu xong, Trương Dương mời mấy vị lão hữu từ Giang Thành xa xôi đến tới suối nước nóng ngự xuyên thư giãn, Vinh Bằng Phi và Điền Khánh Long đã đi trước, bọn họ không gia nhập cuộc ăn chơi của đám trẻ tuổi này. Mấy người lõa thể ngâm mình trong suối nước nóng, như Văn Cường uống hơi nhiều, dựa vào bờ suối ngáy o o. Khương Lượng sau khi tới Đông Giang khai triển công tác không thuận lợi, tổ chuyên án ở hiện trường bắt được mấy lần giao dịch thuốc Việt, có điều đều là một số con tôm con tép. Khương Lượng nói, tình tiết vụ án đã bị chặn rồi, gần đây cũng không có manh mối gì, Vinh Thính đã lập quân lệnh trạng trước tỉnh Lý, áp lực chúng tôi rất lớn. Trương Dương thản nhiên nói, loại chuyện này cũng không thể miễn cưỡng được, giống vậy săn thú vậy, thợ săn lợi hại đến mấy nhưng con mồi nằm trong hang thì chẳng động tới được, các anh có thể làm gì chứ? Khương Lượng nói, Vinh Thính trưởng lúc trước khi điều tôi tới có kỳ vọng rất cao đối với tôi, nhưng tôi tới lâu như vậy rồi vẫn không thể làm được bao nhiêu thành tích, cảm thấy rất có lỗi với ông ta. Đỗ Phú Phong nói, Khương Lượng, nếu thật sự làm thấy không ổn thì về giang thành đi nói thật mấy anh em chúng tôi không nỡ để anh đi triệu tân vĩ và tần bạch gật đầu theo khương lượng nói ban đầu tôi tới là để tiện chiếu cố cho con tôi nhưng tới rồi luôn cảm thấy có trách nhiệm với công tác này tôi nếu không thể phá được vụ án này thì tôi không đi đâu cả trương dương nói anh cũng đừng quá miễn cưỡng mình phá án cũng không phải là chuyện của một người kẻ địch không ra khỏi hang anh tích cực hơn nữa thì cũng không tìm thấy được manh mối kiên nhẫn chờ đi. Triệu Tân Vĩ nói, phá không được án thì đi, anh cứ thoải mái thôi. Trương Dương từ đầu kia của suối nước nóng đi đến bên cạnh Tần Bạch, Tần Bạch buổi tối cũng uống không ít, mặt đỏ rực, cười nói với Trương Dương, chị của tôi không biết tôi đến. Trương Đại quan nhân trên mặt nóng lên, thằng ôn này biêng biêng rồi à, ở trước mặt nhiều người như vậy nhắc tới chị hắn làm gì. Có điều từ những lời này của Tần Bạch hắn cũng có thể cảm thấy, Tần Bạch 10 phần đã có tới tám chín biết được mối quan hệ mở ám giữa hắn và Tần Thanh rồi, trên đời này nào có ai là thật sự hồ đồ đâu. Trương Dương nói công tác thế nào? Vẫn ổn. Tình cảm thế nào? Tần Bạch mặt càng đỏ hơn, gã nói khẽ tôi và tiểu tạ đang chuẩn bị sang năm kết hôn. Tiểu tạ trong miệng hắn là tạ quân xước, em gái của thương nhân xây dựng phong trạch tạ Đức Tiêu, Trương Dương khi nhậm chức phong trạch phong trạch đã kết bạn với bọn họ. Trương Dương nhìn thấy bộ dạng của Tần Bạch, cũng biết hắn cuối cùng đã thoát khỏi ám ảnh từ thất bại của cuộc hôn nhân lần trước từ đáy lòng cũng cảm thấy cao hứng cho hắn mỉm cười nói chờ khi cậu kết hôn tôi sẽ tặng một phần đại lễ tần bạch nói chỉ là ý hướng ban đầu thôi vẫn chưa ra quyết định không tồi trương dương nói tạ quân xước là một cô gái rất khá tần bạch nói cha tôi cũng rất thích cô ta trương dương nói sức khỏe của chú tần thế nào tần bạch nói vẫn tốt hai ngày trước chị tôi nói ông ấy tới giúp trùng kiến chùa thu hà ông ấy gần đây đều ở trong nhà đọc tư liệu về chùa thu hà tháng sau sẽ tới đông giang trương dương nói hay là cậu cũng tới khu nội thành mới làm đồn trưởng tần bạch cười nói tôi nếu tới đó người khác không khéo sẽ nói khu nội thành mới sẽ thành tần ra mở hai người đồng thanh bật cười như văn cường từ trên băng ghế nhảy xuống mở đôi mắt mơ màng vì say ra trời sáng rồi hà đây là đâu mọi người cười to. Như Văn Cường lần này đến Đông Giang là để bàn sinh ý với nhà máy thuộc gia Đông Giang, bởi vì là hợp tác trường kỳ, hắn và Đồng Hân Vũ cũng nảy sinh tình cảm. Như Văn Cường trước giờ luôn bất định hiện ải cũng đã tìm được trốn về. Phương hướng chủ doanh hiện tại của hắn một là nuôi dưỡng thủy sản, một là thuộc gia, có điều bước vào 6 tháng cuối năm, sinh ý của nhà máy thuộc gia Đông Phương bắt đầu đường xuống dốc, cho nên Như Văn Cường chạy khắp nơi tìm cách, tối hôm đó mọi người ở lại suối nước nóng ngựa xuyên bởi vì say rượu cũng bởi vì hôm sau là cuối tuần cho nên đều dậy rất muộn như văn cường bởi vì miệng khô lưỡi khô ngược lại thức dậy khá sớm ra khỏi phòng thì nhìn thấy trương dương đã đứng tập thể dục trong sân như văn cường cảm thán nói anh tinh lực quá thừa tối hôm qua uống nhiều như vậy mà hôm nay còn có tinh thần thế này trương dương nói sinh mệnh đang vận động anh nhìn mấy người các anh tuổi không lớn mà đã lộ bụng bia rồi như văn cường cảm thán nói đúng vậy bình thường chỉ lo ăn uống ngay cả thời gian rèn luyện cũng không có, hiện tại khi tiểu tiện, chỉ có thể nhìn thấy cái bụng, muốn nhìn thằng em cũng phải gập người xuống, con mẹ nó, muốn thấy là phải cúi đầu chào, anh nói xem có bực không. Trương đại quan nhân cười ha ha, hắn vừa sáng sớm đã tu luyện đại thừa quyết, sau đó luyện quyền, cả người đầy mồ hôi, bọn họ bao cả căn biệt tự, trong sân có suối nước nóng, như văn cường cũng cả người đầy mùi rượu, tối hôm qua người ta ngâm nước nóng còn gã thì ngủ, căn bản không có cơ hội hưởng thụ, hai người cởi quần áo ngồi vào trong suối nước nóng như văn cường lúc này mới nói ra mục đích mình tới đông giang trương dương nghe nói nhà máy thuộc ra đông giang kinh tế đình trệ nghĩ một chút rồi nói hay là để tôi giúp anh liên hệ với lâm thanh hồng xem xem cô ta có thể giúp các anh mở ra nguồn tiêu thụ hay không như văn cường gật gật đầu lần này nhờ cả vào anh trương dương cười nói anh em với nhau cần gì phải khách khí như vậy đúng rồi việc nuôi dưỡng thủy sản của anh thế nào rồi Nghiêu Văn Cường nói, không tôi, năm nay phỏng trừng có thể thu vào khoảng 300 vạn. Thủy sản Tứ Hải của Đông Giang các anh cũng nhập hàng từ chỗ tôi. Trương Dương nói, Thủy sản Tứ Hải của Kỳ Sơn Ư. Nghiêu Văn Cường gật đầu, tôi nuôi ba ba trên cơ bản đều do hắn bao, tôi lần này tới Đông Giang là để lấy tiền, người này làm ăn rất thống khoái, vốn là phải gửi tới cho tôi, nhưng vừa hay tôi phải tới đây một chuyến, cho nên tới công ty hắn xem thế nào. Trương Dương nói, anh ở trước mặt hắn đừng có nói về tôi đấy. Như Văn Cường kinh ngạc nói, vì sao? Có điều gã rất nhanh liền hiểu ra, anh và hắn có mâu thuẫn à? Trương Dương cười nói, chuyện này không liên quan tới anh, anh làm sinh ý của anh, chuyện khác đừng dính vào làm gì. Ăn bữa sáng trong thôn suối nước nóng xong, mọi người mới thay quần áo đi, Trương Dương nhìn thấy di động của mình có không ít cuộc gọi nhớ, mấy cú là Cao Liêm Minh gọi, Trương Dương cảm thấy có chút kỳ quái, đi tới gọi lại mới biết Cao Liêm Minh tìm mình có việc gấp. Trương Dương nói, có việc gấp à, có thể để mai nói không? Chỗ tôi có nhiều bạn lắm. Giọng nói xê giọng nói lộ ra vẻ uể oải, tôi không phải là bằng hữu của anh à. Trương Dương cười nói, có chuyện gì vậy, sao đột nhiên trở nên giống như đàn bà thế? Cãi nhau với ai à? Cao Liêm Minh nói, Trương Dương, tôi chuẩn bị từ chức. Trương Dương sửng sốt, sao tự dưng anh lại từ chức? cao liêm minh nói anh có phải sớm biết đồng tú tú có bạn trai rồi không trương dương vừa nghe liền hiểu ra khẳng định là chuyện giữa đồng tú tú và ngũ đắc trí để gã biết được rồi nhưng hắn cũng không chứng thực và lại nghe thấy tình tự của cao liêm minh thấp như vậy hắn cũng không đành lòng đả kích thằng ôn này nữa trương dương nói tôi không biết vấn đề tình cảm cá nhân của cô ta tôi thực sự không rõ lắm cao liêm minh nói cô ta đã nói rõ ràng với tôi rồi chỉ làm bạn bè với tôi nực cười tôi vì cô ta mà vào sinh ra tử, tới cuối cùng chỉ được làm bạn. Trương Dương nói, Cao Liêm Minh, câu này của anh không có nghĩa khí rồi, chẳng lẽ làm chút chuyện cho người ta là bắt người ta phải lấy thân đền đáp ư? Anh cũng quá tham lam rồi đấy. Cao Liêm Minh thở dài nói, tôi cảm thấy mình rất đáng buồn, giống như một thằng ngốc chạy đông chạy tây, nhưng tới cuối cùng mới biết trong lòng người ta vốn không có tôi. Cao Liêm Minh thật sự rất ủy khuất. Trương Dương nói, thế này đi, anh trước tiên cân nhắc cẩn thận đã, ngày mai đi làm chúng ta sẽ bàn lại chuyện này. Cao Liêm Minh thở ngắn than dài gác điện thoại. chương 1120, nản lòng thoái chí 3. Cái này gọi là có người sung sướng có người yêu sầu, Cao Liêm Minh tình cảm thất ý, thường Lăng Phong và Trương Duệ Dung sau khi trải qua phân phân hợp hợp, tình cảm cuối cùng cũng ổn định, thường Lăng Phong không nhắc tới chuyện đi nữa, an tâm ở lại công tác tại khu nội thành mới Đông Giang, nhân sinh của hắn cũng bởi vậy mà trở nên càng thêm tích cực sáng sớm thứ hai đi làm trương dương và thường lăng phong trương duệ dung gặp nhau ở cửa lớn sớm thế nhìn thấy vẻ mặt của thằng ôn này trương duệ dung sợ hắn lại nói ra điều gì quá đáng vội vàng cúi đầu bước nhanh trương dương cười ha ha vỗ vỗ vai thường lăng phong không tồi tình cảm đã công khai hóa thường lăng phong cười nói anh đừng có trêu tôi nữa lúc này tần thanh từ trên văn phòng lầu ba gọi họ lên người tới tới văn phòng của tần thanh tần thanh nói cao liêm minh không biết vì chuyện gì lại đột nhiên bỏ không làm nữa người cũng không đến đơn xin từ chức cũng không gửi chỉ gọi điện thoại nói rằng không làm nữa anh nói xem có loại người tùy tiện vậy bao giờ không một chút trách nhiệm cũng không có cũng khó trách tần thanh lại tức giận gần đây đang thống nhất giải quyết vấn đề biên chế của bọn họ trong đó bao gồm cả cao liêm minh trương dương nhíu mày không ngờ thằng ôn này làm thật tần thanh nói hắn là cậu đưa tới cậu đi xử lý chuyện này không ít đồng chí đều có ý kiến đối với chuyện này, bộ chỉ huy chúng ta cũng không phải là gánh hát xong, nói đến là đến nói đi là đi, hắn có phải rất tùy tiện hay không? Trương Dương nói, hắn ngày hôm qua cũng có gọi điện thoại cho tôi, tôi bảo hắn hôm nay tới đây nói chuyện, không ngờ hắn lại làm như vậy. Tần Thanh nói, cậu tốt nhất đi tìm hiểu rõ tình huống đi, nếu thật sự có nguyên nhân đặc thù, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng, có điều bộ chỉ huy chúng ta phải có một cố vấn pháp luật kinh nghiệm phong phú, Hắn nếu đi rồi, chúng ta phải cân nhắc tới người khác. Trương Dương chỉ chỉ vào Thường Lăng Phong, anh ta không phải là cũng từng học luật gì đó ư, tạm thời để anh ta kiêm nhiệm đi. Thường Lăng Phong nói, anh định để tôi mệt chết hả, à? việc gì cũng đổ lên người tôi. Tần Thanh nói, Thường Lăng Phong còn có nhiệm vụ khác, đúng rồi, chuyện hậu cần khu Đông đã chứng thực chưa? Thường Lăng Phong nói, đã bảo là buổi sáng sẽ bàn chuyện này, giờ tôi đi làm đây. Tần Thanh gật đầu chờ sau khi thường lăng phong rời đi cô ta nói với trương dương tiểu bạch đến đông giang anh sao không nói một tiếng với em trương dương cười khổ nói mấy người bọn họ đột một tới muốn mang tới cho anh một sự bất ngờ từ chiều hôm trước đã bắt đầu anh một mực ăn uống với họ tần bạch tối hôm qua không tới chỗ em à tần thanh có chút cả giận nói cũng chỉ gọi điện thoại thôi nói nó còn có chuyện quan trọng lần này không đến thăm em chờ mấy ngày nữa sẽ cùng cha tới Trương Dương cười nói, có thể là một đám bằng hữu ở cùng nhau, nó ngại đi một mình. Tần Thanh thở dài nói, đám người này các anh, ai nấy chỉ giỏi gây chuyện, Tần Bạch đi theo các anh sẽ học xấu. Trương Dương nói, Tần Bạch rất thành thật, nó chỉ học cái tốt ở chỗ bọn anh thôi. Tần Thanh nói, anh giỏi tự rát vàng lên mặt nhỉ. Là học đánh người hay học cưa gái? Trương Dương cười nói, em đừng nói vậy, đánh người thì chắc là nó không học được đâu, cưa gái thì nó học không tồi, hiện tại đã thành đôi với tả quân sước rồi còn bàn tới hôn nhân nữa tần thanh không biết chuyện này nói thật ư trương dương gật đầu nó lần này đến chính miệng thừa nhận nói cha em cũng cũng thích tả quân xước vô cùng hài lòng đối với cô ta tần thanh nói bọn họ đúng là chuyện quan trọng như vậy mà không chịu nói với em quả thực không coi em là người của tần gia nữa rồi trương dương cười cười em là tức phụ của trương gia không coi là người của tần gia thì đúng rồi còn gì tần thanh hung hăng chừng mắt lườm hắn một cái chủ nhiệm trương anh về văn phòng của mình làm việc đi trương dương cười cười đứng dậy bí thư tần tôi đi đây tôi sẽ tìm cao liêm minh hỏi cho rõ tần thanh nói chuyện này không thể coi như là trò đùa được người khác đối với chuyện anh chiêu binh mãi mã đã có không ít ý kiến hiện tại cao liêm minh làm như vậy quả thực coi công tác thành việc nhà của hắn anh đi nói chuyện với hắn đi hắn nếu thực sự không muốn làm chúng ta cũng không miễn cưỡng đừng để ba ngàn đánh cá hai ngày thả lưới muốn tới thì tới muốn đi thì đi trương dương tới nhà cao liêm minh mới biết được hắn sinh bệnh bị sốt đang nằm trong phòng đầu đắp khăn mát nhìn ngây ngô lên trần nhà trương dương cười cười ngồi xuống bên giường vỗ vai hắn nói thế nào rồi giả vờ bệnh à cao liêm minh căn bản như không nhìn thấy hắn lẩm bẩm nói anh đến là để cười tôi à tôi thất tình rồi tôi bị người ta đá rồi trương dương nói tôi sao không biết anh từng yêu nhỉ cũng không có cái gì gọi là thất tình cả cao liêm minh nói anh có còn là người không anh có chút lòng đồng tình nào không tôi đã thảm đến nước này rồi mà anh còn nói móc tôi à thế đạo đúng là không công bằng anh nói xem một nam nhân ưu tú như tôi mà sao lại không có ai yêu tôi trương dương cười nói tình cảm là chuyện phải có cả hai bên không yêu anh chứng tỏ là hai người không có duyên phận đúng như anh vừa nói đó một nam tử ưu tú như anh, cô ta không yêu anh thì là tổn thất của cô ta. Cao Liêm Minh thở dài nói, anh đừng an ủi tôi, tâm tình của tôi hiện tại rất kém rất tự ti, sự tư tin có được trong 20 năm, trong một ngày toàn bộ sụp đổ. Trương Dương nói, tình cảm và công tác là hai chuyện khác nhau, anh cũng không thể bởi vì trên tình cảm không thuận lợi mà bỏ công tác được. Cao Liêm Minh nói, tôi mặc kệ, anh cũng đừng khuyên tôi, tôi đã nghĩ kỹ rồi, chờ sau khi tôi khỏi bệnh, tôi sẽ trở về nước Mỹ, không phải nữ hài tử Trung Quốc không yêu tôi ư. Tôi đi tìm một cô tóc vàng mắt xanh làm vợ, tuy rằng da hơi kém một chút, lông hơi nhiều một chút, nhưng tôi chấp nhận, rời xa cái trốn thương tâm này. Trương Dương nghe thằng ôn này oán thán, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Cao Liêm Minh nhìn thấy bộ dạng buồn cười của Trương Dương, hắn có chút tức mà không có chỗ xả, tôi coi như đã nhìn ra rồi, anh không coi tôi là bạn, hôm nay tới là để cười tôi. Trương Dương, nói Cao Liêm Minh, nói chuyện phải có lương tâm. Cao Liêm Minh nói, tôi hiện tại phát hiện người có lương tâm thì sống càng bi kịch, tôi quyết định về sau sẽ sống ích kỷ một chút, xa đọa một chút, có lẽ như vậy tôi có thể khoái hoạt hơn. Trương Đại Quan Nhân không nhịn được mắng, nhìn cái bộ dạng của anh kia, không phải chỉ vì nữ nhân thôi ư. Thế mà đòi chết đòi sống, không có chút tiền đồ nào cả, đồng tú tú không chọn anh là đúng rồi. Cao Liêm Minh nói, anh không nói được tiếng người à tôi không thể chán nản một lần ư tôi không thể oán trách chút à trương dương nói tôi hôm nay đến không phải là để nghe anh cằn nhằn anh không nói tiếng nào rồi không chịu đi làm tôi chính thức tới hỏi anh công tác này anh còn muốn làm nữa không cao liêm minh nói mặc kệ tôi mặc kệ trương dương mắng đúng là không có tiền đồ vì một nữ nhân mà ngay cả sự nghiệp cũng bỏ cao liêm minh nói muốn nói thế nào thì nói tôi chính là như vậy đó bên ngoài truyền đến một cái giọng nói ôn hòa, tiểu trương tới đấy à. Chính là thính trưởng thính công an cao trọng hòa tan tầm buổi trưa về nhà, y vốn buổi trưa rất ít khi về, nhưng bởi vì con trai bảo bối sinh bệnh, cho nên không yên lòng, đặc biệt về nhà thăm, rất nhiều lúc, người làm cha mẹ đối với chuyện của con cái còn khẩn trương hơn. Trương Dương vội vàng đứng dậy, lễ phép chào, thính trưởng cao, tôi nghe liêm minh bị bệnh nên tới thăm hắn. Cao trọng hòa cười cười, đặt một cốc nước ở đầu giường, nói với Cao Liêm Minh, uống nhiều nước lọc vào. Cao Liêm Minh gật đầu. Cao Trọng Hòa nói với Trương Dương, Tiểu Trương, chúng ta ra phòng khách nói chuyện. Trương Dương biết Cao Trọng Hòa có lời muốn nói riêng với mình, đi theo y ra phòng khách. Cao Trọng Hòa mời Trương Dương ngồi xuống salon, bảo người làm pha một ấm trà, ái náy cười nói, chuyện của Liêm Minh đã mang tới cho cậu không ít phiền toái, cảm ơn cậu trong khoảng thời gian này đã chiếu cố nó. Trương Dương cười nói, tôi và Liêm Minh là bạn, nếu nói tới chiếu cố thì trước giờ đều là hắn chiếu cố tôi. Cao Trọng Hòa nói, ngày hôm qua tôi đã nói chuyện với Liêm Minh, nó quyết định từ chức. Trương Dương nói, thật ra năng lực công tác của Liêm Minh đã được mọi người công nhận. Cao Trọng Hòa nói, là ý của nó. Những lời tiếp theo Trương Dương cũng không tiện nói ra. Cao Trọng Hòa rót trà cho hắn, cũng rót một chén cho mình, nói khẽ thật ra tôi ghét nhất là người khác làm việc có đầu không đuôi nhưng tính của thằng con trai tôi lại như vậy nó từ nhỏ làm việc gì cũng không được lâu chuyện ba ngày đánh cá hai ngày thả lưới đã làm qua không ít cũng không còn nhỏ rồi nhưng thủy chung như thằng trẻ con từ lúc theo cậu tới ủy ban thể dục thể thao nam tích công tác trong khoảng thời gian này nó đã thay đổi không ít trưởng thành hơn không ít tôi cũng rất vui vì nó có thay đổi lớn như vậy nhưng lúc trước chuyện ở lão quân giao khiến tôi nghĩ tới mà sợ nói tới đây cao trọng hòa cố ý dừng lại một chút trương dương hiểu rõ Chuyện ở lão quân giao khiến Cao Trọng Hòa sinh ra khúc mắc, y có thể đã đổ chuyện ở lão quân giao lên đầu mình, tuy rằng không nói là mình làm liên lụy Cao Liêm Minh phải rơi vào hiểm cảnh, nhưng ý tức cũng được biểu đạt rất rõ ràng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1120.